Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 21, Nam Cung Hồng Nhan. Nửa canh giờ sau, Tô Quân vẫn đứng trên lầu các như cũ. Phong Phi Vân cũng không xoay người nói. Ngươi ý định xử trí nàng thế nào? Phong Phi Vân nói chính là Kỳ Vân Vân. Vậy ngươi ý định xử trí nàng thế nào? Tô Quân nói đương nhiên là Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi không làm gì được nàng, ta càng không thể xử trí. Ai? Hắn cũng bắt đầu thở dài, nói. Cảm ơn. Vì sao nói cảm ơn ta? Tô Quân nói. Phong Phi Vân nhìn hắn, ánh mắt không còn hào quang như xưa, đây chính là Vô Hà công tử từng mê đảo nữ nhân sao? Sở dĩ Tô Quân muốn gạt Phong Phi Vân đi giết Nam Cung Hồng Nhan, không tiếc thân sinh chọc mù hai mắt, một mặt là bởi vì muốn tìm Nam Cung Hồng Nhan báo thù, nhưng nguyên nhân trọng yếu chính là vì bằng hữu Phong Phi Vân này. Tô Quân quá hiểu nữ nhân như Nam Cung Hồng Nhan rất tâm ngoan thủ lạt, nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận Phong Phi Vân nhất định có mưu đồ, nàng không chết thì tương lai sẽ lợi dụng Phong Phi Vân, chết chính là Phong Phi Vân. Vì bằng hữu, mù mắt có là cái gì? Phong Phi Vân tự nhiên không phải mù lòa, cũng hiểu rõ đạo lý kia, cho nên nói một tiếng cảm ơn. Bằng hữu chính thức không cần cảm ơn. Nếu như nói ra, đó là bởi vì thiếu nợ ân tình quá nặng. Ban công tầng 7, đồng trụ ngói vàng. Hai mắt Tô Quân bị mù, thế giới của hắn trở thành bóng tối, nhưng mà trên người hắn có khí chất xuất trần càng nhiều hơn trước. Ta cũng muốn nói một tiếng cảm ơn. Tô Quân cười nói. Phong Phi Vân ghé mắt nhìn, nói. Ngươi không có gì phải cảm ơn ta cả. Tô Quân lắc đầu, nói. Ta cảm ơn vì ngươi tín nhiệm ta. Ngươi không có hoài nghi lời ta nói, mặc dù người nọ là Nam Cung Hồng Nhan, ngươi vẫn không do dự lựa chọn tưởng ta. Loại tín nhiệm này không đáng cảm ơn sao? Có đôi khi tín nhiệm quý so vàng. Phong Phi Vân cười nói. Nếu Vô Hà công tử là người nói dối, như vậy cũng không xứng với hai chữ Vô Hà. Vô Hà có nghĩa là không tì vết. Có đôi khi tín nhiệm một người càng vi diệu như thế, có thể không nói hai chữ cảm ơn sao? Sắc mặt Tô Quân trở nên nghiêm túc, nói. Phong Phi Vân, nói chuyện ngoài lề đủ rồi, chúng ta nói chính sự đi. Phong Phi Vân hơi sững sờ, nói. Vừa rồi đàm chẳng lẽ cũng không phải chính sự. Tô Quân lắc đầu, nói. Tự nhiên không phải chính sự. Cái gì là chính sự? Phong Phi Vân nói. Tô Quân nói. Chính sự chính là, Tô Huyết là cửu công chúa Bà La Quốc, cũng là muội muội cùng cha cùng mẹ với ta. Phốc! Phong Phi Vân nghe được Nam Cung Hồng Nhan nói tới chủ nhân thần bí cũng không có khiếp sợ như vậy, cẩn thận dò xét Tô Quân một hồi, cười nói. Các ngươi lớn lên không giống nhau à? Ngươi không nói đùa đấy chứ? Ngươi nhìn bộ dáng của ta giống nói đùa sao? Sắc mặt Tô Quân rất nghiêm túc, lại nói. Ngươi nhìn thấy dung mạo chính thức của nàng chưa? Phong Phi Vân sờ mũi, lắc đầu, cười nói. Vậy thì chưa, nhưng mà thân muội muội của thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam chắc không kém được rồi. Hiện tại ta không cười nổi. Tô Quân nói. Phong Phi Vân cũng không cười, nói. Yên tâm đi, ta dùng nhân cách cam đoan với ngươi là Tô Huyết rất an toàn, kể cả kẻ nào cũng không thể đụng vào nàng. Cũng kể cả ngươi. Tô Quân hỏi thêm một câu. Được rồi, cũng kể cả ta. Phong Phi Vân xoa xoa cái trán. Một giờ sau, Tô Quân cùng Kỳ Vân Vân lái cổ xe bay lên trời, bay thẳng lên cao, hóa thành một đạo cầu vồng. Mà Phong Phi Vân vẫn đứng ở đó, ngay trên lầu các tầng 7, ngồi ở ghế Tô Quân vẫn ngồi, nhìn qua đạo lưu quang càng bay càng xa, trên mặt tươi cười hâm mộ. Ngay cả người như Tô Quân cũng đã thành lãng tử hồi đầu, tìm được người mình yêu nhất trong lòng, Phong Phi Vân. Người đang theo đuổi thiên đường hay là địa ngục cô độc đây? Trong đầu Phong Phi Vân nhớ tới Nam Cung Hồng Nhan, một ngọn lửa thần bí bay tới bên cạnh hắn, lư lửng trên hư không sau lưng Phong Phi Vân. Hỏa diễm đỏ thấm phập phồng trong gió, ngọn lửa này không có chút hơi ấm nào, giống như ma chơi. Phong Phi Vân cũng không quay người, nói. Ngươi đến chậm một bước, bọn họ đã đi rồi. Trong hỏa diễm có giọng nói già nua khô khốc truyền ra. Phong Phi Vân, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi tu luyện tới thần cơ đại viên mãn thì có thể chống lại ta sao? Phong Phi Vân vẫn ngồi ở chỗ đó, nhìn qua ánh đèn trong thành, tự cười nhạo nói. Nếu ngươi muốn giết ta, tại vạn tượng tháp ta đã chết rồi. Biết rõ là tốt rồi,
Ngay cả Vô Hà công tử cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn mưu toan đối nghịch với ta, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Giọng nói âm trầm truyền ra từ ngọn lửa, hơn nữa thập phần chói tai. Phong Phi Vân nói, nếu ngươi muốn giết ta, trực tiếp dẫn động vòng tay huyết cẩm huyền trên tay ta là được, cần gì phải để máu tươi nhuộm đỏ tay của ngươi. Hừ, chủ nhân thần bí hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi không muốn dùng vòng tay huyết cẩm huyền giết ta, làm sao không tháo nó ra khỏi tay của ta đi? Phong Phi Vân lại nói. Chủ nhân thần bí cười lạnh. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi luôn dùng hỏa diễm bao vây thân thể, cất giấu chính mình, ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ người cường đại như ngươi cũng không dám dùng chân diện mục bày ra hay sao? Ngươi muốn xem ta có bộ dáng gì sao? Chủ nhân thần bí nói. Phong Phi Vân di động cái ghế, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm lơ lửng trên không trung, nói. Ta tự nhiên muốn biết người đánh bại thiên tài cấp sử thi là ai. Ha ha! Chủ nhân thần bí cười rộ lên. Phong Phi Vân vẫn bình tĩnh như trước, nói. Chúng ta đánh cược nhé. Đánh bạc cái gì? Chủ nhân thần bí nói. Ngươi có tin ta có thể trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi không? Phong Phi Vân tự tin cười nói. Chủ nhân thần bí bao phủ trong ngọn lửa, không kiêng nể gì cả cười vang lên. Phong Phi Vân, ngươi cũng quá tự phụ. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Phong Phi Vân hết sức nghiêm túc, ép hỏi. Chủ nhân thần bí nói. Đánh bạc. Nếu ngươi thua, nhất định phải thu liễm hỏa diễm, lộ ra bộ dáng chính thức của ngươi. Phong Phi Vân theo dõi hắn, Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không nhìn xuyên qua Hồng Loan Hỏa Thường. Hồng Loan Hỏa Thường là một trong 5 món thần y, có thể ngăn cách tất cả khí tức, thần thức cũng không thể dò xét. Hiện tại ngươi có thể ra tay, đừng nói 3 chiêu đánh bại ta, cho dù 30 chiêu ngươi cũng không thể chạm vào góc áo của ta. Chủ nhân thần bí nói. Phong Phi Vân cười nói. Trong thiên hoa cổ thành che giấu rất nhiều cao thủ thế hệ trước, một khi chúng ta chiến đấu sẽ dẫn đám người này tới. Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng gặp phải đám lão quái vật này. Là ngươi muốn chiến, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Chủ nhân thần bí cười lạnh nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta chỉ là muốn đổi phương thức tỉ thí mà thôi, có thể thay thế chiến đấu, lại hợp lý. Có chiến đấu như thế sao? Chủ nhân thần bí kinh ngạc nói. Tự nhiên có, chúng ta so thần thức, tu vị tu sĩ càng cao, thần thức cũng lại càng cường đại. Trái lại, có thể áp đảo thần thức của đối phương, như vậy tu vị cũng càng cường đại. Phong Phi Vân nói. Phong Phi Vân, ngươi quá coi thường ta. Ngươi cho rằng thần thức của ngươi mạnh hơn ta sao? Chủ nhân thần bí nói. Phong Phi Vân nói. Ngươi không dám so. Có gì không dám? Thần thức chủ nhân thần bí cũng bao vây lấy hỏa diễm. 10 đạo thần thức như thần lô bay ra ngoài. Mỗi một đạo thần thức vô cùng sáng ngời, thần uy mạnh mẽ. Thần thức tự nhiên là vô hình. Chỉ có tu sĩ tu luyện đặc thù mới có thể nhìn thấy thần thức hóa thành thực chất. Phong Phi Vân bởi vì tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, mới có thể nhìn thấy 10 đạo thần thức của chủ nhân thần bí, đồng tử co rút lại, có 40 đạo thần mang chói mắt bay ra ngoài, xếp đặt thành một tòa tiểu diễn tế đàn, đánh lui 10 đạo thần thức của chủ nhân thần bí. 40 đạo thần thức xoay tròn thật nhanh, nối thành một mảnh, giống như bánh răng lớn nghiền áp trời cao, tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt, không khí nổ tung. 40 đạo thần thức. Chủ nhân thần bí cả kinh. Trong giọng nói mang theo vẻ khiếp sợ, vì sao Phong Phi Vân trở nên cường đại như thế? Chuyện này hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Chủ nhân thần bí bắt đầu toàn lực làm, 10 đạo thần thức tỏa ra hỏa diễm càng mạnh, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng hỏa loan. Hồng Loan Hỏa Thường là một kiện thần y, cũng có thần thức đã dung hợp với thần thức của nàng, cũng rất cường đại. Tiểu diễn thuật chi chu thiên hám tiên truy. Phong Phi Vân điều động 40 đạo thần thức. Dựa theo một loại phương pháp sắp xếp đặc thù, 40 đạo thần thức diễn biến thành cự truy cổ xưa, đánh lui 10 đạo thần thức hỏa diễm, ánh lửa đầy trời. Thần thức hỏa loan kêu thảm thiết, thiếu chút nữa bị Chu Thiên Hám Tiên truy cho chấn vỡ vụn ra. Tuy thần thức chủ nhân thần bí hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại bị chấn nhiếp, không ngừng lui ra phía sau, chỉ có thể phòng ngự. Tiểu diễn thuật thiên đấu linh đài. Lại điều động 40 đạo thần thức, dựa theo loại phương thức xếp đặt thứ hai. Không khí rung rung kịch liệt, bắn ra từng văn thủy, 40 đạo thần thức diễn biến thành 40 tòa cô đài bay ra khỏi văn thủy,
hóa thành một tế đàn hình tròn. 40 tòa thiên đấu linh đài bao phủ và trấn áp 10 đạo thần thức kia. Oanh! 10 đạo hỏa diễm thần thức phản kháng, muốn bay lên trời nhưng lại bị áp xuống. Cảnh ban đêm lạnh giá. Một đám huyết hoa bay ra ngoài. Người thua. Phong Phi Vân vẫn ngồi trên ghế, duỗi một tay ra, tiếp huyết hoa vào trong tay. Một đoàn hỏa diễm lơ lửng giữa không trung, hỏa quang lập lòe, dường như không thể tiếp nhận sự thật trước mắt này, trầm mặc thật lâu, nói. Vừa rồi ngươi có thể trấn áp thần thức của ta, đánh chết ta, vì sao không làm vậy? Ta chỉ muốn xem bộ dáng của ngươi, vừa rồi không có muốn giết ngươi, tự nhiên còn có biện pháp khác. Phong Phi Vân nói. Ha ha, xem ra Vô Hà công tử nói cho ngươi rất nhiều thứ. Chủ nhân thần bí cười nói. Đúng là hắn nói cho ta nghe rất nhiều thứ, nhưng mà ta càng muốn tự mình chứng minh một lần. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hỏa diễm kia, trong lòng suy nghĩ đặc biệt phức tạp. Ngươi không nên nhìn thì tốt hơn, ta có thể lấy vòng tay huyết cẩm huyền của ngươi lại, từ nay về sau, hai chúng ta không liên quan, ngươi đi phía đông, ta đi phía tây, trong lòng nghĩ nhiều một chút, không phải rất tốt. Chủ nhân thần bí nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Một chút cũng không tốt. Nếu ngươi muốn nhìn bộ dáng của ta, sợ rằng càng không tốt. Làm sao phải khổ như thế? Chủ nhân thần bí nói. Ngươi sợ ta nhìn thấy bộ dáng của mình như thế sao? Ngươi đang sợ cái gì? Phong Phi Vân hỏi ngược lại. Chủ nhân thần bí trầm mặc nửa ngày, tiếp theo lạnh lùng nói. Ta mới không có sợ hãi, ta cũng không cần sợ hãi, cho dù sợ hãi cũng là ngươi sợ hãi. Bởi vì ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi đánh không lại ta, ngươi sẽ chết rất thảm, đúng vậy, ngươi sẽ chết rất thảm. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Phong Phi Vân cười nói. Ngươi thắng làm vua, ngươi thua làm giặc, nguyện đánh bạc chịu thua, Hồng Nhan, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục che giấu sao? Chủ nhân thần bí hừ một tiếng, hỏa diễm trên người càng mờ nhạt, nó như thủy triều rút vào trong người của nàng. Thời điểm hỏa diễm trên người chủ nhân thần bí biến mất, một nam tử tuấn lãng tư thế oai hùng hạ xuống đất. Hắn mặc nhuyễn khải, ngọc diện tiên tuấn. Vô Hà công tử chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, nhưng mà so với hắn vẫn còn kém hơn một bậc, mặc dù dung mạo giấu sau giáp mềm, nhưng mà đôi mắt vẫn có thể khuynh đảo bất cứ nữ nhân nào. Bỗng nhiên Phong Phi Vân đứng lên, ánh mắt híp lại. Nam Cung Hồng Nhan, người nữ giả nam trang. Ta là Nam Cung Hồng Bích. Hắn chắp hai tay sau lưng, thập phần lãnh ngạo. Vóc người cả hai giống nhau, nhưng mà khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Phong Phi Vân nói. Nam Cung Hồng Nhan, người đang chơi xấu, người biết không? Nam Cung Hồng Bích đổi giọng, đưa lưng về phía Phong Phi Vân, nói. Vậy ngươi có muốn ta cởi quần áo ra cho ngươi kiểm tra một chút ta là nam hay nữ không? Phong Phi Vân, sở dĩ ta không giết ngươi, đó là bởi vì muội muội ta, nàng cầu ta đừng giết ngươi, bởi vì nàng yêu mến ngươi, nàng yêu không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải như vậy, ngươi cũng đã sớm chết rồi. Trên người Nam Cung Hồng Bích tỏa sát khí lăng lệ, chỉ tỏa ra một tia cũng khiến cả tòa lầu sụp đổ. Một tòa lầu các chỉ qua mấy hô hấp đã sụp đổ, tường cao vỡ vụn, dưới đất đầy ngón, biến thành phế tích. Nam Cung Hồng Bích đã đi. Chỉ trừ lại Phong Phi Vân đứng trong phế tích, gió tuyết thổi qua mặt của hắn, cắt làn da của hắn đau đớn, cũng không biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì trong lòng. Sau nửa ngày hắn mới nhìn vào bóng tối khôn cùng, kêu lên. Này, muội muội của ngươi rốt cuộc là ai? Bóng tối qua đi, một ngày mới bắt đầu. Đêm qua xảy ra đại sự kinh thiên động địa, sáng sớm hôm nay tu sĩ cả thiên hoa cổ thành nghị luận nhau nhau. Phong đại ngưu quả thực quá nghịch thiên, vốn đã bắt Bích Tiên Tiên, sau đó giữa ban ngày ban mặt bắt lấy Lục Ly Vi cùng Tô Tuyết, đêm qua càng bá đạo hơn, lại có ba đệ nhất mỹ nhân của Sâm La Điện bị hắn bắt đi, trong đó còn có điện chủ thứ bảy Sâm La Điện Vạn Hương Sầm. Trong một nơi tụ tập, mấy tu sĩ tụ tập lại không ngừng cảm thán. Việc này đã chấn kinh cả Tà Tông, cao thủ thế hệ trước của Sâm La Thập Điện cũng đã chạy đến Thiên Hoa Cổ Thành. Sự kiện lần này khắp nơi lộ ra hương vị không tầm thường, ta có cảm giác không đúng, Phong Đại Ngưu này cho dù là thiên tài cấp sử thi cũng không có khả năng dùng sức một mình, trước mắt nhiều cao thủ Tà Tông bắt lấy 6 đệ nhất mỹ nhân đi. Nghe nói trong Tà Tông có siêu cấp cường giả cự kình xuất quan.
trong thời gian ngắn trong Thiên Hoa cổ thành sẽ sinh ra đại sự kinh thiên. Trong phố lớn ngõ nhỏ, mỗi tu sĩ ở trong Thiên Hoa cổ thành đều bàn luận chuyện đêm qua, rất nhiều người đều đang suy đoán, người bố cực sau lưng làm chuyện này cũng không đơn giản như thế. Trong hồ lô thiên toán thư sinh bán thuốc gì? Phong Phi Vân nhíu mày trầm tư. Người ra tay đêm qua không phải là Phong Phi Vân, khẳng định chính là cường giả tuyệt đỉnh của Vạn Tượng Tháp, bọn họ làm như vậy, không có khả năng chỉ bắt thập đại mỹ nhân đơn giản như thế. Tuy Phong Phi Vân tạm thời vẫn không đoán ra bố cục của thiên toán thư sinh, nhưng có thể kết luận liên quan tới đại chiến Thánh Hổ không lâu sau. Tiếng đàn tranh vang lên cùng với tiếng ca u nhã, từ khu vực xa xôi lan tới. Xíu, yêu yêu. Phong Phi Vân nao nao, thân thể hóa thành một đạo lưu vân bay về hướng đàn tranh, tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm, những tu sĩ trên đường cổ chưa kịp nhìn thấy đã biến mất. Sau một khắc, Phong Phi Vân đi tới một con sông thanh tịnh bên ngoài Thiên Hoa cổ thành, bờ sông có một nữ tử áo trắng đang đánh đàn tranh, bóng lưng yểu điệu động lòng người, khí chất xinh đẹp. Thời điểm Phong Phi Vân đứng ở sau lưng nàng, tay nàng nâng nhẹ lên, âm thanh đàn tranh ngừng lại. Ngươi rốt cục đã đến, ta cho rằng sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. Nam Cung Hồng Nhan mang khăn che mặt, đôi mắt thanh tịnh dễ thương nhìn qua dòng sông xanh biếc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Phong Phi Vân nói, tối hôm qua không phải đã gặp sao? Tối hôm qua, ngươi đã gặp hắn. Nam Cung Hồng Nhan xoay người lại, mái tóc bay lên, đôi mắt đầy lo lắng. Phong Phi Vân nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp mê người, giờ phút này lại cảm thấy có một tia lạ lẫm. Hắn là anh ta, chúng ta là huynh muội song bào thai, hắn là Nam Cung Hồng Bích. Nam Cung Hồng Nhan hai mắt đẫm lệ, bộ dáng đáng thương. Phong Phi Vân cười nói. Thật sự là trùng hợp a hát, ngươi cũng có lão đại ca. Tại sao ta không thể có lão đại ca? Nam Cung Hồng Nhan nói. Được rồi, giả thiết, ngươi cũng có lão đại ca, hắn là Nam Cung Hồng Bích, nhưng mà ta thật không rõ ràng, một thân ca ca lại có thể biến muội muội của mình thành lễ vật, tặng cho người khác. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn vào đôi mắt kia. Nam Cung Hồng Bích vốn không phải là người, trong mắt hắn chỉ có lợi ích, người khác. Trong mắt hắn chỉ là công cụ, mặc dù ta là muội muội của hắn, hắn cũng không có xem ta là người. Nam Cung Hồng Nhan cắn môi, không cẩn thận ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất, nàng bộ dáng nhu nhược, làm cho nàng không có khí lực đứng lên. Hai tay Phong Phi Vân đã siết chặt, xương cốt kêu vang khanh khách, muốn tiến lên vịn nàng, muốn lau khô nước mắt trên mặt nàng. Nam nhân ưa thích nhìn nữ nhân yêu mình khóc, tuyệt đối không phải một nam nhân tốt. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không có bước lên, ngẩng đầu, nhìn qua trời cao, nói. Ý của ngươi là, Tô Quân gạt ta. Tô Quân, hắn cũng là người bị Nam Cung Hồng Bích cướp lấy năm kiện thần y, nhưng hắn là một trong những thiên tài cấp sử thi lâu năm, loại người như hắn không cần thiết nói dối. Nam Cung Hồng Nhan u oán nhìn qua Phong Phi Vân, ánh mắt thật sự quá thống khổ, nàng cho dù là người có ý chí sắt đá, đều không thể kìm nén bi thương. Nàng chính là nữ nhân. Trong lúc vô hình đã nhiễm tư tình nữ nhân. Hắn không có nói sai, chẳng lẽ ngươi đang nói láo? Phong Phi Vân giờ phút này lại như là so ý chí sắt đá người rất vô tình, như trước đạm mạc nói ra. Hắn nói với ngươi cái gì? Nam Cung Hồng Nhan hỏi. Hắn nói ngươi chính là chủ nhân thần bí. Phong Phi Vân không hề giữ lại nói rõ. Hắn tự nhiên sẽ không nói dối, nhưng mà hắn nhìn lầm người. Nam Cung Hồng Nhan nói. Hắn xem Nam Cung Hồng Bích, xem thành Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân nói. Đúng vậy, nhất định là như vậy, người phải biết rằng Tô Quân chính là thiên hạ đệ nhất lãng tử, trong mắt hắn chỉ có mỹ nhân, căn bản không có nam nhân, người như hắn xem nam nhân thành nữ nhân, đó cũng là thập phần bình thường. Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng. Nam Cung Hồng Nhan lại nói. Chúng ta là tri kỷ tốt nhất đúng không? Đương nhiên, Phong Phi Vân nói. Nam Cung Hồng Nhan lại nói. Ngươi có phải nhìn Nam Cung Hồng Bích nhận thức thành ta? Phong Phi Vân gật gật đầu. Vậy đúng rồi, ngay cả tri kỷ tốt nhất như ngươi cũng không nhận ra, huống chi là hắn. Nam Cung Hồng Nhan u oán nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân có cảm giác trước mặt Nam Cung Hồng Nhan, cho dù mình là phương chiếm lý, kiểu gì cũng biến thành không chiếm lý. Phong Phi Vân cười cười. Chiếu theo ngươi nói, thật sự là Tô Quân nhận lầm người.
ta không hận hắn nhận lầm người, ta chỉ hận người oan uổng ta. Nước mắt Nam Cung Hồng Nhan giống như vô cùng vô tận, quả thực ai nhìn cũng cảm thấy cõi lòng chua xót. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng rơi lệ, nam nhân trong thiên hạ không cảm thấy tim đau. Phong Phi Vân vẫn đứng nơi đó, cũng không trả lời nàng, phân rõ phải trá với nữ nhân, độ khó thật sự quá lớn, huống chi nữ nhân này còn có chuẩn bị. Phong Phi Vân thở ra, nói. Vậy ngươi dùng tiếng ca dẫn ta đến, chính là nói cho ta biết chuyện này. Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu, nói. Kỳ thật ta cũng không muốn gặp ngươi, ngày đó tại Thiên Mai Trang Viên, ta cũng đã nhận ra Phong Đại Ngưu, kỳ thật chính là ngươi. Ngươi đã lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả La Phù công chúa cũng bị ngươi lừa gạt, nhưng mà ngươi lại không thể lừa được ta. Thế nhưng mà ta không dám gặp ngươi, ta chỉ có thể trốn. Phong Phi Vân nói. Vì sao không dám gặp ta? Bởi vì ta có thể cảm giác được tâm của ngươi, trong lòng ngươi còn chứa một nữ nhân khác, ta không biết nàng là ai, nhưng mà ta chỉ là nữ tử phong trần, làm sao so được với nàng. Cho nên ta sợ hãm vào quá sâu, đến cuối cùng chỉ còn bản thân mình đau khổ. Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân nói. Vậy vì sao hôm nay ngươi dẫn ta tới đây? Bởi vì ta sợ ca của ta sẽ giết ngươi, chỉ cần ngươi còn sống. Ta cũng không sợ cái gì, mặc dù người trong tương lai bị tổn thương là ta cũng cam tâm tình nguyện. Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân cười nói. Cũng bởi vì như thế sao? Còn cần quan tâm nguyên nhân sao? Nam Cung Hồng Nhan nói. Phong Phi Vân lắc đầu, không cần, có đôi khi một lần làm đồ ngốc còn tốt hơn biết được sự thật tàn khốc. Nước sông từ từ chảy, trời đông giá rét, nhưng không cách nào khiến nó đông lại. Phong Phi Vân đi về phía trước, ngồi xổm xuống, ôn nhu duỗi tay vịn nàng, để nàng rúc vào ngực của hắn, cảm giác rất ấm áp. Hai người an vị bên bờ sông nhỏ, nhìn qua mặt sông, nhìn qua tuyết trắng đầy trời. Ngươi muốn biết nàng là ai chăng? Phong Phi Vân vuốt vai Nam Cung Hồng Nhan, ôm nàng thật chặt. Ngươi sẽ nói cho ta biết sao? Nam Cung Hồng Nhan rúc vào trong lòng của hắn, giọng nói thấp như mũi kêu. Phong Phi Vân trầm tư một lát, sau đó nói về câu chuyện Thủy Nguyệt Đình, nhưng mà Phượng Phi Vân bị đổi thành Phong Phi Vân, Thủy Nguyệt Đình cũng bị Đông Phương Kính Nguyệt thay thế, cuối cùng Phong Phi Vân không chết trong tay Thủy Nguyệt Đình, mà là bị Đông Phương Kính Nguyệt trọng thương. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết, chính mình chính là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc, dung hợp linh hồn với thiếu gia Phong gia, cho dù nói thì nàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cho nên chỉ có thể uyển chuyển nói khác đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy tên người đã biến hóa, nhưng cũng câu chuyện, cũng không tính là đang dối gạt Nam Cung Hồng Nhan. Nhưng mà không ngờ Đông Phương cô nương không nghĩ tới, vô duyên vô cớ nhiều ra một kẻ thù, chôn xuống rất nhiều mầm tai vạ trong tương lai. Gần một tháng lại xảy ra vài đại sự, đệ nhất mỹ nhân của Sâm La Điện trước sau bị tập kích, sau đó mất tích thần bí, tất cả mọi người đều cho rằng chính là thần vũ quân thiên phu trưởng Phong Đại Ngưu gây nên. Phong Đại Ngưu lá gan đúng là lớn tới cực điểm, 10 đại mỹ nhân của Sâm La Điện, có 9 người rơi vào ma trưởng của hắn, chỉ có nhị điện hạ điện thứ 2 của Sâm La Điện Tà Hồng Liên là ngoại lệ. Tà Hồng Liên là nhân vật bậc nào, đây chính là một trong bát đại thiên tài cấp sử thi lâu năm, cũng là nữ tử duy nhất trong bát đại thiên tài cấp sử thi. Cho dù là nửa bước cự kình ra tay cũng chưa chắc bắt được nàng, Phong Đại Ngưu ra tay với nàng chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong một tháng này Phong Phi Vân không có ở Thiên Hoa Cổ Thành, mà là ở cạnh Nam Cung Hồng Nhan, đoạn thời gian này yên tĩnh mà mỹ hảo, giống như quên đi tất cả tranh đấu. Mượn nhờ thời gian một tháng này, Phong Phi Vân đã luyện hóa 5 gốc linh thảo, mở ra 50 mệnh huyệt trong người, cộng lại chính là 156 mệnh huyệt, tu vị tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà ngày hôm nay, yên lặng rốt cục bị đánh phá. Phong Phi Vân, cứu mạng A Hát. Lần này cho dù thế nào ngươi cũng phải cứu ta chết chắc. Tất chữ suốt chạy như điên tới động phủ Phong Phi Vân ở lại, nhỏ y trên người bị đánh rách mướp, làn da bị cháy đen, vô cùng chật vật. Tóc của hắn dựng đứng, giày của hắn cũng bị mòn, cũng không biết trốn bao nhiêu dặm đường, mới chạy tới nơi này. Phong Phi Vân cảm giác kinh ngạc, cười nói. Ngươi không đi cầu Thiên Toán Thư Sinh cùng Yến Tử Vũ, tại sao lại cầu cứu ta? Thiên Toán Thư Sinh nói, lần này hắn không cứu ta được, chỉ có tìm được ngươi, ta mới có thể còn sống. Hắn nói ngươi ở chỗ này, cho nên ta tới đây.
Tất Chữ Xuất ôm chặt lấy ống quần Phong Phi Vân, nước mắt nước mũi trào ra. Phong Phi Vân nhíu mày, phiền toái mà thiên toán thư sinh không thể giải quyết, xem ra người Tất Chữ Xuất chọc không phải chuyện đùa. Ngươi rốt cuộc chọc người nào? Không phải là Dương Giới Chi Vương tìm ngươi yêu cầu huyết nhân thần bình đấy chứ? Nếu là như thế, ngươi nên tránh xa ta ra một chút, ngàn vạn chớ liên lụy ta. Phong Phi Vân trêu chọc. Nếu thật là Dương Giới Chi Vương, chỉ sợ Tất Chữ Xuất ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, điểm này Phong Phi Vân tự nhiên cũng biết rõ. Tuy không phải Dương Giới Chi Vương, nhưng lại còn đáng sợ hơn cả Dương Giới Chi Vương. Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân cười không nổi, nói. Rốt cuộc là ai? Vị hôn thê của ta. Tất Chữ Xuất khóc tang. Phong Phi Vân nghe xong lập tức một cước đá bay Tất Chữ Xuất, nói. Lại muốn gạt ta. Lần này là thật. Tất Chữ Xuất ánh mắt nhìn lên cao, chỉ thấy trên bầu trời phía nam có một đám mây đen bay tới. Một đạo mây đen pha lẫn màu đỏ đáp xuống đỉnh núi đối diện, đứng trên vách núi nhìn qua nơi này. Nàng mặc thần bào đỏ tươi như mặt trời, tay vuốt ve một gốc địa ngục hồng liên, như u linh phiêu phủ trước mặt của nàng. Tất Chữ Xuất nhìn thấy tà hồng liên, lập tức trốn ra sau lưng Phong Phi Vân. Nam Cung Hồng Nhan vốn múc nước bên bờ sông, trong tay cầm một hũ nước, muốn nấu trà cho Phong Phi Vân, nhìn thấy nữ tử áo đỏ ngang trời xuất thế, trong mắt hiện ra một tia tinh mang. Sau đó không nhanh không chậm đi về động phủ. Vị hôn thê của ngươi là nhị điện hạ của Xâm La Điện sao? Phong Phi Vân kinh ngạc không hiểu. Lúc ở bên bờ Thánh Hồ Phong Phi Vân đã nhìn thấy cô gái này từ xa, tự nhiên biết rõ thân phận nàng. Ai, chuyện cũng nghĩ lại mà sợ. Tất Chữ Xuất thở dài không ngớt. Tà Hồng Liên vừa đến, bầu trời đã bị mây đen dày đặc bao trùm, ngay cả thiên đạo quy tắc cũng lấy nàng làm trung tâm. Quay vòng quanh nàng, nàng giống như bá chủ của thế giới. Hai mắt nàng băng lãnh giống như hai thanh kiếm sắc bén, nói. Tất Chữ Xuất, sao ngươi không trốn đi? Hồng Liên, chuyện này là không thể nào, cảm tình là không thể miễn cưỡng. Tất Chữ Xuất núp sau lưng Phong Phi Vân, giọng nói mang theo vài phần phiền muộn. Phong Phi Vân ngây người, dường như tình huống còn khác biệt lớn hơn suy nghĩ của hắn. Tà Hồng Liên cười lạnh một tiếng. Ngươi trốn 4 năm lẻ 3 tháng, chẳng lẽ cũng chỉ nói được một câu với ta sao? Vậy ngươi cho rằng thế nào? Tất Chữ Xuất ta đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể khuất phục dưới dâm uy của ngươi, cho dù ngươi giết ta, ta cũng là sẽ không kết hôn với ngươi. Tất Chữ Xuất thái độ kiên quyết. Phong Phi Vân lúc này càng khó hiểu, rốt cuộc tình huống thế nào? Nữ vương, khổ dâm, phản áp chế. Tà Hồng Liên dù nói thế nào cũng là nữ nhân xinh đẹp. Dùng tính cách lòng tham không đáy của Tất Chữ Xuất, không có khả năng không muốn tiểu mỹ nhân nũng nịu, trong đó tất có nguyên nhân. Chẳng lẽ bởi vì Tà Hồng Liên quá mạnh mẽ cho nên hắn cảm thấy áp lực? Phong Phi Vân gật gật đầu, một nữ nhân nếu như quá mạnh mẽ, thực sự khiến nhiều nam nhân sinh ra suy nghĩ trốn chết. Ví dụ như, nếu là nữ mà muốn bức Phong Phi Vân kết hôn với nàng, Phong Phi Vân nhất định liều chết không theo. Nhưng mà Phong Phi Vân nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này. Nếu ngươi nguyện ý ở cùng ta, ta có thể không làm nhị điện hạ của Xâm La Điện, thậm chí có thể tán tu vị, chỉ nguyện ở bên cạnh ngươi. Tà Hồng Liên nói. Nghe lời này, Phong Phi Vân càng nghi hoặc. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chẳng lẽ mị lực Tất Chữ Xuất lớn như thế, có thể để nữ nhân tán tu vị vì hắn? Vì hắn mà hy sinh lớn thế? Nếu việc này sinh ra trên người Vô Hà công tử, Phong Phi Vân có lẽ còn có thể tiếp nhận. Dù sao Vô Hà công tử đúng là nam nhân mị lực 10 phần, có thể làm cho nữ nhân si mê, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chuyện sinh ra trên người Tất Chữ Xuất, Phong Phi Vân có cảm giác kỳ lạ. Hồng Liên, đây không phải tu vị cao thấp hay không, cũng không phải ngươi quá mạnh mẽ, mà là ta thật sự không có một chút cảm giác với ngươi, ngươi không nên tiếp tục quấn quýt lấy ta được không? Tất Chữ Xuất nói. Chậc chậc, trong lòng Phong Phi Vân có cảm giác chán ngấy. Tất Chữ Xuất nói ra lời này vì sao lại có mùi vị biến hóa. Phong Phi Vân có xúc động muốn đánh hắn. Nam Cung Hồng Nhan cũng đi tới cửa ra vào động phủ, đôi mắt đẹp đánh giá Phong Phi Vân, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, hai người bọn họ đều không hiểu nổi, Tất Chữ Xuất cùng Tà Hồng Liên rốt cuộc có quan hệ gì. Sát khí trên người Tà Hồng Liên tăng cao, thân hình càng trở nên lăng lệ, nói. Nếu ngươi vô tình như thế, vậy ngươi cũng không cần phải sống thêm trên đời này nữa.
Sau khi giết ngươi, ta sẽ tự sát chôn cùng. Chôn cùng con em ngươi a hát. Tất chữ xuất khóc nức nở. Phong Phi Vân, lần này ngươi nhất định phải cứu ta, nữ nhân này đã điên rồi, điên không còn thuốc chữa. Nam Cung Hồng Nhan lườm hắn một cái, nói. Ta thấy ngươi điên là ngươi, nữ hài tử tốt như thế, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi với nàng sao? Tất chữ xuất lắc đầu, nói. Ngươi căn bản không hiểu, nàng đúng là bà điên, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta a hát. Phong Phi Vân gật gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà cho dù hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng, nếu không ngươi nên đáp ứng nàng đi, lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Phong huynh, làm người phải phúc hậu a hát, hảo huynh đệ, có nạn cùng chịu, vì sao ngươi đẩy ta vào hố lửa? Tất chữ xuất nắm chặt cánh tay Phong Phi Vân, tội nghiệp nói. Phong Phi Vân gãy đầu, cười nói. Ta cũng không có đẩy ngươi vào hố lửa, ngươi vì sao đần thế? Ta đây đang giúp ngươi, vừa rồi nàng không phải nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ở cùng với nàng, nàng có thể vì ngươi mà tán tu vị sao? Hắc hắc, sao ngươi không lá mặt lá trái với nàng, đợi nàng tán tu vị đi, biến thành một nữ nhân bình thường, ngươi muốn đi thì đi, cũng không phải do nàng. Hắc hắc, con mắt tất chữ suốt càng trợn càng lớn, vui mừng quá đỗi. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Đến lúc đó ta gọi nàng đi hướng đông, nàng không dám đi hướng tây. Nếu nàng còn dám chém chém giết giết, ta bỏ nàng. Ha ha! Tất chữ xuất không tiếp tục cố kỵ, nâng cao lồng ngực, hào tình vạn trượng, đi quy hàng Tả Hồng Liên. Nam Cung Hồng Nhan khinh bỉ Phong Phi Vân, nói. Người đưa ra chủ ý cùi bắp gì thế, người đang giúp hắn hại người sao? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Hãy chờ xem, quan hệ của bọn họ không đơn giản như thế đâu. Oanh! Bỗng dưng bầu trời có tiếng vang thật lớn. Chấn động mặt đất run lên, một đạo khí lãng ngập trời hiện ra. Tim Phong Phi Vân đập mạnh, tất chữ xuất sẽ không bị Tà Hồng Liên đánh thành cặn bã chứ. Sự thật cũng không phải là như thế, vừa mới ra tay cũng không phải Tà Hồng Liên, mà là một thanh trường thương màu trắng, cây trường thương này từ ngàn dặm bay tới, là tập sát Tà Hồng Liên, nhưng lại bị Tà Hồng Liên dùng địa ngục Hồng Liên trong tay ngăn cản. Lúc này chủ nhân cây thương màu trắng bay tới, cũng đã vượt qua ngàn dặm mà đến. Dáng người anh Vĩ, đứng ở hướng đông bầu trời, dẫm một đám mây trắng bay đi. Chính là Bách Tháp bảng đệ nhất cao thủ Yến Tử Vũ. Ngao, 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 ngao. Tiếng giống của bốn con thao thiết từ xa truyền tới. Không bao lâu bát bộ long liễn xuất hiện, nghiền nát một đám mây đen. La Phù công chúa cũng đến. Khi La Phù công chúa tới còn có Thích Dạ Lai. Ha ha, nòng nọc nhỏ, tìm mụ mụ, vây quanh ba ba mụ mụ. Ta là một con nòng nọc nhỏ, nòng nọc nhỏ. Tiểu tà ma chẳng biết lúc nào đã đi tới nơi này, ôm con mèo trắng, ngồi trên núi cao đối diện Tà Hồng Liên. Mấy người trẻ tuổi cường đại nhất Vạn Tượng Tháp đã chạy tới, vây khốn Tà Hồng Liên vào giữa, hiển nhiên đã có chuẩn bị, bằng không thì cũng không có khả năng tụ tập tại đây. Từng đạo khí thức cường đại bắn lên trời, cơ hồ tất cả đầu mâu đều chỉ thẳng vào Tà Hồng Liên. Ngay cả tất chữ xuất cũng sửng sốt. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Phong Phi Vân co rụt lại, xem như hiểu một ít thứ gì đó. Oanh! Không có bất kỳ dấu hiệu nào cả, bỗng nhiên Yến Tử Vũ ra tay, trong tay cầm trường thương màu trắng xuyên phá trời cao, hóa thành một con dao long khổng lồ công kích Tà Hồng Liên. Mũi thương mang theo điện quang cực lớn, điện quang kết nối với hai ngọn núi lớn. Hai mắt Tà Hồng Liên băng lãnh, tiếp tục vận dụng địa ngục Hồng Liên. Hóa thành một đám mây màu đỏ ngăn cản bên này. Bá! Thích Dạ Lai cũng ra tay, một kiếm ngang trời, khí thế vô lượng, kiếm tiên phi kiếm, đánh Tà Hồng Liên rơi xuống chân núi. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành xuyên qua không khí, kiếm khí sắc bén có thể xuyên thấu núi cao, xuyên qua cả thân núi. Thích Dạ Lai đã có được tu vị thiên mệnh nhất trọng, chiến lực trở nên đáng sợ, có thể vững bước đuổi theo thiên tài cấp sử thi lâu năm. Hai đại cường giả đồng thời ra tay, nhưng mà Tà Hồng Liên vẫn chấn định tự nhiên như cũ, địa ngục Hồng Liên chấn áp tứ phương, cỏ cây trên đất trong phạm vi 10 dặm bị thiêu đốt, ánh lửa xuyên thấu trời cao. Các ngươi còn không ra tay, tốc chiến tốc thắng. Thích Dạ Lai thi triển thiên công kiếm quyết, một kiếm đâm ra, 1000 bóng kiếm ngưng tụ trong không khí, hóa thành một kiếm như cuồng long. Bá, bá, bá. Cảnh tượng này rất đồ sộ, cả bầu trời tràn ngập bóng kiếm.
một tòa núi cao bị kiếm khí cuồng loạn bắn xuyên qua cả ngọn núi. Nhưng mà Thích Dạ Lai ra tay chỉ để quấy rối Tà Hồng Liên, thực sự đánh với Tà Hồng Liên chính là Yến Tử Vũ. Tà Hồng Liên là một trong những thiên tài cấp sử thi lâu năm, Yến Tử Vũ cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ, xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 9, tấn thăng làm thiên tài cấp sử thi, đủ để chống lại thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm. Hai người này giao thủ bắn ra hai đạo thần lôi, va chạm trên bầu trời, cả hai chiếm cứ một phương trời, là cường giả chân chính giao phong với nhau. Xíu, yêu yêu. Tiểu tà ma vốn ngồi trên đỉnh một ngọn núi, chợt, thân thể biến mất, sau một khắc đã xuất hiện sau lưng Tà Hồng Liên, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, bóng chảo bay đầy trời. Bá! Tà Hồng Liên điểm ra một ngón tay, một đạo kiếm quang xuyên thấu qua cánh tay tiểu tà ma, nhưng mà chỉ đâm thủng quần áo, cũng không có làm tiểu tà ma bị thương chính thức. Nhưng mà trên vai Tà Hồng Liên xuất hiện 5 vết máu, miệng vết thương sâu đậm, máu tươi nhuộm đỏ nửa người. Ha ha! Tiểu tà ma tươi cười, nhìn ngón tay đầy máu, sau đó lại biến mất, trở lại đỉnh núi ban nãy. Muốn chết! Tà Hồng Liên sát ý nổi lên, muốn truy kích tiểu tà ma, nhưng mà sau lưng có thủy văn hiện ra, một cây trường thương đâm thủng hư không, lại đánh vào lưng của nàng. Nàng đành phải thu tay lại chiến đấu với Yến Tử Vũ. Thích Dạ Lai cùng tiểu tà ma cũng phân biệt phi thân lên, liên hợp Yến Tử Vũ công kích Tà Hồng Liên. Trên bầu trời, máu tươi phiêu tán. Trên người Tà Hồng Liên xuất hiện hơn 10 vết thương, tóc dài tung bay, trên sợi tóc có vết máu loang lỗ, giống như ma đầu khát máu. Các ngươi làm cái quỷ gì thế? Nàng là hôn thê của ta. Tất Chữ suốt hai mắt trợn tròn, trong mắt mang theo tơ máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, lao lên trời quát to. Nhưng mà không ai quan tâm tới hắn, Yến Tử Vũ, Thích Dạ Lai, tiểu tà ma vẫn liên thủ vây công, cũng không có dừng tay, thi triển ra sát phạt chi thuật càng đáng sợ hơn, muốn đánh địa vực này thành phế tích. Ngươi không cần trốn Tà Hồng Liên nữa đâu, vừa vặn bọn họ sau khi giết nàng thì ngươi cũng không cần sợ hãi nữa. Phong Phi Vân đi đến bên cạnh Tất Chữ Xuất, nhìn mấy thân ảnh trên bầu trời, khóe miệng mỉm cười. Một đám nam nhân vây công một nữ nhân, tính toán cái gì? Hơn nữa nữ nhân này còn là hôn thê của ta, cũng không phải là hôn thê của bọn họ, có tư cách gì khi dễ nàng. Tất Chữ Xuất nộ khí trùng thiên, muốn bay lên nhưng bị Phong Phi Vân duỗi tay ấn bả vai xuống, không nhúc nhích được. Phong Phi Vân trầm giọng nói. Ngươi đi hữu dụng sao? Bất cứ kẻ nào trong bọn họ cũng đủ giết ngươi thành cho bụi. Phong Phi Vân, nếu như bọn họ liên thủ khi dễ là Nam Cung Hồng Nhan, ngươi có thể lạnh nhạt như hiện tại không? Tất Chữ Xuất nói. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ngay từ đâu ngươi bị bọn họ lợi dụng, thiên toán thư sinh bảo ngươi tới tìm ta, kỳ thật chính là muốn ngươi dẫn Tà Hồng Liên đến nơi đây, mấy người cường đại nhất vạn tượng tháp đều đi theo sau lưng ngươi, kỳ thật chính là vì bắt Tà Hồng Liên. Vì bắt thập đại mỹ nhân của Tà Tông, đúng là không từ thủ đoạn nào, ngay cả người mình cũng có thể lợi dụng. Tất Chữ Xuất cũng không phải đồ đần, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, mắng to. Thiên toán thư sinh, thật khốn nạn. Tất Chữ Xuất cũng giãy ra khỏi tay Phong Phi Vân, thân hình lóe lên, ngự không bay lên, bay về phía Tà Hồng Liên. Phong Phi Vân không có tiếp tục ngăn cản, thời điểm này muốn ngăn cũng không ngăn được. Nếu có một ngày, người cũng có thể vì ta mà làm như thế, như vậy ta chết cũng cam tâm. Nam Cung Hồng Nhan chẳng biết lúc nào chạy tới bên tay phải Phong Phi Vân, ôm cánh tay, tựa đầu vào vai hắn. Phong Phi Vân ôm eo nàng, cười nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta suy nghĩ có nên giúp bọn họ một tay hay không? Ánh mắt Nam Cung Hồng Nhan nhìn qua bầu trời cao. Đây là quyết định gian nan, nếu nàng ra tay thì ý nghĩa lời nói dối của nàng sẽ sụp đổ. Nàng rốt cuộc cũng không làm Nam Cung Hồng Nham nép vào ngực Phong Phi Vân như chim non được nữa. Nhưng mà nàng nếu không ra tay, Tất Chữ Xuất cùng Tà Hồng Liên sẽ nguy hiểm. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, hít thở sâu một hơi, ôm nàng chặt hơn, e sợ sau một khắc nàng sẽ biến mất. Bành! Yến Tử Vũ rót toàn bộ linh khí vào trường thương trong tay, đây là cây thương cấp bậc linh khí, linh tính bên trong bị dẫn động toàn bộ. Hóa thành một cây thương dài 100 mét. Uy lực cây thương này đáng sợ hơn gấp 10 lần, một đoàn bạch sắc hàn khí bao phủ thân thương, chấn vỡ địa ngục Hồng Liên, cánh hoa rơi xuống. Phốc! Miệng Tà Hồng Liên phun một ngụm máu tươi, bị lực lượng linh khí làm tổn thương,
máu trên tay phải nhuộm đỏ cả cánh tay, lại dùng linh khí ngăn cản máu chảy ra ngoài. Tà Hồng Liên, ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Xa xa, La Phù công chúa đang ngồi trong bát bộ long liễn nói vọng ra, long hoàng chi khí lơ lửng trên đỉnh long liễn, giọng của nàng mang theo khí thế đế vương, không cho phép bất luận kẻ nào làm trái. Các ngươi cũng quá coi thường Tà Hồng Liên ta rồi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Tóc đen của Tà Hồng Liên biến hóa, biến thành màu trắng, điểm một ngón tay, một đám mây bay lên, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Nàng đã mở quỷ tiên kiều, muốn rời khỏi nơi đây. Oanh! Một lệnh bài mang theo lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, lực lượng bàng bạc, không thể ngăn cản, nghiền nát quỷ tiên kiều. Tà Hồng Liên cũng bị lực lượng này bắn ngược trở về, lại phun một ngụm máu tươi, bị thương quá nặng, cắn răng nói. Sao có thể như vậy? Đây chính là hậu lệnh vừa hiện, vạn dân quỷ bái. La Phù công chúa duỗi một tay ra, lệnh bài này nằm trong lòng bàn tay của nàng. Nói nhảm với nàng ta làm cái gì? Mọi người cùng nhau ra tay, trước phế một thân tu vị của nàng, miễn sinh ra biến hóa. Thích Dạ Lai lại tế cổ kiếm ra, định xuất thủ trước, lại dùng một chiêu kiếm quyết trong thiên công bảo điển. Tà Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, tay không cầm lấy cổ kiếm của hắn. Cổ kiếm rung rung trong tay của nàng, cắt tay của nàng ra một vết thương thật sâu, máu tươi lăn dài, nhưng không thể thoát ra được. Thích Dạ Lai cả kinh, Tà Hồng Liên cũng quá lợi hại, không ngờ có thể tay không bắt được kiếm quyết của hắn. Khanh khách, Tà Hồng Liên khép tay lại, trực tiếp bóp nát cổ kiếm này, tàn kiếm bắn ngược trở lại. Phốc, phốc, phốc. Trên ngực Thích Dạ Lai xuất hiện ba lỗ thủng, đã bị tàn kiếm đâm xuyên qua thân thể. Tà Hồng Liên. Yến Tử Vũ ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, sẽ không đả thương tính mạng của ngươi. Yến Tử Vũ nói. Tà Hồng Liên ngửa đầu cười dài. Muốn đánh thì đánh, không cần nói nhảm nhiều như thế. Meo. Một bóng dáng màu trắng bay tới trước mặt của nàng, trên cánh tay của nàng nhiều ra vết máu do mèo quào. Con mèo trắng nhỏ lại bay vào trong ngực tiểu tà ma. Tiểu tà ma nháy mắt mấy cái, vẻ mặt đáng yêu cười nói. Hồng Liên tỷ tỷ, Đạm Đạm vừa mới nói, nó vốn có thể một chảo phá yết hầu của ngươi, nhưng mà nó không nỡ giết ngươi. Ha ha, không thể đợi lát nữa, cao thủ Tà Tông sẽ nhanh chóng chạy tới đây, mọi người cùng nhau ra tay. Người nói là La Phù công chúa, nàng nói ra lời này, tất cả mọi người động thủ. Có thể bắt một thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm, thật sự là hưng phấn ngoài sức tưởng tượng. Thích Dạ Lai cười lạnh một tiếng. Một hình chiếu chiến ảnh long hổ hiện ra. Long hổ to như ngọn núi nhỏ, lực lượng chừng mấy trăm ngàn cân. Tiểu tà ma cùng Yến Tử Vũ, La Phù công chúa cũng đồng loạt đánh ra chiến pháp mạnh nhất, lần này bất chấp giá nào, phải trấn áp nàng. Huyết nhân thần bình. Một đầu người bay tới mang theo đám mây huyết sát, sát khí kinh người, tất chữ xuất mang theo huyết nhân thần bình bay lên, đứng bên cạnh Tà Hồng Liên. Tất chữ xuất, còn không mau tránh ra. Yến Tử Vũ quát lớn. Tất chữ xuất không động đậy, bóng dáng kiên nghị, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ kiên định như hiện tại. Không cần phải quản hắn, cùng chấn áp. Thích Dạ Lai hừ lạnh một tiếng, căn bản không thu tay, long hổ đánh ra, đánh tan huyết phụ, tiếng hổ gầm thét, công kích vào huyết nhân thần bình. Tuy Tà Hồng Liên đã toàn thân nhuốm máu, lại cười thảm, một chưởng đánh tất chữ xuất rơi xuống đất, cầm huyết nhân thần bình giết vào bốn người kia. Ầm ầm, huyết nhân thần bình chống lại hậu lệnh của La Phù công chúa, ngăn cản Yến Tử Vũ đả thương, chiến Thích Dạ Lai, phá sát pháp quỷ dị của tiểu tà ma. Cả bầu trời mây đen hỗn loạn, khí tức sát phạt bao phủ trời cao. Tuy Tà Hồng Liên cường thế, nhưng dù sao nàng giao thủ với bốn người đã yếu thế, đều là thiên kiêu cao cấp nhất, cuối cùng vẫn thảm bại, máu nhuộm trời cao. Tà Hồng Liên té trên mặt đất, trên người đầy vết thương. Khiến người ta nhìn qua thê lương vô hạn. Bành! Thích Dạ Lai sát khí nghiêm nghị, từ trên trời giáng xuống, đã dẫm lên người nàng, hét lớn. Bát đại thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm cũng không gì hơn thế này, ta xem ngươi còn có cái gì cản quấy nữa. Thân thể Tà Hồng Liên bị hắn dẫm vào mặt đất. Thích Dạ Lai, là tên chó đẻ. Tất chữ xuất lại vận dụng một bộ kiếm trận, mỗi một chuôi kiếm đều là cấp bậc bảo khí. Ngang nhiên ra tay, một đám kiếm quang bay ra ngoài. Tà Hồng Liên chính là hôn thê của tất chữ xuất, tuy nhiên tất chữ xuất bị bức phải chạy trốn chối chết,
nhưng mà quan hệ hai người phức tạp không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Nhìn thấy Tạ Hồng Liên bị một đám thiên kiêu vây công, nội tâm của hắn sao dễ chịu được. Vừa rồi Tất Trữ xuất ra tay muốn trợ Tạ Hồng Liên, nhưng mà Tạ Hồng Liên bảo hộ hắn, đánh hắn rơi xuống đất, hiện tại Tạ Hồng Liên bị Thích Dạ đạp dưới chân, hắn sao có thể thờ ơ. Thích Dạ Lai quay đầu khinh miệt lườm Tất Trữ xuất, trên bàn tay ngưng tụ thủy văn màu trắng, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, một kiếm bổ ra, chém nát kiếm trận này. 12 chuôi bảo khí tạo thành kiếm trận, hóa thành mảnh vỡ rơi trên đất. Phốc, Tất Trữ xuất không phải đối thủ của Thích Dạ Lai, vội vàng bạo lui, tuy tốc độ cực nhanh nhưng mà trên ngực vẫn có vết thương thật sâu, từ dưới cổ kéo dài tới rốn. Huyết nhân thần bình đã rơi vào trong tay Thích Dạ Lai. Đây chính là sát khí tuyệt đỉnh, Thích Dạ Lai hưng phấn không thôi, có sát khí này, hắn có thể chiến với thiên tài cấp Sử Thi uy tín lâu năm. Nàng là hôn thê của ta, các ngươi có tư cách gì khi dễ nàng? Tất Trữ xuất giận dữ hét lên, lại tiếp tục lao về phía Thích Dạ Lai. Yến Tử Vũ cùng La Phù công chúa đều trầm mặc không nói. Thích Dạ Lai lại một cước giẫm lên người Tà Hồng Liên, nhe răng cười nói. Yêu nữ Tà Tông. Mỗi học viên vạn tượng tháp chúng ta đều có thể đánh chết, Phong Phi Vân có thể ngủ với hai yêu nữ Tà Tông, ta vì cái gì lại không thể dẫm Tà Hồng Liên hai cước. Hừ, Tất Trữ xuất ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, bằng không ta ngay cả ngươi cũng thu thập. Tất Trữ xuất căn bản không để ý tới hắn, đã lao tới, nhìn bộ dáng là phải liều mạng. Muốn chết, Thích Dạ Lai hừ lạnh một tiếng, một tay nâng huyết nhân thần bình, một bàn tay ngưng tụ long hổ cực lớn, đây là nhất hổ chi lực. Đạt 512.000 cân. Một trưởng này đánh xuống sẽ lấy mạng của Tất Trữ xuất. Oanh! Một thanh đồng linh thuyền bay tới, dài mấy chục thước, phía trên rỉ sét loang lổ, tang thương cổ xưa, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu long hổ. Long hổ bị thanh đồng linh thuyền nghiền nát, Thích Dạ Lai cũng lui ra sau 3-4 bước. Phong Phi Vân đứng đối diện Thích Dạ Lai, vươn tay cầm thanh đồng linh thuyền trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Thích Dạ Lai, ngươi làm quá mức nóng tính rồi đấy. Thích Dạ Lai cười lạnh, nói. Phong Phi Vân, ngươi cũng có tư cách nói ta. Thời điểm ngươi chơi hai yêu nữ Tà Tông, chỉ sợ còn tốt hơn ta hiện tại đấy. Phong Phi Vân tự nhiên không nói cho hắn biết, bởi vì yêu ma chi huyết của mình đã bị nữ ma cùng tiểu tà ma kích thích, suy nghĩ bị yêu ma chi huyết ảnh hưởng, cho nên mới phải ngủ với Bạch Như Tuyết cùng Lục Ly Vi, bằng không cho dù các nàng cởi sạch nằm trong ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng không quan tâm tới. Yêu ma chi huyết trong vô tri vô giác đã thay đổi tư duy của hắn. Nhân tính có dục vọng, mặc dù là tiên nhân cũng không thể bỏ qua dục vọng của mình. Yêu ma chi huyết còn cường đại hơn nhân tính, căn bản không cách nào khống chế. Đương nhiên yêu ma chi huyết biểu lộ ra rất tự nhiên, trong mắt người khác là không bình thường, nhưng mà trong mắt yêu ma lại quá bình thường. Ví dụ trong mắt của ma nữ. Giết người chính là một chuyện vô cùng bình thường, trong mắt tiểu tà ma thì nàng chính là tiểu nữ hài đáng yêu nhất thiên hạ. Trong mắt mỗi người đều có thứ bình thường với bản thân. Bản thân mình trong mắt yêu ma cũng như thế, theo tính mà làm, theo dục mà làm. Tiểu tà ma cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đã nhìn ra một tia yêu ma chi huyết trong máu Phong Phi Vân đã bị trấn áp xuống, lúc này ánh mắt có hào quang giảo hoạt, cũng không biết đang đánh chủ ý quỷ quái gì. Ta ngủ, ta đúng là đã ngủ với các nàng, ta không có ngủ với mẹ của ngươi, mắc mớ gì tới ngươi. Phong Phi Vân nói. Thích Dạ Lai gương mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Bắt Tà Hồng Liên chính là quyết định được các thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất vạn tượng tháp nhất trí quyết định, việc này ngươi không quản được. Thích Dạ Lai, ngươi chớ nên giống to trước mặt ta, việc này ta quản chắc rồi. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Người không ra người, yêu không ra yêu, ma không ra ma, ta đã sớm muốn tái chiến với ngươi, nếu còn xen vào chuyện của ngươi khác, đừng trách ta trấn áp ngươi. Giữa ngón tay Thích Dạ Lai xuất hiện một thanh đao do tử tinh tạo thành, lưỡi đao còn mang theo hương vị huyết tinh. Tay kia của hắn cầm huyết nhân thần bình giống như đầu người đẫm máu, xương trắng lành lạnh, dính huyết nhục, một đám huyết vụ sôi trào. Phong Phi Vân không yếu thế chút nào, trong lòng bàn tay. Thanh đồng linh thuyền biến lớn, gió lạnh thổi qua, thánh uy ngưng tụ trên thân thuyền. Chỉ một đạo khí tức kia, cũng đã áp mọi người hít thở không thông. Thanh đồng linh thuyền bị nữ ma tế luyện qua trên đỉnh Bán Đạp Sơn, còn chưa có tế luyện hoàn toàn đã bị Phong Phi Vân đoạt lại.
Thanh đồng linh thuyền từ đầu đến cuối có một tầng hào quang bao phủ, thanh đồng linh thuyền màu xanh rực rỡ, có phong cách cổ xưa, có thiên đạo minh vương đài, có cánh cửa nặng nề và tĩnh mịch, nối thẳng trong thân thanh đồng linh thuyền. Nhưng mà cánh cửa đã bị cánh cửa bao trùm hoàn toàn, ngưng tụ thân thuyền, căn bản không cách nào mở ra. Thanh đồng linh thuyền mới tế luyện một nửa, hiện tại thân tàu nhiều nhất chỉ biến lớn trăm thước, mà Phong Phi Vân nhìn thấy thanh đồng linh thuyền, nó biến dài ngàn dặm, giống như một tòa sơn mạch. Hiện tại Phong Phi Vân chỉ có thể biến thanh đồng linh thuyền thành một khối ngoan thiết, căn bản không thể phát huy ra lực lượng ngàn vạn cân. Phong Phi Vân chỉ có hoàn toàn luyện hóa một góc nhỏ của thanh đồng linh thuyền, khôi phục bộ dáng bổn nguyên của nó mới có thể chính thức khống chế khu vực hạch tâm, nắm giữ lực lượng bản chất mạnh nhất của thánh khí này. Nhưng mặc dù thanh đồng linh thuyền hiện tại chỉ là một khối ngoan thiết nhưng không phải một kiện linh khí có thể so sánh, thậm chí có thể khắc chế khí linh của những linh khí này, làm cho linh khí không thể phát ra 10 thành uy lực. Người có cảm nói lại lời lúc nãy lần nữa không? Nam Cung Hồng Nhan áo trắng bồng bềnh, tay ôm đàn tranh, lụa trắng che mặt, đôi mắt dễ thương nhìn qua, lạnh như băng nhìn thẳng vào Thích Dạ Lai. Nam Cung Hồng Nhan vốn không có ý định ra tay, nhưng mà Thích Dạ Lai dám mắng Phong Phi Vân, chuyện này đã làm cho nàng tức giận, ngay cả nàng cũng không nỡ mắng hắn. Thích Dạ Lai ngươi tính là axit gì, cũng dám mắng Phong Phi Vân, người không ra người, yêu không ra yêu, ma không ra ma. Cơn tức này nàng làm sao nhịn được. Thích Dạ Lai cũng bị đôi mắt lạnh giá của Nam Cung Hồng Nhan nhìn qua khiến nội tâm rung rẩy, lòng bàn chân sinh ra hàn khí, nhưng mà dù sao hắn là thiên tài cấp sử thi, làm sao có thể dễ dàng bị dọa lui như thế, cười lạnh nói. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phong Phi Vân là kẻ không ra gì, người không nên quá thân cận với hắn. 3. Bàn tay của nàng sáng lên. Cánh tay Nam Cung Hồng Nhan có hỏa diễm thiêu đốt, vung tay lên, một tát đánh Thích Dạ Lai bay ra ngoài, thân thể của hắn xoay tròn trên không trung, xoay tròn 7 vòng mới té xuống mặt đất. Tất cả mọi người khiếp sợ, nghe đồn rằng tu vị của Nam Cung Hồng Nhan không cao, thật không ngờ đáng sợ như thế, cách không một tát đánh thiên tài cấp sử thi Thích Dạ Lai bay ra ngoài. Nàng, che giấu tu vị. Yến Tử Vũ cầm chặt trường thương màu trắng, từ trên người Nam Cung Hồng Nhan hắn cảm giác được sát khí lăng lệ. Nam Cung Hồng Nhan, tốt, không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. La Phù công chúa cũng cả kinh, nàng từng mời Nam Cung Hồng Nhan đến Thiên Mai Trang Viên hiến khúc, không ngờ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lại mạnh mẽ như vậy. Nam Cung Hồng Nhan mặc váy hỏa nghê thường, có thể ngăn cách thần thức cự kình, ngay cả Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không thể nhìn thấu nàng. Huống chi là người khác. Ở đây cũng chỉ có Phong Phi Vân bình tĩnh như trước, bình tĩnh hơn tất cả mọi người, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Trong lòng Phong Phi Vân biết rõ vì sao Hồng Nhan giận dữ, cũng đại biểu cho nàng không cách nào ngụy trang trước mặt mình nữa, mình cũng không thể giả như cái gì cũng không biết. Nàng tội gì phải khổ như thế? Nàng tát bay hàm răng Thích Dạ Lai, đồng thời gian an bình của nàng bên cạnh Phong Phi Vân cũng đã hết, từ nay về sau. Nàng sắp phải đối mặt với hoàn cảnh hung hiểm gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà, nàng lại không hối hận. Ta biết rõ, ngươi chính là chủ nhân thần bí ăn cắp ẩn tầm xa la, chính là ngươi, Nam Cung Hồng Nhan, ngươi che giấu thật sâu. Thích Dạ Lai bò dậy, trong mắt đầy kinh hãi. Vừa rồi Nam Cung Hồng Nhan ra tay với hắn, hồng loan hỏa thường hiện ra trên làn da tuyết trắng của nàng, bị Thích Dạ Lai nhận ra. Nàng chính là chủ nhân thần bí bao phủ trong hỏa diễm ở Linh Bảo Tháp đánh cắp ẩn tầm xa la. Nam Cung Hồng Nhan vừa ra tay thì cũng đã chuẩn bị tâm lý bị nhận ra, cười lạnh nói. Đúng vậy là ta. Oanh! Nam Cung Hồng Nhan lật tay đánh ra một kích, một cánh tay bao phủ trong hỏa diễm hiện ra, đánh cây đao tử tinh Thích Dạ Lai tế ra nát bấy, chấn áp huyết nhân thần bình. Sắc mặt Thích Dạ Lai trắng bệch, đồng tử co rút lại, toàn lực chống cự. Đánh ra 14 trưởng long hổ chi lực, nhưng cũng bị đánh nát toàn bộ, một trưởng đánh hắn quỳ trên đất, đầu lâu cũng không ngẩng lên nổi. Nam Cung Hồng Nhan, người tội ác ngập trời, có hơn 100 thiên tài tuấn kiệt của vạn tượng tháp chết trong tay của ngươi, càng đánh cắp ẩn tầm xa la, ngươi đã trở thành tử địch của vạn tượng tháp. Yến Tử Vũ lên tiếng nói. Vậy ngươi tới giết ta sao? Nam Cung Hồng Nhan không sợ hãi, đôi mắt dễ thương mang theo vẻ tùy ý. Căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn. Yến Tử Vũ lại nói. Việc này ta mới không quản, tự nhiên có trưởng lão chấp pháp của vạn tượng tháp tới tìm ngươi. Nhưng mà Thích Dạ Lai chính là thiên tài cấp sử thi, ngươi lại giết không được,
Giọng của hắn còn chưa dứt, đầu của Thích Dạ Lai đã bay lên cao, trên cổ có máu tươi phun lên cao 3 thước. Một vị thiên tài cấp sử thi đã chết như vậy. Hắn đáng chết, vậy phải chết. Nam Cung Hồng Nhan nói rất lạnh nhạt, lấy một khăn lụa trắng ra, lau sạch vết máu dính trên ngón tay của nàng. Thiên tài cấp sử thi đều là một đám người thiên tư tuyệt đỉnh, một thế hệ chỉ có 1-2 người. Hiện tượng thiên văn đại biến giống như cải biến gì đó. Thế gian sắp sửa nghênh đón một hồi đại thế chưa từng có, cho nên vào thời đại này thiên tài cấp sử thi không ngừng xuất thế, có xu thế quần long vệ thiên. Một thiên tài cấp sử thi có thể hưng thịnh một thế lực lớn, tiềm lực không phải chuyện đùa, đối với mỗi thế lực tu tiên mà nói, đều không thể dùng giá trị bình thường mà cân nhắc. Nhưng mà giờ phút này một thiên tài cấp sử thi đã táng thân nơi hoang dã, tinh khí trong người trả về cho thiên địa, cuối cùng biến thành thi thể lạnh như băng. Yên tĩnh tuyệt đối. Ngay cả con mèo nhỏ trong ngực tiểu ma tiên cũng mở to mắt ra, dường như nó cũng bị dọa sợ. Sát phạt quá quyết đoán, căn bản không cho người ta cơ hội cứu viện. Ngươi! Yến Tử Vũ không cách nào bình tĩnh, tay cầm trường thương không ngừng run lên. Nam Cung Hồng Nhan, ngươi giết người của ta. Giọng nói lạnh lẽo của La Phù công chúa xen lẫn với long khí màu vàng bốc lên trong bát bộ long liễn. Nam Cung Hồng Nhan thản nhiên nói. Giết có thế nào? Đánh chó phải ngó mặt chủ. Bát bộ long liễn có long khí cuồn cuộn, nghiền nát tầng mây, mang theo khí thế huy hoàng xuyên qua tất cả. Bát bộ long liễn chính là thượng cổ linh khí, chính là thần vật của hoàng gia. Nam Cung Hồng Nhan còn không có ra tay, Phong Phi Vân đã bước lên một bước, tay cầm trường đao 7 mét, một đạo chém về phía long ảnh kia. Đao khí như rồng, đao khí phá không bay tới. Phốc, 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 phốc. 4 con thao thiết kéo bát bộ long liễn bị đao khí chém huyết nhục tứ tung, không ngừng rú thảm, khóa sắt trên người bị chặt đứt. Oanh! Không có 4 con thao thiết kéo xe, bát bộ long liễn dừng di động, lơ lửng ở giữa không trung. Phong Phi Vân, ngươi dám là địch với bổn công chúa. La Phù công chúa thịnh nộ, màn che màu vàng của bát bộ long liễn mở ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo và cao ngạo của La Phù công chúa. Phong Phi Vân hoành đao đứng đó, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Hôm nay nếu ai dám động tới Nam Cung Hồng Nhan, kẻ đó là địch nhân của ta. Cự đao có hào quang màu trắng di động, long lân bao phủ thân đao. Phong Phi Vân chính là truyền nhân thần vương, địa vị vạn tượng tháp cao tuyệt, mặc dù La Phù công chúa cùng Yến Tử Vũ muốn liên thủ đối phó đại địch Nam Cung Hồng Nhan, nhưng mà không muốn đắc tội Phong Phi Vân. Tuy La Phù công chúa và thần vương là người hoàng gia, nhưng mà quan hệ không tính là thân mật, dù sao đệ tử hoàng gia quả thật quá nhiều. La Phù công chúa dã tâm thật lớn, nghĩ cách lôi kéo thần vương, tự nhiên không muốn đắc tội Phong Phi Vân. Các ngươi làm cái gì vậy, người một nhà nội đấu sao? Thiên Toán thư sinh bước trên mây, ngăn trước mặt Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa. Ống tay áo Thiên Toán thư sinh vung lên, một đạo hào quang màu trắng bay ra, điều động thiên cơ thần lực. Sát cơ trên người Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa bị tách ra. Các ngươi một là truyền nhân thần vương, một là thiên nữ hoàng gia, đều là nhân kiệt tuyệt thế của vạn tượng tháp, còn không nhận ra ai là kẻ địch của mình hay sao? Thiên Toán thư sinh không ngừng kêu khổ, vốn hắn không muốn hiện thân, nhưng mà vừa vặn ngăn cản Thích Dạ Lai, nếu để cho Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa đấu nhau, căn bản là không cần 10 điện hạ của Tà Tông ra tay, thiên kiêu tuyệt thế của vạn tượng tháp đã nội đấu trước rồi. La Phù công chúa, Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan 3 người, giờ phút này ai tới khuyên bảo cũng vô dụng. Bay về bầu trời phía nam, một đám mây huyết sắc phiêu phù. Một đạo hào quang trực chỉ nơi này. Thiên Toán thư sinh suy tính một chút, sắc mặt biến hóa, nói. Không có thời gian, 5 vị điện hạ Tà Tông chạy tới, thời điểm này không phải thời cơ bọn họ chống lại, trước rời khỏi nơi này. Nam Cung Hồng Nhan. Ngươi có một ngày phải trả giá vì chuyện ngày hôm nay. La Phù công chúa hử lạnh một tiếng. Bát bộ long liễn bắn ra 8 đạo hào quang, cả thiên địa bao phủ trong kim quang, mơ hồ trong đó có thể nghe được âm thanh thiên long gào thét. Kim sắc quang mang rút lui như thủy triều. Bát bộ long liễn đã biến mất vô tung. Nghe đồn bát bộ long liễn có phòng ấn 8 cái long hồn, đó mới là lực lượng chính thôi động long liễn, một khi dẫn động, có thể ngày đi 100 vạn dặm. Một ngày có thể xuyên qua thần tấn vương triều. Sau khi La Phù công chúa lui đi, Thiên Toán thư sinh cũng thở ra một hơi,
nhìn Phong Phi Vân cười cười, trêu chọc. Thiên nữ hoàng gia quả là khó hầu hạ, cho nên nói, lấy nữ nhân gì đều ngàn vạn không nên lấy con gái đế vương, thật sự là không thoải mái chút nào. Thiên toán thư sinh cùng Yến Tử Vũ cũng nhanh chóng rút đi. Mây máu trên bầu trời càng ngày càng gần, có năm đạo thần thức trong mây máu bay ra, đang tìm kiếm bên này. Lúc năm điện hạ của Tà Tông đuổi tới, Phong Phi Vân, Nam Cung Hồng Nhan, Tất Chữ Xuất, Tà Hồng Liên, cũng đã rời đi. Lại là người vạn tượng tháp, đáng giận, lần này bọn chúng dám ra tay với đại tỷ. Tam điện hạ Xâm La Điện hừ lạnh một tiếng. Đây chính là, Thích Dạ Lai, Thích Dạ Lai lại chết ở chỗ này, chẳng lẽ là đại tỷ ra tay đánh chết hắn? Một điện hạ khác kinh hãi, đáp xuống đất quan sát tử thi không đầu kia. Đáng đời, tu vị đại tỷ cường đại cỡ nào, lần này xem như cho vạn tượng tháp một giáo huấn thê thảm, ngay cả thiên tài cấp sử thi cũng vẫn lạc. Nếu như chết là Phong Phi Vân vậy rất tốt, ha ha. Tiết Trường Thiếu lạnh giọng cười cười. Đám điện hạ Tà Tông khác hiểu ý cười lên, đều cho rằng Thích Dạ Lai chết trong tay Tà Hồng Liên. Trong Tà Tông đều là người thông minh, đã có người theo dấu vết dò xét mọi chuyện, tìm được một ít mánh khóe, suy tính ra Phong Đại Ngưu rất có thể là yêu ma chi tử Phong Phi Vân. Tất cả điện hạ của Tà Tông đều biết chuyện này, nhận được lệnh của cấp trên, nếu gặp được Phong Phi Vân, liền giết không tha. Phong Phi Vân đã ngủ với hai thiên chi kiêu nữ của Tà Tông, đối với Tà Tông đả kích không phải bình thường, đã trở thành người trong danh sách tuyệt sát của Tà Tông. Tại khu vực núi non trùng điệp của quận Tam Thánh, vết chân càng ngày càng thưa thớt, ngược lại số lượng thi tài nhiều hết mức, cơ hồ sắp biến thành âm giới thứ hai. Phong Phi Vân đang ở trên một đỉnh núi chém giết thi tà, giết 3 ngày 3 đêm, dưới chân chỉ còn lại thi thể chất đống, dày hơn 10 thước, cũng không biết có bao nhiêu hải cốt thi tà. Nam Cung Hồng Nhan đã rời đi vào 3 ngày trước. Nàng không đi không được, bởi vì ngụy trang của nàng không còn nữa. Nàng vốn có thể lưu lại, trở thành Nam Cung Hồng Nhan nép vào lòng của Phong Phi Vân, nhưng mà nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, nàng nhất định không thể làm tiểu nữ nhân trong ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không có giữ nàng lại, nếu hắn thật không buông tay, Nam Cung Hồng Nhan khẳng định cũng không đi được, nhưng mà lưu được nàng nhất thời, không thể lưu nàng cả đời. Lưu được tâm nàng nhưng không thể lưu được người của nàng. Tất Chữ Xuất cùng Tà Hồng Liên cũng đi. Quan hệ của bọn họ, Phong Phi Vân đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Bọn họ chạy tới, trên người Tất Chữ Xuất còn có một sợi dây xích, bị Tà Hồng Liên lấy đi, bọn họ một đường đi về hướng Bắc, rời khỏi quận Tam Thánh, không biết muốn đi nơi nào. Có lẽ bọn họ là về nhà, trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy. Những thi tà không ngừng tụ tập lại. Vô số thi tà ngã xuống dưới chân Phong Phi Vân, từng thi cung của chúng không ngừng bay ra, sau đó bị Phong Phi Vân thu vào trong giới linh thạch. 3. Không ngừng có thi tà ngã xuống. Ngay cả Phong Phi Vân cũng không biết mình chém giết bao nhiêu thi tà. Đi thì đi à, mỗi một lần rời đi đều lặp lại. Phong Phi Vân tự nhủ, thu hồi cự đao, hắn đưa tay cầm khối bạch cốt lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, đây là bạch cốt của Phong gia lão tổ, bị tiểu tà ma đào trong tổ địa ra. Cốt tủy trong bạch cốt này đối với thi tà có sức hấp dẫn thật lớn, chỉ một giọt cốt tủy có thể hấp dẫn thi tà chung quanh tới. Đây là biện pháp tốt đánh giết thi tà, cũng chỉ có tiểu tà ma có suy nghĩ tinh quái mới nghĩ ra, nhưng mà cuối cùng vẫn thành toàn cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dùng linh khí phong bế khe hở trong bạch cốt, khí tức cốt tủy bên trong bị phong bế, không có xối mòn. Một mình một người đi trên cánh đồng tuyết, xuyên thẳng qua núi non trùng điệp, chẳng phân biệt được ngày đêm. Hắn đi bộ giống như lĩnh ngộ được đại đạo nào đó. Phong Phi Vân giống như một người bình thường, một bước đi trong gió tuyết, mỗi một bước đều có quy luật chỉnh tề. Hắn đi con đường thẳng, nhưng mà dấu chân lưu lại trên mặt đất là khúc khuỷu. 10 ngày sau, bộ pháp của hắn càng ngày càng chậm, vẫn đi con đường thẳng như trước, nhưng mà dấu chân trên tuyết trắng lại uốn lượn, là hình nửa vòng tròn. Ánh mắt của hắn ngay từ đầu vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng mà dấu chân trên mặt đất lại không như thế, thật sự vô cùng quỷ dị, cho dù hiện tại có người đứng ở nơi này, đều không thể biết rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng gặp quỷ rồi. Lại qua 10 ngày, bộ pháp của Phong Phi Vân bắt đầu chậm rãi biến nhanh, vẫn đi thẳng tắp, nhưng mà dấu chân trên mặt đất biến thành vòng tròn, những nơi đi qua lưu lại đồ vân quỷ dị trên mặt đất, giống như đang biến mặt đất thành hình tròn, vẽ phác thảo một bức quỷ đồ. Tốc độ càng lúc càng nhanh.
đến cuối cùng đã không còn bóng người, chỉ có thể nhìn thấy cuồng phong thổi qua gió tuyết mà thôi. Lúc 30 ngày thì chấm dứt, Phong Phi Vân đã đứng dưới tường thành cổ xưa của Thiên Hoa Cổ Thành, tường cổ màu nâu xanh, trải qua thời gian dài, trên tường thành này lưu lại dấu vết tuế nguyệt rõ ràng. Từ xa có thể nhìn thấy tu sĩ không ngừng bay lên, còn có kỳ ngưu dị thú, kim tước dị cầm. Đều tiến vào Thiên Hoa Cổ Thành, tu sĩ càng ngày càng nhiều, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng xuất hiện nhiều. Tốn thời gian một tháng, rốt cục lĩnh ngộ tiểu diễn chi thuật 4/3/10, đệ tam chiêu, tiểu diễn thuật luân hồi tật tốc. Bỗng nhiên Phong Phi Vân biến mất tại chỗ, sau một khắc đã tiến vào Thiên Hoa Cổ Thành, đứng ở bên ngoài Ngân Câu Phường. Một diễn chu kỳ, chính là một vòng luân hồi. Tiểu diễn số lượng là 40, trong đó dùng đến chỉ có 37. Một tu sĩ muốn ngự không phi hành, tự nhiên không có ly khai thần thức gia trì, dùng tiểu diễn chi thuật sắp xếp thần thức, ngưng tụ thiên địa luân hồi, đây là chân lý luân hồi tật tốc. Một bước tương đương với tốc độ của tu sĩ bình thường, nhưng mà Phong Phi Vân bây giờ bước 40 bước, tương đương tốc độ nhanh gấp 40 lần tu sĩ cùng cảnh giới. Một khi thi triển luân hồi tật tốc, cho dù là thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm đều không thể đuổi kịp hắn. Lợi ích, bất kỳ nơi nào, bất luận thời đại nào, đây đều là chân lý vĩnh hằng bất biến. Vì lợi ích, hai kẻ thù không đội trời chung đều có thể trở thành bằng hữu. Vì lợi ích, hai bằng hữu chi kỷ có thể trở mặt thành thù. Vì lợi ích, Đông Phương và đệ tử Vạn Tượng Tháp sẵn sàng lên thuyền hải tặc. Bắt thập đại mỹ nhân Xâm La Điện, Ngân Câu Phường tự nhiên cũng ra một phần lực, bởi vì bọn họ có được hồi báo cực lớn. Đông Phương là người đa mưu túc trí, có thể thò tay vào quan tài, có thể bài trừ đối lập. Trong Ngân Câu Phường, ở đại điện yên tĩnh, thiên tài cao cấp của Vạn Tượng Tháp đều tụ tập ở nơi này, tuần tài bách tháp bảng bài danh trước 100, có một nửa tụ tập ở đây. Thiên Toán Thư Sinh, Yến Tử Vũ, La Phù Công Chúa, Mộc Đàm Thiên Huynh Muội, Đại Thực Quốc Tam Vương Tử. Những người này đều là thiên tài tuấn kiệt, tề tụ một đường, rất nhiều tuấn kiệt đa mưu túc trí, sau lưng có thế lực to lớn ủng hộ. Phần lớn địa vị của bọn họ cực kỳ hiển hách, chính là người thừa kế gia tộc hiển hách, hoặc là thiếu chủ tiên môn, thiên hầu chi tử, một vương tử và công chúa một quốc gia. Trong tương lai, bọn họ chính là chủ nhân thế giới này. Tuy Vạn Tượng Tháp chính là thiên hạ đệ nhất thánh địa, nhưng mà cũng không tính là thế lực gì, giống như một học viện, tương đương với nơi học viên tu luyện và học tập, tụ tập nhân kiệt các thế lực lớn. Một khi những học viên này tu luyện tới trình độ nhất định, thành tài học đủ, sẽ ra khỏi Vạn Tượng Tháp, trở lại gia tộc, tiên môn, hầu phủ, quốc gia của mình. Còn lần này cuộc chiến bách tháp bảng sẽ diễn ra trong 3 năm, kỳ thật tương đương với khảo nghiệm tốt nghiệp, chém giết số lượng thi tà chính là điểm tốt nghiệp. Mỗi thiên tài tuấn kiệt cầm số điểm thế nào, trở về gia tộc của chính mình, đạt được đãi ngộ tự nhiên cũng khác nhau. Có thể bài danh càng cao trên Vạn Tượng Tháp bách tháp bảng thì lớp người già của các thế lực càng có tiền vốn khoe khoang. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, thời điểm này Xâm La Điện Ngủ Đông lại xuất thế, công nhiên chống lại Vạn Tượng Tháp, muốn dẫm lên thiên hạ đệ nhất thánh địa, một lần nữa xác lập vị trí bá chủ của Tà Tông. Vạn Tượng Tháp có thế lực đối địch, thiên tài tuấn kiệt mới không thể không tụ tập tại quận Tam Thánh, dùng Thiên Toán Thư Sinh cùng Yến Tử Vũ cầm đầu, liên hợp lại đánh bại đệ tử Xâm La Thập Điện. Phong Phi Vân lần này phá hư đại sự, nếu không phải hắn và Nam Cung Hồng Nhan, Tà Hồng Liên đã bị bắt rồi. La Phù Công Chúa cũng không có hiện thân, thiên nữ hoàng gia ngồi trong đại điện có sương mù bao phủ. Tất cả mọi người cảm giác nàng rất tức giận. Đúng vậy, Tà Hồng Liên chính là nhân vật số 2 trong thế hệ trẻ Tà Tông, càng là một trong bát đại thiên tài cấp sử thi, nếu như bắt được nàng, như vậy sẽ đả kích Tà Tông to lớn. Bắc Minh Liệt trầm giọng nói. Bắc Minh Liệt chính là thiên tài tuấn kiệt đỉnh cấp của Bắc Minh gia tộc, bài danh trên bách tháp bảng. Bắc Minh gia tộc đối nghịch với thần vương, Bắc Minh Liệt từng thu được mật thư của gia tộc, lúc trọng yếu phải diệt trừ Phong Phi Vân, như vậy sẽ tạo thành đả kích to lớn với thần vương. Nhưng mà Phong Phi Vân tại Vạn Tượng Tháp địa vị cực cao, không có bất kỳ người dám hiển nhiên ra tay với hắn, hiện tại tốt rồi, Phong Phi Vân lại cấu kết với Nam Cung Hồng Nhan, cơ hồ tất cả đệ tử Vạn Tượng Tháp có thể danh chính ngôn thuận ra tay với hắn. Nam Cung Hồng Nhan giết hàng trăm hàng ngàn đệ tử Vạn Tượng Tháp, lại còn đánh cắp ẩn tầm Sa La, quả thực chính là công địch của Vạn Tượng Tháp, Phong Phi Vân đấu với nàng, tự nhiên cũng là công địch với Vạn Tượng Tháp. Nghe nói Nam Cung Hồng Nhan cũng bị trời ghét,
phàm là nam nhân nhìn thấy dung mạo của nàng, đều như ngu ngốc si mê nàng, Phong Phi Vân chỉ sợ đã bị Nam Cung Hồng Nhan mê hoặc, biến thành nô lệ dưới váy quả lựu của Nam Cung Hồng Nhan, loại người này căn bản không có tư cách làm truyền nhân của thần vương. Một tên nam tử có hai tròm râu nói ra. Nam tử này tên là Lăng Phong, chính là con của một thần tướng trong thần vũ quân, xem như người trong triều đình thần Tấn Vương Triều. Người làm việc cho triều đình thần Tấn Vương Triều, tự nhiên là muốn nịnh nọt La Phủ công chúa. Đông Phương với tư cách chủ nhà, chỉ ngồi ở chỗ kia, ngửa đầu ngủ, giống như náo động kịch liệt ở đây không liên quan tới hắn. Đám người thiên toán thư sinh, Yến Tử Vũ trầm mặc không nói, bọn họ là người biết chuyện, không nên nhiều lời. Ở đây đều là thiên tài mới nổi của thế lực lớn, sau lưng có thế lực tranh giành với nhau, không hề đơn giản như mặt ngoài, ai tiến tới cũng lâm vào vũng bùn này. Một thiếu nữ mặc nho y màu trắng từ bên ngoài đại điện nói ra. Phong Phi Vân đến, hắn muốn tiến vào. Một tiếng cười âm dương quái khí vang lên. Ha ha, hắn còn có mặt mũi trở về. Lại nói hai ngày nữa là nhật thực, ta còn tưởng rằng hắn đầu nhập vào tà tôn, sẽ không trở về. Vốn hắn phản loạn Phong gia, hiện tại phản loạn Vạn Tượng Tháp, phản đồ này tuyệt đối không cho hắn tiến vào. Trong thế hệ trẻ này đều là thiên tài tuấn kiệt, vì nịnh nọt La Phù công chúa, một đám không ngừng chỉ trích Phong Phi Vân. Thiên toán thư sinh cùng Yến Tử Vũ nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ. Yên tĩnh! Yến Tử Vũ quát nhẹ, giọng của hắn chấn lỗ tai của bọn họ run lên, ở đây đều là một đám nhân kiệt trẻ tuổi, bọn họ câm như hến, an tĩnh lại. Bọn họ địa vị tôn quý, mặt mũi người khác có thể không cho, nhưng mà đối với Yến Tử Vũ, bọn họ bao nhiêu cũng phải có kiêng kỵ, đây chính là một cường nhân đánh chết tu sĩ thế hệ trước. Thiên toán thư sinh nói. Hắn tới đây một mình. Thiếu nữ đứng trong đại điện, nói. Hắn chỉ có một mình. Mời hắn vào. Thiên toán thư sinh nói. Thiên toán thư sinh cùng Yến Tử Vũ chính là anh kiệt cầm đầu Vạn Tượng Tháp, ngay cả hắn cũng lên tiếng. Người khác tự nhiên là không dám có dị nghị gì. Được cô gái dẫn dắt, Phong Phi Vân từ từ đi vào trong đại điện, dáng người phiêu nhiên, bộ pháp nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn qua người trong đại điện, tự nhiên nhìn ra hiện trường hào khí không đúng. Phong Phi Vân, người đi có một mình, hồng nhan chi kỷ của ngươi đâu? Giọng của La Phù công chúa lạnh lùng, giọng nói truyền ra rất xa. La Phù công chúa ở trong nhà đế vương, tụ tập ngàn vạn sủng ái trên người. Nam Cung Hồng Nhan chính là môn khách của nàng, Phong Phi Vân là người đầu tiên dám dùng đao kiếm chỉ vào nàng. Thiên nữ hoàng gia này làm sao không tức giận? Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Hồng Nhan đã đi rồi. Phong Phi Vân giống như không có nghe ra La Phù công chúa tức giận, trả lời tùy ý. Ha ha, nói nghe hay lắm, ngươi là bị nàng vút bỏ à? Lăng Phong giọng mỉa mai cười cười. Tiếng cười lập tức vang vọng trong đại điện. Ánh mắt Phong Hồng Phi Vân nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, làm cho tên tuấn kiệt này cảm thấy con mắt bị đau, tiếng cười lập tức dừng lại, cảm giác thân thể như bị đông cứng. Nghe nói Nam Cung Hồng Nhan mê hoặc không ít nam nhân, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng nghe lệnh của nàng, các ngươi nói nàng chỉ dùng bộ mặt mê hoặc nam nhân, hay là dùng thân thể mê hoặc nam nhân. Lại có giọng nói chanh chua vang lên. Phong Phi Vân nói, người vừa nói là ai? Một đạo hàn khí bao phủ cả đại điện. Tất cả mọi người cảm giác sát ý ngập trời, đông lạnh sống lưng của mọi người. Thiên toán thư sinh nhíu mày, vội vàng nói. Chúng ta nên bàn đại sự nhật thực hai ngày sau, trong nội tâm của ta đã lập kế hoạch, đang muốn giao lưu trao đổi với mọi người. Vừa rồi là ai nói? Phong Phi Vân nói lần nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân cuối cùng nhìn lên người Bắc Minh Liệt, nhìn thẳng vào hắn. Bắc Minh Liệt bị Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào toàn thân không được tự nhiên, yêu ma chi tử này đúng là cuồng vọng, mới xuất đạo bao lâu, cũng dám đối nghịch với ta, chẳng lẽ không biết ta chính là đệ tử trực hệ Bắc Minh gia tộc sao? Bắc Minh Liệt không sợ hãi, tự tin đối phó Phong Phi Vân là không có vấn đề, đứng lên nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nam Cung Hồng Nhan vốn chính là một nữ nhân, nàng trừ dựa vào. Phốc, thân thể Phong Phi Vân khẽ động. Không biết như thế nào, cũng đã xuất hiện trước người Bắc Minh Liệt, một chưởng đánh vào đỉnh đầu Bắc Minh Liệt, một đạo lực lượng bàng bạc đánh từ đầu tới chân của hắn. Cách cách, xương cốt toàn thân Bắc Minh Liệt bị đánh thành bụi phấn, cơ bắp biến thành bùn máu, chỉ có làn da không tổn thương gì, mềm nhũn co quắp trên mặt đất, biến thành viên thịt.
Quá nhanh, quá nhanh. Chỉ có mấy người ở đây nhìn thấy bóng dáng Phong Phi Vân, người khác ngay cả bóng dáng Phong Phi Vân cũng không nhìn thấy. Phong Phi Vân làm sao trở nên cường đại như thế, mấy tháng trước chỉ là thần cơ đỉnh phong, hiện tại tu vị tăng lên không biết bao nhiêu lần, đám thiên tài tuấn kiệt ở trong đại điện không ngừng sợ hãi. Vậy mà ở trước mặt mọi người, một chưởng đánh chết thiên tài của Bắc Minh gia tộc, Phong Phi Vân này quá bá đạo, chẳng lẽ không sợ bị Bắc Minh gia tộc trả thù sao? Bắc Minh gia tộc thế có một thiên tài cấp sử thi, nếu như dẫn xuất người nọ, vậy chẳng khác gì đi tìm chết. Phong Phi Vân lạnh lùng nhìn qua mọi người ở đây, nói. Nếu ai còn dám nói loạn, ta không quan tâm giết nhiều thêm mấy người. La Phù công chúa hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường, nhưng mà không có nói nhiều. Phong Phi Vân, ngươi định là địch với Vạn Tượng Tháp sao? Lăng Phong lạnh lùng quát lên. Phong Phi Vân nói. Ta không muốn là địch với kẻ nào, nhưng mà, nếu ai muốn là địch với ta, như vậy ta sẽ khiến kẻ đó hối hận vì sống trên đời này. Ngươi! Lăng Phong vốn còn muốn nói gì, nhưng mà Phong Phi Vân không biết như thế nào đã tới bên cạnh hắn, thật sự quá nhanh, vượt qua tốc độ thần thức cảm ứng. Lăng Phong nhìn qua Bắc Minh Liệt trên mặt đất, trong lòng cảm giác phát lạnh, cuối cùng vẫn nuốt những lời vừa định nói vào bụng, biệt khuất ngồi trở lại. Phong Phi Vân đứng chắp tay, khinh thường nhìn mọi người, nói. Phong Phi Vân ta vẫn là đệ tử Vạn Tượng Tháp, lần này đến đây, chỉ vì mang một người đi, cũng không muốn giết chóc quá nhiều, đừng có ép ta. Ngươi muốn dẫn người nào đi? Mộ Lăng Hoa nhướng mày nói. Mộ Lăng Hoa tại Bách Tháp bảng bài danh thứ 11, đã đạt tới thiên mệnh nhất trọng, cũng là đám người cao cấp nhất, sau lưng cũng có thế lực lớn làm chỗ dựa, địa vị cực cao. Tô Huyết. Phong Phi Vân nói. Không có khả năng. Mộ Lăng Hoa nói. Tám yêu nữ tà tông, một cũng không thể ít, vào lúc nhật thực, các nàng sẽ có tác dụng. Bích Tiên Tiên, Tô Huyết, Lục Ly Vi đều bị ngươi bắt, dựa theo bảng giá bản ban đầu, một yêu nữ là 3 gốc linh thảo, ngươi có thể cầm 9 gốc linh thảo. Yến Tử Vũ cau mày, nhắc nhở một câu. Bọn họ cũng biết Phong Phi Vân hiện tại chính là thần cơ đại viên mãn, cần gấp linh thảo tăng tu vị, muốn dùng linh thảo chắn Phong Phi Vân trở về. Ta xem hắn đã đầu nhập vào dưới cờ tà tông rồi, không ngờ muốn mang yêu nữ tà tông đi. Một đệ tử Vạn Tượng Tháp lạnh giọng cười nói. Giao 9 gốc linh thảo cho hắn, bảo hắn nhanh cút đi, thực không muốn làm bạn với hắn. Mộ Lăng Hoa mặt mũi không vui. Mộ Lăng Hoa tu vị cao tuyệt, đã đạt tới thiên mệnh nhất trọng, có thể sống 500 năm, hắn vốn còn trẻ đã là cường giả, đã rất ít đi ra đi lại lại, nhưng mà đối phó tà tông thập điện. Cao thủ trẻ tuổi của Vạn Tượng Tháp cũng chạy tới, trong đó tự nhiên cũng có tuấn tài đạt tới thiên mệnh cảnh. Bách Tháp bảng tu sĩ bài danh top 10 đều có tu vị thiên mệnh cảnh. Mộ Lăng Hoa xếp hạng thứ 11 vị, cách đây không lâu đã bước vào thiên mệnh cảnh. Phong Phi Vân nói, hôm nay ta phải mang Tô Huyết đi. Ngươi, Mộ Lăng Hoa trực tiếp đứng dậy, khí thế sắc bén như hóa thành thực chất áp qua Phong Phi Vân. Phàm là người vượt qua địa kiếp đều có thể mượn khí thế đại địa trùng điệp với khí thế bản thân, tu sĩ không có vượt qua địa kiếp thì không ngăn cản được, thậm chí dựa vào khí thế có thể ép chết đối phương. Thiên mệnh cảnh mới xem như chính thức bước vào cảnh giới tu tiên, không có đạt tới thiên mệnh cảnh chỉ là phàm nhân, một khi đạt tới thiên mệnh cảnh mới xem là tu tiên giả. Đây là khác biệt giữa trời và người. Người tự nhiên là không thể chống lại trời. Phong Phi Vân đứng trong đại điện, thân thể cao ngất. Ánh mắt không sợ nhìn chằm chằm vào Mộ Lăng Hoa, 40 đạo thần thức xoay tròn trong đầu, dễ dàng ngăn cản khí thế của Mộ Lăng Hoa. Cả đại điện tuy nhìn như bình tĩnh, nhưng mà không khí giữa Phong Phi Vân cùng Mộ Lăng Hoa đã cứng lại, không có lưu động. Trong thiên tài tuấn kiệt cao cấp nhất ở đây, tự nhiên cũng biết Mộ Lăng Hoa đang dùng khí thế trấn áp Phong Phi Vân, đều lộ ra thần sắc hả hê. Tâm tính của những kẻ này đơn giản chỉ có hai loại. Một loại bởi vì ghen ghét Phong Phi Vân trở thành truyền nhân thần vương, tương lai có kế thừa vương tước, trở thành một nhóm người cao cấp nhất ở thần tấn vương triều. Đương nhiên cũng ghen ghét Phong Phi Vân có thể được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân yêu ái, tuy bọn họ ngoài miệng nói Nam Cung Hồng Nhan mê hoặc Phong Phi Vân, nhưng mà Nam Cung Hồng Nhan có thể vì Phong Phi Vân đánh chết Thích Dạ Lai, càng bạo lộ thân phận của mình, điều này chẳng lẽ còn không nói rõ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân động tình với Phong Phi Vân sao? Bọn họ không ăn được bồ đào. Cho nên chê bồ đào xanh. Trừ ghen ghét còn có một nguyên nhân khác,
chính là nịnh nọt La Phủ công chúa. La Phủ công chúa là người nào? Đây là con gái được hoàng đế yêu thích nhất, là thiên nữ hoàng gia hàng thật giá thật, lại còn có được thánh vật hoàng gia hậu lệnh, đã có tư cách tranh đoạt vị trí thái tử, tương lai nói không chừng chính là một vị nữ đế. Ở đây, luận thân phận địa vị, ai có thể vượt qua La Phủ công chúa? Giữa Phong Phi Vân cùng La Phủ công chúa, bọn họ tự nhiên chọn La Phủ công chúa. Oanh! Rốt cuộc không khí ở đây nổ tung, có mảnh vỡ không khí bắn ra bốn phía, mấy tuần tài ở gần đó bị bay ra ngoài. Mộ Lăng Hoa liền lùi lại ba bước và đứng vững, trong lòng kinh hãi không hiểu, Phong Phi Vân sao mạnh mẽ như thế, lúc này mới là thần cơ đại viên mãn a. Phong Phi Vân chỉ lui ra sau một bước đã đứng vững. Còn không có tấn chức thiên tài cấp sử thi, tu luyện ra 40 đạo thần thức, thiên tư của Phong Phi Vân đã đủ chống lại thiên tài cấp sử thi. Sau khi hoàn thành lần thay máu thứ tư, đạt tới thiên tài cấp sử thi, thể chất Phong Phi Vân tự nhiên tăng lên một bậc, so với thiên tài cấp sử thi bình thường còn lợi hại hơn. Mà thiên tài cấp sử thi bình thường đều có thể vượt qua ba tiểu cảnh giới đối địch, Phong Phi Vân tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Tất cả mọi người ở đây kinh sợ, bọn họ vốn cho rằng kẻ bị áp chế là Phong Phi Vân, nhưng mà kết quả lại là Mộ Lăng Hoa thua một bậc. Mộ Lăng Hoa thế là tuấn kiệt nghịch thiên, chẳng lẽ còn bị người thấp hơn một cảnh giới đánh bại sao? Có thể bảo trì thong dong ở nơi này cũng chỉ có thiên toán thư sinh, hắn dường như đã sớm nghĩ tới kết quả này. Còn có tên còn lại chính là Đông Phương đang ngủ. Mặt mũi Mộ Lăng Hoa không chịu nổi, chính mình đường đường tuấn kiệt nghịch thiên thiên mệnh nhất trọng, có thể đánh chết lão tu sĩ mấy trăm năm, nhưng mà bây giờ bại trong tay một tu sĩ thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân, người muốn mang đi tô huyết, trước chiến thắng ta. Mộ Lăng Hoa sử dụng một khối dị thạch màu xanh ra trời, đây là khối đá do trời sinh, nó ra đời trong động thiên phúc địa linh khí dồi dào. Linh vật do trời sinh ra, uy lực cũng rất mạnh, tuy còn kém linh khí, nhưng không kém nhiều lắm, chỉ có người mang đại khí vận mới có được. Chiến thắng ngươi, có thể mang đi tô huyết. Phong Phi Vân nhìn qua khối dị thạch chừng 3 mét kia. Nếu ngươi có bổn sự đó, tự nhiên có thể. Mộ Lăng Hoa lạnh lùng nói. Ta giết ngươi thì sao? Phong Phi Vân nói. Mộ Lăng Hoa mặt mũi vặn vẹo, cười lạnh nói. Phong Phi Vân, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng có Nam Cung Hồng Nhan làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi có thể bỏ qua người trong thiên hạ. Đệ tử Vạn Tượng Tháp cũng biết, Thích Dạ Lai cũng bởi vì đắc tội Phong Phi Vân mới bị Nam Cung Hồng Nhan làm thịt, tự nhiên càng kiêng kỵ nữ nhân ra tay vô tình như Nam Cung Hồng Nhan. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ chỗ dựa chính thức của Phong Phi Vân chính là Thần Vương, Mộ Lăng Hoa tự nhiên không dám đắc tội Thần Vương, cho nên chỉ có để Nam Cung Hồng Nhan, như vậy còn có thể đả kích Phong Phi Vân khí thế không ai bì nổi. Có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm chỗ dựa cho ta, đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào? Ngươi không phải đang ghen ghét đấy chứ? Phong Phi Vân cười nói. Mộ Lăng Hoa lại biết rõ, kỳ thật tu vị Nam Cung Hồng Nhan mới đạt tới linh dẫn mà thôi. Sở dĩ có lực lượng mạnh như thế, đều là vì Hồng Loan Hỏa Thường và ẩn tầm Sa La. Nàng có thể đạp vào con đường tu tiên, đều là vì Phong Phi Vân đưa phượng cốt cho nàng. Nếu Phong Phi Vân không mang phượng cốt đưa cho nàng, mà là cho chính mình luyện hóa, hiện tại chỉ sợ đã đạt tới thiên mệnh cảnh, đi tranh hùng với bát đại thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm. Cho nên chính thức muốn nói là chỗ dựa, cũng là Phong Phi Vân cấp cho Nam Cung Hồng Nhan chỗ dựa. Ngươi! Mộ Lăng Hoa tự nhiên ghen ghét, có thể được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân yêu ái, bất luận kẻ nào đều ghen ghét. Dị thạch tỏa ra hào quang màu xanh, hào quang mặt ngoài có hỏa diễm lượn lờ, một đạo sóng lửa quét qua tất cả. Mộ Lăng Hoa toàn lực ra tay, muốn dùng tốc độ nhanh nhất chấn áp Phong Phi Vân. Làm sao bây giờ? Yến Tử Vũ muốn ra tay ngăn cản Mộ Lăng Hoa, dù sao Phong Phi Vân chính là truyền nhân thần vương, cũng không thể có bất kỳ sơ suất nào. Bằng không sẽ không thể bàn giao với thần vương bên kia. Không cần lo lắng. Thiên toán thư sinh khẽ cười nói. Yến Tử Vũ do dự một chút, trong tay xuất hiện một đạo bạch quang bao phủ đại điện, hai người này muốn giao thủ, đã rất khó ngăn cản, hiện tại cũng chỉ bảo vệ mọi người trước rồi nói sau. Mộ Lăng Hoa không hổ là tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, đã có thể tiếp địa khí, ngưng khí thế, linh khí trong người đã lột xác, diễn biến tới mức độ thuần túy nhất. Còn tinh thuần hơn linh khí lúc ở thần cơ đại viên mãn mấy lần. Cũng chỉ có linh khí của tu sĩ thiên mệnh cảnh mới chính thức phát huy uy lực của linh khí, tu vị càng mạnh thì uy lực của linh khí càng mạnh.
tu vị thần cơ cảnh không thể phát huy uy lực của linh khí. Thiên di thạch tuy không phải linh khí, nhưng mà uy lực của nó không phải chuyện đùa, một kích đánh tới, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu ngàn cân lực lượng. Phong Phi Vân thần tình lạnh nhạt, nhìn thiên di thạch như cục đá thường, bước lên phía trước một bước, liền trực nghênh đón thiên di thạch. Hắn định làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết, muốn dùng thân thể tiếp linh vật trời sinh sao? Rất nhiều người đều bị cảnh này làm kinh sợ, cho dù Phong Phi Vân thiên tư siêu phàm, nhưng mà thiên tư có cao hơn nữa cũng phải phấn thân toái cốt. Bá! Rõ ràng trông thấy thân thể Phong Phi Vân đụng vào thiên di thạch, nhưng mà hắn vẫn đứng đó không hao tổn gì, thật giống như thiên di thạch xuyên qua người hắn. Gạch chéo! Cái này! Một màn này thật sự quá quỷ dị. Một ít tuấn kiệt nghịch thiên rớt cằm xuống, có người lau lau con mắt, cho là mình hoa mắt. Ngay cả Yến Tử Vũ cùng Thiên Toán Thư Sinh hai người hai mắt cũng ngưng tụ lại. Thiên Toán Thư Sinh bấm tay tính toán, bọn họ tuyệt đối không có khả năng hoa mắt, như vậy chỉ có thể nói rõ Phong Phi Vân tu luyện công pháp kỳ dị nào đó. Yến Tử Vũ nhìn sang Thiên Toán Thư Sinh, Thiên Toán Thư Sinh thu tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy mà không thể suy tính, bị lực lượng kỳ dị chặt đứt thiên cơ, điểm này cũng có thể thấy được đây là công pháp huyền diệu. Dường như đến từ rất xa, có thể ảnh hưởng tới thiên cơ. Mặc dù không suy tính ra Phong Phi Vân tu luyện cái gì, nhưng mà Thiên Toán Thư Sinh lại nhìn ra một ít thứ gì đó, làm cho hắn cảm giác sợ hãi không nói rõ, không dám lại tiếp tục suy tính Phong Phi Vân, sợ tao ngộ tai nạn nào đó. Phong Phi Vân thi triển tự nhiên là luân hồi tật tốc, tuy nhìn thì hắn bước thẳng tới trước, nhưng mà trên thực tế đã quay chung quanh thiên di thạch một vòng, đây là chỗ đáng sợ nhất của luân hồi tật tốc. Quỷ dị khó lường không thể tìm. Mộ Lăng Hoa không hiểu, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, một bước tiến lên, một trận pháp đỉnh cấp hiện ra dưới chân Phong Phi Vân. Muốn dùng trận đỉnh trụ Phong Phi Vân, dù cho chỉ trong tích tắc thì thiên di thạch đủ lấy mạng Phong Phi Vân. Hắn biết Phong Phi Vân có tạo nghệ trận pháp rất cao, cũng tiến lên một bước, một tòa trận pháp cấp 2 đỉnh cấp tiến tới, dưới chân Mộ Lăng Hoa nổ tung ầm ầm, nho bào màu trắng của Mộ Lăng Hoa bị nghiền nát. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Cự đao bay ra, treo ở giữa không trung, một đạo đao lãng xuất hiện, đao khí như cầu vồng, giống nhau bạch long, đao khí sắc bén giống như long uy cuồn cuộn. Long hoàng đao quyết đệ nhị chiêu, long hoàng lâm cửu thiên. Đây là đao quyết chỉ có hoàng tộc mới có thể tu luyện, khí phách đến cực điểm, cả thần tấn hoàng tộc có nhiều hoàng tử, có thể tu luyện long hoàng đao quyết đệ nhị chiêu không nhiều. Những hoàng tử này rất nhiều đều chìm đắm trong đao đạo hơn 10 năm, mà Phong Phi Vân mới tu luyện không tới một năm. Oanh! Đao kính thật sự bá đạo, áp đảo tất cả đao quyết khác. Mộ Lăng Hoa vội vàng di chuyển thiên di thạch, muốn ngăn cản một đao kia, nhưng mà đao khí đánh lên thiên di thạch lại run lên bần bật, thiếu chút nữa bay ra khỏi tay của Mộ Lăng Hoa. Tuy hắn ngăn cản, nhưng vẫn lui ra sau một bước. Oanh! Hắn còn chưa phản kích. Đao thứ hai của Phong Phi Vân đã đánh xuống, vẫn như cũ là Long Hoàng Lâm Cửu Thiên, đao pháp càng thêm bá đạo, mang theo khí thế bài sơn đảo hải. Mộ Lăng Hoa chỉ có thể dùng thiên di thạch ngăn cản đao chiêu, lúc này thiên di thạch rung lên càng lợi hại, lưỡi đao có thể chém vỡ linh khí, đánh lên cự thạch. Hắn tiếp tục bước lên một bước, đá trên đại điện bị dẫm nát, lưu lại một dấu chân thật sâu. Long Hoàng Lâm Cửu Thiên. Đây là đao thứ ba. Đao quyết như thủy triều, một lớp mạnh hơn một lớp, quả thực hoàn toàn áp chế Mộ Lăng Hoa, chỉ có thể lui ra sau từng bước, không có lực hoàn thủ. Tình huống hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mọi người, một tu sĩ thần cơ đại viên mãn lại đè đánh một tu sĩ thiên mệnh cảnh, chuyện này vượt qua dự đoán của mọi người. Cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh trong thần cơ đại viên mãn có thể đánh bại thiên mệnh nhất trọng, nhưng mà bị đánh bại chỉ là thiên mệnh cảnh bình thường. Nhưng mà Mộ Lăng Hoa chính là thiên tài nghịch thiên. Thiên tư tuyệt đỉnh, cho dù Phong Phi Vân là thiên tài cấp sử thi, muốn đánh bại Mộ Lăng Hoa cũng không thể nào. Không ngờ đã tu luyện Long Hoàng Đao quyết đệ nhị chiêu tới tình trạng như thế. La Phù công chúa nhẹ giọng lầm bầm. Long Hoàng Lâm Cửu Thiên, một lớp hợp với một lớp, tổng cộng cửu trọng thiên, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Thời điểm Phong Phi Vân bổ ra một chiêu thứ bảy, đao khí đã hóa thành thực chất, giống như một con thần long lao tới. Muốn nghiền nát kết giới Yến Tử Vũ bố trí xuống. Lại có mấy đệ tử thiên mệnh cảnh vạn tượng tháp bắn ra một đạo hào quang màu trắng, lại vững chắc kết giới. Bá đạo, cường hãn, hung mãnh.
hai tay Mộ Lăng Hoa như vỡ ra, hai tay có từng giọt huyết dịch chảy dài, đôi mắt ưng tràn ngập lệ quang, linh quang thiêu đốt trong đan điền, muốn ngưng tụ thuật pháp nghịch thiên. Oanh! Phong Phi Vân chém ra đao thứ 8, nương theo tiếng long ngâm, mặt đất đá vụn vỡ na, thiên hôn địa ám, mặt đất trên đại điện bị đánh nát. Một đao màu trắng này lờ mờ bổ mặt đất ra, bổ vào thiên di thạch, một kiện linh vật trời sinh lập tức bị một đao chém bay ra ngoài, đâm vào kết giới màu trắng. 3. Kết giới màu trắng thừa nhận trùng kích nhiều lần, bị phá vỡ một khe hở, thiên di thạch trực tiếp bay xuyên qua khe hở, đánh vỡ vách tường, xuyên thủng ra một lỗ thủng khổng lồ. Đông Phương Tiếu vốn ngủ, con mắt hé ra một tia, khóe miệng co rút như đau đớn, xem ra tổn thất không ít tiền. Hai tay Mộ Lăng Hoa run lên, đau như muốn ngất đi, hai chân lún vào mặt đất, Long Hoàng đao quyết quả nhiên bá đạo, quả thực không thể đỡ. Tiễn ngươi lên đường, Long Hoàng lâm cửu thiên. Đao thứ 9 chém xuống như thiên địa chấn áp, lại xuất hiện hai đạo long khí màu trắng, hình như rồng, động như gió, bén như đao, từng đạo long ngâm gào rú, giống như tiếng sấm liên tục. Tất cả đệ tử trong đại điện đều bắn hào quang màu trắng ra ngoài, sợ kết giới nghiền nát, một đao của Phong Phi Vân nghiền nát cả đại điện. Làm gì dễ dàng như vậy, người quá coi thường thiên mệnh cảnh rồi. Trong đan điền Mộ Lăng Hoa bắn ra hào quang chói mắt, một con thoi màu xanh dài đến 7 mét, thô to như thân cây, phía trên đầy lân văng, lạnh như hàn khí. Đây là một con thoi, chính là thượng đan điền của Mộ Lăng Hoa, cũng dung hợp hoàn toàn với Mộ Lăng Hoa, giống như một phần thân thể của hắn. Linh dẫn, thiên căn, cảnh giới thần cơ tu luyện ra chính là đan điền. Nhưng mà đan điền tổng cộng chia làm 3 tầng, chỉ có vượt qua địa kiếp chính là thiên mệnh nhất trọng, mới có thể lao ra khỏi đan điền. Mộ Lăng Hoa tế bổn mạng pháp khí ra rồi, Phong Phi Vân mạnh như thế. Một đệ tử vạn tượng tháp giật mình. Chỉ cần đạt tới thiên mệnh nhất trọng, có thể thai nghén bổn mạng pháp khí trong đan điền. Bổn mạng pháp khí dung làm một thể với tu sĩ, tuy hai mà một, đối với một ít bổn mạng pháp khí của tu sĩ mà nói, linh tính thậm chí còn mạnh hơn linh khí. Phong Phi Vân ỏ ổ đao thứ 9 bị con trôi của Mộ Lăng Hoa ngăn cản, lần đầu tiên hắn triển khai phản kích. Đầu ngón tay của Mộ Lăng Hoa có một giọt huyết dịch bay ra ngoài, rơi vào con thoi, trực tiếp chìm vào trong con thoi. Xíu, yêu yêu. Tốc độ của con thoi nhanh như thiểm điện, xuyên qua đầu vai Phong Phi Vân, tốc độ nhanh quả thực không thấy, thiếu chút nữa xuyên qua thân thể của hắn. Phong Phi Vân, bổn mạng pháp khí cũng dùng ra, người còn muốn mạng sống. Mộ Lăng Hoa cười như điên. Hắn từ đầu đến cuối vẫn ôm mục đích giết Phong Phi Vân. Cũng không phải là tranh thắng thua đơn giản như thế. Ngươi cũng quá tự cho là đúng, bắt ngươi luyện đao. Nói xong lời này, thân thể biến mất tại chỗ, tốc độ kia quả thực còn nhanh hơn con thoi, trực tiếp đứng trước người Mộ Lăng Hoa, cách hắn chỉ gang tấc. Trong mắt Mộ Lăng Hoa, thân ảnh Phong Phi Vân càng lúc càng lớn. Xíu, yêu yêu. Con thoi quay trở về lần nữa, nhưng lại bị Phong Phi Vân lật tay nắm trong tay, bị miểu quỷ ban chỉ trấn áp. Trở nên ảm đạm không ánh sáng, không xuất ra nửa phần lực lượng. Ngươi! Mộ Lăng Hoa hiện tại khẩn trương, tay không cầm bổn mạng pháp khí của hắn trong tay, đây còn là tu sĩ thần cơ đại viên mãn hay sao? Phong Phi Vân vung tay lên, con thoi đập vào đỉnh đầu Mộ Lăng Hoa, da đầu của hắn chảy máu, hai chân phát run, thiếu chút nữa té trên đất. Phong Phi Vân đã động sát cơ, muốn diệt trừ Mộ Lăng Hoa. Tốt, tốt, Phong Phi Vân! Tô huyết người có thể mang đi. Thiên toán thư sinh khôn khéo cỡ nào, tự nhiên nhìn thấy sát khí trong mắt Phong Phi Vân, thân thể khẽ động, cũng đã xuyên qua kết giới, xuất hiện giữa Phong Phi Vân cùng Mộ Lăng Hoa. Tu sĩ thiên mệnh cảnh ngàn vạn khó có một, cho dù ở nơi nào đều là đại nhân vật, nếu như vẫn lạc ở đây, vậy chính là tổn thất lớn. Phong Phi Vân cầm lấy con thoi, nhìn chằm chằm vào thiên toán thư sinh, nói. Người đúng là người hòa giải. Bao khuyên can, vì sao ngươi đều xuất hiện vào thời khắc cuối cùng thế? Thiên toán thư sinh cười nói. Ta cũng không có biện pháp a hát. Hai người nếu đánh nhau, thời điểm ban đầu đã dùng chiêu mạnh nhất, ta ngay từ đầu nhảy ra khuyên can, các ngươi ai sẽ nghe ta? Vậy ta còn không phải bị đánh sao? Sao không chờ các ngươi đánh cho sức cùng lực kiệt, thời điểm phân thắng bại đứng ra khuyên can, như vậy không phải rất tốt sao? A hát. Vậy nếu hôm nay ta không dừng tay thì sao? Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh nói. Mạng của Mộ Lăng Hoa, đổi tô huyết cùng 9 gốc linh thảo,
mua bán này ngươi làm không, người khắp thiên hạ đều làm. Chín gốc linh thảo. Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Lăng Hoa toàn thân đẫm máu, người này tuy chỉ là thiên mệnh nhất trọng, nhưng mà đối với Phong Phi Vân uy hiếp cũng không lớn. Cho dù lưu hắn một mạng cũng không sinh ra sóng gió gì. Nếu như mạng của hắn đổi lấy một gốc linh thảo, như vậy có thể mở ra 90 mệnh huyệt, tu vị lại có thể tăng thêm một đoạn. 9 gốc linh thảo, một cây cũng không ít. Thiên Toán Thư Sinh nói. Phong Phi Vân cười nói. Thiên Toán Thư Sinh quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là người khôn khéo. Mạng của Mộ Lăng Hoa đối với Phong Phi Vân mà nói, khả năng không đáng 9 gốc linh thảo, nhưng mà đối với Thiên Toán Thư Sinh mà nói, tuyệt đối có giá trị. Thiên Toán Thư Sinh hôm nay xem như cứu Mộ Lăng Hoa một mạng, dùng thiên tư của Mộ Lăng Hoa, thành tựu tương lai há chỉ là thiên mệnh nhất trọng đơn giản như thế, trăm năm sau nói không chừng là cự kình. Ân cứu mạng, há có thể không báo. Cho nên Thiên Toán Thư Sinh xem như khôn khéo. Bành! Phong Phi Vân trực tiếp bóp vỡ con thoi trong tay, bóp vỡ một đạo thần thức của Mộ Lăng Hoa, bổn mạng pháp khí lập tức bị hủy trong chốc lát. Máu tươi trong miệng Mộ Lăng Hoa trào ra ngoài. 10 đạo thần thức, chỉ còn 9 đạo, tu vị của hắn không có khả năng đạt tới cự kình. Phong Phi Vân, người thật ác độc. Thần thức Mộ Lăng Hoa bị trọng thương, trực tiếp ngã xuống đất, đã hôn mê. Không có giết ngươi đã rát không tồi rồi. Phong Phi Vân nói. Thiên Toán Thư Sinh vẫn không đổi sắc, mang theo Phong Phi Vân đi ra khỏi đại điện, đi tới nơi nhốt 8 yêu nữ. Sau khi Thiên Toán Thư Sinh cùng Phong Phi Vân rời khỏi, trong đại điện lập tức nổ tung. Phong Phi Vân thật sự là ma tính khó thuần, quả thực quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả mặt mũi của Thiên Toán Thư Sinh cũng không cho. Lăng Phong tức giận nói. Công chúa Điện Hạ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ liên thủ chu ma. Một công tử phủ chủ nói ra, cũng là một thiên tài kiệt xuất, chính là người trong triều đình. Rất đúng, ta đã sớm nhìn không quen dị đoan này, không cho hắn biết lễ độ thế nào, hắn cho rằng hắn là đại gia. Lại có một đệ tử Vạn Tượng Tháp bất mãn nói. Thời điểm Phong Phi Vân còn ở đây, đám người này ngay cả dám cũng không dám phóng, Phong Phi Vân vừa đi đều nhảy ra. Không, trước mắt trọng yếu nhất chính là đối phó Xâm La Thập Điện, hai ngày sau chính là Nhật Thực. La Phù công chúa nói. Mọi người ở đây ầm ĩ, chỉ có Đông Phương Thiếu ngủ gà ngủ gật không biết đã chạy đi nơi nào, cái ghế đã trống trơn. Đây là không gian đặc thù trong Ngân Câu Phường. Chính là tầm bảo sư đỉnh cấp nhất mở ra, tồn tại ở thế giới này, nhưng lại ở không gian khác. Đây chính là không gian nhốt 8 yêu nữ tà tông, cho nên cường giả tà tông không tìm được nơi đây, bằng không cường giả tà tông đã sớm tới đây cứu người. Ngươi thật muốn đi. Thiên Toán Thư Sinh dẫn đường ở phía trước. Phong Phi Vân nói. Đắc tội La Phù công chúa, ta cũng không có nơi dung thân. Lại cười nói. Nếu như ta không đi. Chỉ sợ sẽ có người lại chết trong tay của ta. Cho dù Phong Phi Vân muốn giết người, cũng sẽ có người chủ động tìm tới cửa, hắn lưu lại sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Thiên Toán Thư Sinh ho khan hai tiếng, nói. Hai ngày sau chính là ngày Nhật Thực, ta rất hy vọng ngươi có thể đi Thánh Hồ nếu như có thể lưu danh trên Thánh Bia, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau này hãy nói. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến. Được rồi, ta nói đến thế thôi. Đúng rồi, tất chữ xuất cùng Tà Hồng Liên đã rời khỏi quận Tam Thánh. Thiên Toán Thư Sinh nói. Phong Phi Vân theo sát phía sau, cười nói. Thiên Toán Thư Sinh quả nhiên biết chuyện thiên hạ, không dậy nổi, không dậy nổi. Bắt lấy Tà Hồng Liên cũng không phải ý của ta, chính là mấy tên nửa bước cự kình thế hệ trước của Vạn Tượng Tháp quyết định, bọn họ đã tới Thiên Hoa Cổ Thành, chủ trì đại cục là bọn họ. Thiên Toán Thư Sinh thở dài một hơi. Phong Phi Vân giật mình, một đời tuổi trẻ tranh phong, thậm chí ngay cả thế hệ trước cũng chạy đến, chẳng lẽ sắp khai chiến toàn diện sao? Không nghĩ tới, Thiên Hoa Cổ Thành sợ sẽ xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Tất chữ xuất, Tà Hồng Liên, kỳ thật cùng tới từ một nơi. Thiên Toán Thư Sinh từ từ nói. Phong Phi Vân đã sớm đoán được, Thiên Toán Thư Sinh cùng tất chữ xuất nhất định là có quan hệ, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thứ nhất. Tất chữ xuất lấy bản đồ ra dê phân bố thi tà ở Nam Thái Phủ, nhất định là Thiên Toán Thư Sinh vẽ. Thứ hai, Phong Phi Vân tại Bán Đạp Sơn cưỡng hiếp Bạch Như Tuyết, chỉ có Phong Phi Vân, Nữ Ma, Bạch Như Tuyết ba người biết được,
tất chữ xuất căn bản không có khả năng thật sự ở đó, như vậy tin tức này để lộ ra ngoài, chỉ có thể nói rõ chính là thiên toán thư sinh suy tính ra, sau đó tất chữ xuất miệng rộng tuyên dương khắp nơi. Thứ ba, tất chữ xuất trộm dương giới chi vương huyết nhân thần bình, rõ ràng lâu như thế dương giới chi vương còn không có tới tìm hắn, chuyện này nói rõ có thiên toán thư sinh giúp hắn ngăn cách thiên cơ, cho dù dương giới chi vương cũng không thể suy tính ra tung tích huyết nhân thần bình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiên toán thư sinh cùng tất chữ xuất có quan hệ không tầm thường. Quan hệ giữa ba người rất phức tạp. Kỳ thật Phong Phi Vân biết ba người tới cùng nơi nào sao? Thiên toán thư sinh cũng không nói gì, Phong Phi Vân cũng không có hỏi. Hai người tiếp tục đi về phía trước càng lờ mờ, đi vào một không gian đá xám rậm rạp, vách tường như núi, điêu khắc huyễn vân, cấm pháp cùng trận pháp, một bước đi nhâm là tan thành mây khói. Trên bệ đá đỏ sẫm xa xa, một đám lão giả râu tóc hoa râm ngồi ở đó, bọn họ bất động như núi, giống như vĩnh viễn không thay đổi. Phong Phi Vân cảm giác được có thần thức quét qua người của mình, thập phần cường hoành, rất nhanh lại biến mất. Hai người một đường đi về phía trước, xuyên qua một khu rừng đá, đi qua một huyệt động, đi vào một hạp cốc đầy tinh thiết, tám yêu nữ tà tông bị nhốt ở đây. Đệ nhất mỹ nhân điện thứ ba Sâm La Điện, bích tiên tiên áo xanh như vẽ, tóc đen như thác nước, dáng người yểu điệu, nàng xếp bằng trên bình đài cổ hình tròn, nhìn thấy thiên toán thư sinh cùng Phong Phi Vân đi tới, lập tức bay vút tới, một cây thứ huyết châm đâm tới hai người. Nàng hận Phong Phi Vân thấu xương. 3. Trong không khí sinh ra màn nước, bích tiên tiên bị màn nước bắn ngược trở về, một lần nữa rơi vào bình đài tinh thiết. Phong Phi Vân nhìn nàng cười cười, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Những yêu nữ tà tông này giết người như ngóe, mỗi một người như bò cạp độc, xem nam nhân trong thiên hạ như đồ chơi, cho nên phải khiến các nàng si ngốc đau khổ mới được. Thất điện hạ điện thứ 7 Sâm La Điện Vạn Hương Sầm, bị thiên toán thư sinh bố trí cạm bẫy, lại có Yến Tử Vũ tự mình ra tay. Nhưng mà nàng suýt nữa đã đào thoát, cuối cùng nàng rơi vào ma thủ của tiểu tà ma. Vạn Hương Sầm được tự do hơn nhiều lắm, đang ở trong động phủ trên bầu trời, đứng ở cửa động phủ nhìn chằm chằm vào phạm vi vài trăm mét bên dưới, Phong Phi Vân cùng thiên toán thư sinh trong mắt nàng nhỏ như kiến. Thiên toán thư sinh, ngươi cho rằng có thể lừa gạt cả tà tông, trong tà tông cũng có tuyệt đại trí sư, nhất định đã biết được thủ đoạn của các ngươi. Vạn Hương Sầm nói. Vạn cô nương không nên tức giận, hai ngày sau các vị sẽ có thể rời khỏi Ngân Câu Phường, nhưng mà... Thiên toán thư sinh cung kính cúi đầu, lộ ra vẻ nho nhã lễ độ. Nhưng mà cái gì? Vạn Hương Sầm hừ lạnh nói. Đến lúc đó sẽ biết rõ. Thiên toán thư sinh không muốn trêu chọc điện hạ tà tông này, đối phương lai lịch không nhỏ, nếu như dẫn sát thần sau lưng nàng ra, phiền toái sẽ lớn lắm. Thiên toán thư sinh không có dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước, nhìn Phong Phi Vân nói. Những yêu nữ tà tông này đều có lai lịch lớn, tuy bắt giữ các nàng, nhưng mà không có chính thức tạo thành tổn thương với các nàng, bằng không sẽ chọc một đám lão ngoan đồng xuất hiện. Vạn Hương Sầm, rất không được, nghe đồn nàng là con tư sinh của động chủ thi động truyền thừa cổ xưa ở Bắc Cương, nếu thật sự nàng có cái gì, cho dù là cự kình cũng phải bỏ mạng trong 3 ngày. Tuy lai lịch bích tiên tiên không bằng Vạn Hương Sầm, nhưng mà cũng có ra ra là nửa bước cự kình, có địa vị cực cao trong điện thứ ba. Một đời tuổi trẻ tranh phong, tuy thế hệ trước không thể nhúng tay, nhưng nếu gặp phải người cực kỳ bao che khuyết điểm, vậy sẽ chọc chuyện lớn lắm. Thi động cổ xưa ở Bắc Cương xác thực khủng bố, Phong Phi Vân cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của cản thi nhân, đều không phải tầm thường. Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, vội vàng nói. Lục Ly Vi sẽ không có bối cảnh gì chứ? Bước chân thiên toán thư sinh dừng lại, nhìn qua Phong Phi Vân thật sâu, nhíu mày trầm tư một chút, nói. Nếu không ngươi thỉnh thần vương ra mặt, đi Phổ Đà Sơn cầu hôn, có lẽ dùng mặt mũi của thần vương sẽ có chuyển cơ. Phong Phi Vân hơi sững sờ. Nói đùa sao? Thiên toán thư sinh lắc đầu. Cả thần tấn vương triều có 3 người là trí sư đỉnh cấp, trong đó 1 người ở Cổ Cương Phủ, Phụng Thiên Bộ Cảnh Phong Đại Trí Sư, thứ 2 ở trên Phổ Đà Sơn. Người thứ 3 là ngươi. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh gật gật đầu. Phổ Đà Sơn rốt cuộc là nơi nào? Phong Phi Vân hỏi. Nghe nói qua Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung chưa? Thiên toán thư sinh nói. Tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, người gặp người sợ, người người sợ hãi, ngay cả mảng cự kình cũng dám mua, đã từng đỉnh phong một thời đại,
còn ám sát qua một vị tấn đế, nhưng mà lại thất bại. Phong Phi Vân làm sao không nghe qua tổ chức này chứ? Không, có một lần thành công. Thiên toán thư sinh nói. Cái gì? Phong Phi Vân vô cùng kinh ngạc, nói. Thế nhưng mà sách cổ ghi lại vị tấn đế này không chết trong tay Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, bởi vì tại thời đại đó không ai có thể giết được nàng, nàng là chết trong tay của mình. Thiên toán thư sinh lắc đầu nói. Đối với Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung mà nói, cũng không phải chỉ có thần binh linh khí có thể giết người. Nữ đế chết đúng là Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung gây nên. Thiên toán thư sinh có chút kiêng kỵ, trong ống tay bắn ra hào quang màu trắng, ngăn cách địa vực này, nói ra một đoạn bí tân. 2000 năm trước, nữ đế Long Khương Linh, kinh thái tuyệt diễm, đương thời vô địch, nhưng lại đột nhiên băng hà, chết trong đế cung, trở thành một đoạn bí sử không người nào biết, ai có thể ngờ tới trong đó lại có bóng dáng của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Trong hoàng gia có lẽ có lỗ thủng gì đó, nhưng bởi vì giữ gìn danh dự hoàng gia, chỉ có thể che giấu sự thật, không có người bình thường nào biết cũng là chuyện bình thường. Nói như vậy, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung nằm ngay trên Phổ Đà Sơn. Trái tim Phong Phi Vân đập mạnh, vận khí sẽ không đen như thế a, nếu như chọc một đám sát thủ đệ nhất thiên hạ, như vậy đúng là không có ngày tốt lành. Thiên toán thư sinh lại lắc đầu, nói. Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng phải nghe lệnh của Phổ Đà Sơn. Lại nói. Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Nhai Nô Đãi Tràng, chủ nhân chính thức sau lưng chính là người của Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân nghe xong có xúc động muốn thổ huyết. Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, không biết có bao nhiêu người hung ác kiếm cơm bên trong. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, là thiên hạ đệ nhất, nhưng thật sự không đơn giản chỉ là một tửu lâu. Thiên Nhai Nô Đãi Tràng là chợ giao dịch nô lệ lớn nhất, cả thần tấn vương triều mấy chục ức nô lệ, cơ hồ có một nửa nằm trong tay Thiên Nhai Nô Đãi Tràng. Phong huynh, người thế nào? Thiên toán thư sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Không có gì. Không có gì, chỉ cảm thấy giật mình mà thôi. Phong Phi Vân bình tĩnh cười cười. Tuy vị kia trên Phổ Đà Sơn bối phận còn cao hơn thần vương, nhưng mà có quan hệ không tầm thường với thần vương, nếu như thần vương ra mặt, việc này cũng không phải không thể giải quyết. Dùng thân phận thiên tài cấp sử thi của Phong Huynh, nếu thật sự muốn lấy Lục Ly Vi, vị đó của Phổ Đà Sơn không chừng sẽ đồng ý. Thiên toán thư sinh nói. Thế lực lớn trong tu tiên giới phức tạp có rất nhiều nhân vật cấm kỵ, thời điểm không vạch mặt thì đừng đắc tội. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rốt cục nhìn thấy Lục Ly Vi. Lục Ly Vi ngồi trong một cung điện trên bầu trời, đứng ngay trước cửa điện, tóc dài như sóng nước, gió thổi váy dài, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần ý cười yếu ớt, không hề tức giận như trong tưởng tượng. Nàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân cùng thiên toán thư sinh đi qua dưới cung điện. Đặc biệt là chăm chú vào Phong Phi Vân, cười càng đẹp hơn. Nhưng mà Phong Phi Vân đã thấy nụ cười kia của nàng, lại càng không thích ứng, nữ nhân này rất thông minh, nữ nhân thông minh cười đẹp như thế so với lúc độc ác còn khiến người ta tâm thần bất định hơn. Cũng không lưu nhiều, Phong Phi Vân cùng thiên toán thư sinh đã đi khỏi ánh mắt Lục Ly Vi, rốt cục đi tới nơi nhốt Tô Huyết. Phong Phi Vân đi ở phía trước, Tô Huyết đi ở phía sau, đã đi ra khỏi không gian đặc thù kia. Hai người từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Phong Phi Vân, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Rốt cuộc Tô Huyết cũng không nhịn được lên tiếng. Phong Phi Vân không đáp, tiếp tục đi về phía trước. Bá! Thân hình Tô Huyết khẽ động, xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân, thiết kiếm rời vỏ, hàn mang phun ra nuốt vào, chỉ vào yết hầu Phong Phi Vân, đôi mắt của nàng mang theo hàn quang. Đã đi ra khỏi cửa lớn của Ngân Câu Phường, Phong Phi Vân một chân đã vượt qua cửa. Phong Phi Vân ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói. Ngươi có thể đi. Tô Huyết nao nao, chợt trầm giọng nói. Ngươi bắt ta, hiện tại lại thả ta, rốt cuộc đánh chủ ý quỷ quái gì? Không có bất kỳ chủ ý quỷ quái gì cả, đừng ngăn đường của ta, chính mình nên đi đường của mình đi. Thân thể Phong Phi Vân lóe lên, đã đứng ở sau lưng nàng, đi tới phố cổ. Ngươi, đừng mơ tưởng bỏ ta lại. Tô Huyết nhíu mày, cái mũi cao cao nhăn lại. Cái cằm hếch lên, ngọc nhan đặc biệt. Nàng mặc một bộ hắc y, đường cong bó chặt, ngay cả bộ ngực no tròn bị nàng dùng lụa bao lại đè xuống, nhưng mà nó vẫn nhô lên hơi cao. Dáng người của nàng cao gầy, nhưng mà hai đùi quá ngắn, nàng đi sau lưng Phong Phi Vân. Trong mắt của nàng Phong Phi Vân giảo hoạt đến cực điểm,
mà ngay cả Lục Ly Vi dùng trí tuệ mà thành danh vẫn ăn thiệt thòi, giờ phút này thả nàng rời khỏi, làm cho nàng cảm giác có quỷ dị, cảm thấy Phong Phi Vân đang muốn tính toán nàng. Phong Phi Vân dừng bước lại, xoay người, cười nói. Ngươi lá gan thực không nhỏ, cũng dám đi theo ta, chẳng lẽ quên ta là ai? Hừ, Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ta là Lục Ly Vi cùng Bạch Như Tuyết sao, nếu ngươi dám tiến tới gần ta ba bước, ta cho dù không phải đối thủ của ngươi, bổn sự đồng quy vu tận bổn sự vẫn có. Tô Huyết nói chuyện, hàn khí bức người, trên đất đầy băng xương. Phong Phi Vân vẫn mỉm cười, đi tới gần nàng, hai bước, ba bước. Bá, một đạo kiếm quang chém vào đầu Phong Phi Vân, chém một giám tóc trên đầu Phong Phi Vân xuống. Kiếm của Tô Huyết rất đáng sợ, không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ nói hai chữ nhanh, hung ác. Phong Phi Vân lập tức dừng bước lại, cười nói. Là Tô Quân bảo ta cứu ngươi, hiện tại ngươi thỏa mãn chưa, trong nội tâm an tâm, có thể ra đi. Phong Phi Vân, ngươi lừa Lục Ly Vi được, ngươi có thể lừa được ta sao? Người trong thiên hạ người nào không biết quan hệ giữa ngươi và Nam Cung Hồng Nhan, Tô Quân hắn muốn giết Nam Cung Hồng Nhan, ngươi và Tô Quân rốt cuộc là địch nhân vẫn là bằng hữu. Tô Huyết thu hồi kiếm, khoanh tay đứng đó. Cái này, ngươi thật không tin. Phong Phi Vân nói. Ngươi nói nửa chữ cũng không đáng tin. Tô Huyết lạnh lùng nói. Vậy không có biện pháp. Phong Phi Vân tiếp tục đi về phía trước, Tô Huyết vẫn đi sau hắn, bảo trì khoảng cách ba bước. Phong công tử, chờ một chút, chờ một chút. Ngân Câu Phường chủ sự Đông Phương Tiếu đuổi theo, từ xa đã hô to. Nhân vật thần bí của Ngân Câu gia tộc mặt mũi tươi cười, bộ pháp trầm ổn, từ từ chào đón. Phong Phi Vân dừng bước lại, xoay người, cười nói. Đông Phương chủ sự, có gì muốn làm? Đông Phương Tiếu nói. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có nghi hoặc lưu lại trong lòng của ta. Muốn tìm Phong công tử giải thích nghi hoặc. Đông Phương chủ sự cũng có chuyện nghi hoặc sao? Phong Phi Vân cười nói. Phong công tử tương lai có tính toán gì không? Đông Phương Tiếu nói. Tô Huyết đứng ở đàng xa, ôm kiếm đứng đó, khinh thường lườm hai người bọn họ, quay mặt sang chỗ khác. Tùy ý nghe ngóng hành tung của người khác, chuyện này đương nhiên không lễ phép, nhưng mà Đông Phương Tiếu nói ra, lại có vẻ đặc biệt bình thường, không có nửa phần không thích hợp. Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, nói. Đông Phương chủ sự có ý gì? Đông Phương Thiếu híp mắt, nói. Nơi này không phải nơi nói chuyện, đi theo ta. Trong hồ lô lão hồ ly này bán thuốc gì? Phong Phi Vân mang theo lòng hiếu kỳ, lúc này đi nhanh theo Đông Phương Thiếu, cuối cùng đi vào quán rượu tốt nhất Thiên Hoa Cổ Thành, nơi này cũng là sản nghiệp của Ngân Câu Phường, Phong Phi Vân đã tới qua, cũng không xa lạ gì. Trong vòng 5 năm, thiên hạ sẽ sinh biến, quần hùng cũng lên, đại thế hàng lâm, Phong công tử có ý định gì với tiền đồ của mình không? Đông Phương Thiếu quen việc dễ làm, dẫn Phong Phi Vân tới một nhã các. Có hai thị nữ mặc quần áo trắng bưng bếp lò cùng vò rượu tới, đặt ở vị trí trương ương gian phòng. Bếp lò này do bùn đất luyện thành, vò rượu cũng là bình đất nung, nhưng mà rượu trong vò cũng đã gửi hơn 600 năm, bởi vì thời gian trôi qua, trong lúc vô hình đã bốc hơi chỉ còn một nửa. Hai thị nữ mỹ mạo đi tới, lại đi lên nấu rượu, tài nấu rượu không tầm thường. Đông Phương chủ sự, đây là tới mời ta uống rượu. Rượu này thật là thơm. Phong Phi Vân ngửi một hơi, hắn nghe được hương vị ngọt ngào, có chút giống mật ong, nhưng lại xen lẫn mùi rượu. Đông Phương Thiếu tươi cười, nói. Thật là rượu ngon, Hồng Hà Trần Nhướng, cũng chỉ có Ngân Câu Phường mới có thể mua được, ta đặc biệt mang tới. Phong công tử. Chính là thiên tài cấp sử thi, tiền đồ bất khả hạn lược, trong vòng 5 năm nhất định nhất phi trùng thiên, chẳng lẽ không có tính toán tiền đồ của mình sao? Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy dưới tầng lầu có một cô gái mặc áo đen đứng ôm kiếm dựa vào cột trên phố cổ, canh giữ cửa quán rượu, lúc này ngẩng đầu nhìn qua Phong Phi Vân, sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó rời mắt sang hướng khác. Nàng không có đi. Phong Phi Vân mỉm cười, nhân tiện nói. Thì ra Đông Phương chủ sự cũng là người yêu rượu, chỉ sợ chân tàng không ít hảo tử a. Sắc mặt Đông Phương Tiếu không thay đổi, cười nói. Hảo tử tự nhiên còn nhiều, rất nhiều, nếu như có một ngày Phong công tử đi Long Hồ, đó mới là nơi hảo tử nhiều như biển. Vạn tượng tháp quá mức trung lập, cũng không phải nơi kiêu hùng ở lâu, loạn thế vừa đến, vạn tượng tháp có lẽ sẽ biến thành cái xác không.
nếu không mưu đồ đường lui cho mình sớm, thiên hạ anh kiệt tranh phong sẽ phải nằm dưới đất vàng. Phong Phi Vân nhìn qua lò lửa nấy rượu, tránh trả lời chính diện với Đông Phương Thiếu, nói. Đông Phương chủ sự tại Ngân Câu gia tộc địa vị không thấp a. Đông Phương Thiếu vuốt râu, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là chân chạy. Đông Phương chủ sự kiến thức phi phàm, làm sao có thể chỉ là chân chạy chứ? Phong Phi Vân nói. Đông Phương Thiếu ngẩng đầu lên, dạo bước vài vòng, sau đó nói. Phong công tử gan dạ sáng suốt cũng là người tài trí, chẳng lẽ không nhìn ra tình thế trước mắt? Lần này mời Phong công tử cho dù như thế nào cũng phải trả lời chính diện. Phong Phi Vân trầm tư một lát, nói. Được rồi, nếu Đông Phương chủ sự đã nói rõ như thế, ta đây cũng không hề đi vòng vèo. Tuy Vạn Tượng Tháp chính là thiên hạ đệ nhất thánh địa, nhưng chỉ là nơi thiên tài tuấn kiệt trong thiên hạ tụ tập mà thôi. Một khi thiên hạ đại loạn, cách cục của tu tiên giới sẽ bị đánh phá. Những tuấn tài này sẽ rời khỏi Vạn Tượng Tháp, quay về gia tộc chính mình, tiên môn, quốc gia, cái gọi là thiên hạ đệ nhất thánh địa sẽ lập tức biến thành cái xác không. Đông Phương Thiếu gật gật đầu. Phong Phi Vân lại nói tiếp. Lần này Vạn Tượng Tháp tranh phong với Tà Tông, kỳ thật cũng là nhiều thế lực giao phong vô hình mà thôi, dù sao tiên môn cao cấp nhất đã thật lâu không có chính thức phát sinh đại chiến, mọi người không có hiểu rõ thực lực chân chính của nhau, chỉ có mượn nhờ giao phong này thăm dò thực lực của đối phương, cho rằng làm chuẩn bị cho loạn thế không lâu sau. Đông Phương Thiếu gật gật đầu khen ngợi, nói. Vạn Tượng Tháp trăm tháp chi chủ, kỳ thật có thể nói tới, đều là nhân vật đỉnh cấp của thế lực lớn. Lần này Vạn Tượng Tháp giao phong với Tà Tông, thật là đạt được chủ thượng mấy phương thế lực ngầm đồng ý, người trẻ tuổi có thể nhìn ra được điểm này, không quá 5 người. Nếu thật sự tình huống là như vậy không lâu sau sẽ có va chạm càng thêm kịch liệt, nói không chừng tu sĩ thế hệ trước sẽ ra tay. Phong Phi Vân nói. Đông Phương Thiếu trầm mặc, lại cười lên ha hả. Phong Phi Vân cũng cười cười. Hai thị nữ đã nấu rượu xong, lúc này rót rượu ra chai nhỏ. Hai người nâng chén nhỏ lên, uống rất vui vẻ. Sau khi Đông Phương Thiếu uống chén rượu, thần sắc nghiêm túc, nói. Phong công tử, không bằng trả lời thẳng ta đi. Phong Phi Vân đặt chén rượu xuống, cười nói. Nói cái gì chứ? Sau khi Bách Tháp bảng mới sẽ xuất hiện, có tính toán gì không? Đông Phương Thiếu sợ Phong Phi Vân tiếp tục quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ vấn đề, lại nói. Tuy thần vương đức cao trọng vọng, tại thần Tấn Vương Triều có được địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng lại có mấy trăm năm không hỏi chuyện triều chính, rất nhiều thân tín đã bất hòa, dòng chính nắm giữ trong tay cũng không nhiều. Phong Phi Vân vẫn tận lực lãng tránh vấn đề này, nhưng mà Đông Phương Thiếu hiện tại đã ép hắn, giờ phút này muốn lảng tránh cũng đã không thể, vì vậy nói. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ sẽ kế thừa tước vị thần vương, thầm nghĩ một lòng tìm kiếm thiên đạo. Đông Phương Thiếu lắc đầu, nói. Đại thế không thể nghịch, con người đứng trong dòng nước, người không tiến về phía trước, cũng sẽ bị dòng nước đẩy về phía trước. Bỗng nhiên hắn cười lớn, hỏi. Phong công tử, cho rằng đương kim đại thế, từ tổng thể thần Tấn Vương Triều mà nói, có thể trở thành người đánh cờ, là người nào? Phong Phi Vân chớp mắt, cười nói. Thần Tấn Vương Triều thành lập đất nước hơn 6.000 năm, trong hoàng tộc nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tích lũy phong phú, nội tình không thể diễn tả bằng lời. Có thể nói rõ ai là người đánh cờ đây? Hoàng tộc Long gia thật là gia tộc thiên kiêu, cơ hồ mỗi thời đại đều có thiên tài cấp sử thi xuất thế, nội tình xác thực đáng sợ, có một người đánh cờ, nhưng mà cũng không thể coi là người đánh cờ lớn nhất. Định dịch là kỳ thủ, nhưng nói rõ là người đánh cờ thì rõ nghĩa hơn. Đông Phương Thiếu nói. Phong Phi Vân gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại nấu rượu luận thiên hạ, rất nhiều lời lẽ đại nghịch bất đạo, nhưng mà gian phòng trang nhã này Đông Phương Thiếu đã bố trí kết giới, mỗi câu mỗi chữ của bọn họ khó có khả năng tiết lộ ra ngoài. Tuy hoàng tộc Long gia nội tình cường thịnh, có thể đánh cờ thiên hạ, bát phủ chi chủ, 18 thiên hầu, đều là nhân trung Long Phượng. Nhưng hiện tại có xu thế quần Long Phệ Thiên, Long Hoàng nhất tộc nhất định phải thừa nhận thiên hạ anh kiệt trung phạt, tuy nhìn như cường thịnh, nhưng mà gặp phải hung hiểm lớn nhất, không cẩn thận sẽ lật úp. Phương Đông chậm rãi nói ra, trong lời nói không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Thị nữ lại bưng vò rượu lên, rót hai chén nóng bỏng, phóng tới trước mặt hai người. Các nàng thật giống như người bị câm, đã không nói lời nào, cũng không nghe nói chuyện. Tà Tông thế lực khổng lồ, cường thế xuất thế,
một đời tuổi trẻ lại có thể cường thế áp chế các anh kiệt vạn tượng tháp, tích lũy hơn 1.000 năm, hôm nay nội tình cũng bành trướng không biết bao nhiêu người, đây xem như người đánh cờ sao. Phong Phi Vân nói, không hẳn vậy, không hẳn vậy. Đông Phương Tiếu Hào tình vạn trượng, chỉ điểm Giang Sơn, nói. Tà Tông chia làm một điện, hai núi, ba vực, một điện đương nhiên là chỉ, Xâm La Điện, hai núi chỉ là, Phổ Đà Sơn, Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, ba vực chính là Cửu U vực, Ám vực, Vô Sinh vực. Người nói Tà Tông, cũng chỉ là Xâm La Điện, trước khi Xâm La Thập Điện phân liệt, thật sự là thiên hạ đệ nhất Tà Tông, có thể lực áp Phổ Đà Sơn cùng Âm Dương Lưỡng Giới Sơn. Nhưng mà 2.000 năm trước điện chủ Xâm La Điện, Phong Hoàng, mất tích thần bí, trong 200 năm ngắn ngủi Xâm La Điện nội loạn 13 lần, mỗi một lần đều máu chảy thành sông, quả thực nguyên khí đại thương, nhất là sau khi Tà Tông phân liệt thành 10 điện. Hiện tại Xâm La Điện, một mình một điện, đừng nói còn kém Phổ Đà Sơn cùng Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, ngay cả ba vực còn không bằng. Đông Phương Thiếu uống một ly, lại nói. Nhưng mà Xâm La Thập Điện trải qua hơn 1.000 năm tĩnh dưỡng. Nguyên khí khẳng định đã khôi phục không ít, nếu như xuất hiện nhân vật như Phong Hoàng, nhất thống Xâm La Thập Điện, như vậy cũng là người đánh cờ mạnh mẽ. Thế lực Tà Tông không ngờ phức tạp như vậy. Xâm La Điện đã từng là thiên hạ đệ nhất Tà Tông, thiếu một ít nhất thống cả Tà Đạo, 12 đại Tà Công danh chấn thiên hạ. Lục Ly Vi sở dĩ được đưa tới Xâm La Điện tu luyện, kỳ thật cũng không kỳ quái. 2.000 năm trước nữ đế thiên uy chấn thế, thiên hạ anh hùng cúi đầu. Cũng chỉ có Phong Hoàng là có thể tranh hơn thua với nữ đế, nhưng mà Phong Hoàng xuất thế sau nữ đế 100 năm, hai người nếu sinh ra cùng thời đại, có lẽ sẽ trở thành địch nhân của nhau. Nhưng mà nhân vật như Phong Hoàng quá khó xuất thế. Phong Phi Vân từng trong sách cổ ghi lại không ít về Phong Hoàng, sau khi nữ đế chết, chỉ qua 80 năm, Phong Hoàng cũng mất tích thần bí, một đời Tà Tông Thánh Hoàng cũng chỉ lưu lại truyền thuyết vô địch mà thôi. Như vậy Phổ Đà Sơn, Âm Dương Lưỡng Giới Sơn có thể xem là người đánh cờ không? Phong Phi Vân nói. Đông Phương Thiếu lắc đầu, nói. Phổ Đà Sơn dưới trướng có Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Nhai Nô Đãi Tràng, thế lực không thể nói không khiến người ta sợ hãi, nhưng mà vị đó của Phổ Đà Sơn có sâu xa lớn lao với Long Gia, cho dù quần Long Vệ Thiên, chỉ sợ Phổ Đà Sơn cũng không đi phân một chén canh. Về phần Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, chỗ đó chính là cửa ra vào âm giới cùng dương giới, phàm là dương giới tam dị cùng âm giới tam tà tiến vào tu tiên giới, đều quy Âm Dương Lưỡng Giới Sơn quản, nếu là âm dương hai giới bất loạn, Âm Dương Lưỡng Giới Sơn cũng không tham dự vào phân tranh thiên hạ. Phong Phi Vân càng ngày càng cảm thấy Đông Phương Tiếu này không đơn giản, chuyện thiên hạ có thể biết được một hai phần, kiến thức rộng rãi, quả thực không có bao nhiêu người theo kịp. Hắn cũng chỉ là chân chạy của Ngân Câu gia tộc, đây mới là chuyện lạ. Bắc Minh gia tộc với tư cách một trong thiên hạ tứ đại tu tiên môn phiệt, người cầm đầu gia tộc tu tiên này có thế lực trải rộng triều đình, môn nhân vô số, trong thần vũ quân có ba phần thế lực thuộc về dưới trướng Bắc Minh gia tộc. Có thể xem là người đánh cờ hay không? Phong Phi Vân nói. Đông Phương Thiếu trầm tư, dứt khoát nói. Tính toán, nhưng mà Bắc Minh gia tộc thế lực đều tập trung ở trên triều đình, thế lực trong tu tiên giới bạc nhược yếu kém tới cực điểm, cho nên hơi quá sức một chút. Hơn nữa tính ỷ lại vào thần tấn vương triều rất mạnh. Nhưng mà luận thế lực trên triều đình, Bắc Minh gia tộc có thể so sánh với Long gia sao? Phong Phi Vân bưng chén rượu lên, cười nói. Như vậy Đông Phương chủ sự cho rằng, người đánh cờ thiên hạ chân chính là ai? Đông Phương Thiếu nói. Phong công tử có nghe qua Nam Thái Phủ chưa? Phong Phi Vân gật gật đầu. Tuy Nam Thái Phủ chính là một trong 8 vương phủ của thần tấn vương triều, nhưng lại chiếm một góc. Xem như Nam Man hoang địa, căn bản không thể so sánh với Hoàng Phủ, địa tử phủ những quái vật trung nguyên, diện tích địa vực lại nhỏ, đại địa linh mạch càng kém quá nhiều. Nếu có một ngày ngươi đi tới Nam Thái Phủ, mới biết thế giới này thật sự còn có nơi như vậy. Đông Phương Thiếu nói, trong mắt của ta, thiên hạ này người có tư cách đánh cờ, cũng chỉ có Hoàng tộc Long Gia, Nạp Lan Sơn Khuyết, Xâm La Điện, Bắc Cương Phủ mấy thi động truyền thừa cổ xưa, Ngân Câu gia tộc, Bắc Minh gia tộc. Tây Việt gia tộc, còn có địa tử phủ mấy tiên giới cổ xưa, Tà Tông Tam Vực cũng miễn cưỡng được tính là người đánh cờ, còn có hơn 10 thế lực hơi yếu, nhưng mà tư cách tranh giành thiên hạ lại quá nhỏ bé. Thế lực tu tiên rắc rối phức tạp, vượt qua Phong Phi Vân tưởng tượng, một thần tấn vương triều đã cho người ta cảm giác ngọa hổ tàng long.
Đông Phương Tiếu chỉ nói tới những thế lực tu tiên đi lại trên thế tục, còn có mấy thế lực đã vượt qua thế tục, chỉ cầu tiên giới, không hỏi thế sự. Nếu như thiên hạ thật sự đại loạn, truyền nhân của bọn họ sẽ xuất thế. Phong Phi Vân cười nói. Như vậy Đông Phương chủ sự cho rằng ai mới là người đánh cờ lớn nhất? Đông Phương Tiếu mỉm cười cúi đầu, nói. Lời này hiện tại ta vẫn không nói, đợi đến lúc thiên địa biến thiên, tự nhiên sẽ nhìn thấy rõ ràng. Đây là bộ dáng chậm rãi như lão hồ ly, nhưng thời khắc mấu chốt lại bắt đầu giả ngẩn ngơ lừa đảo. Phong công tử, chính là nhân trung long phượng, sử thi nhân kiệt, cảm thấy Ngân Câu gia tộc ta như thế nào? Đông Phương Thiếu cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề hạch tâm của buổi nói chuyện lần này. Đây cũng là mục đích lớn nhất hắn mời Phong Phi Vân đến uống rượu. Cái này, tốt, Ngân Câu gia tộc Phú Khả Địch Quốc, đúng là rất tốt. Phong Phi Vân cũng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đông Phương Thiếu nhíu mày, thấp giọng nói. Nếu Phong công tử tận lực lảng tránh vấn đề này, như vậy xem như người nào đó chưa từng hỏi qua. Chỉ có thần đô thật tốt, chỗ đó mới thật sự là tu tiên thánh địa, Phong công tử nếu đi tới thần đô, nhất định phải tới Long Hồ làm khách. Phong Phi Vân tự nhiên gật đầu xác nhận. Đông Phương Thiếu mỉm cười. Giống như có lời gì muốn nói, nhưng mà trong lòng đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, cuối cùng nhất không có nói lời muốn nói, sau đó cười ha hả phất áo rời đi. Két! Đông Phương Thiếu đóng cửa lại, đã đi. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm nghị, lại đưa chén rượu lên uống, tự nhủ. Thiên hạ đại sự có quan hệ gì tới ta, thần tấn vương triều, đây cũng chỉ là một góc của thiên hạ mà thôi. Đông Phương Thiếu hơi thất vọng, cảm thấy Phong Phi Vân ánh mắt không đủ cao xa. Đại thế tương lai đã tới, nhưng mà hắn làm sao hiểu đại thế trong lòng Phong Phi Vân cơ chứ? Phong Phi Vân ở lại trong tử lâu, tiếp tục luyện hóa ba gốc linh thảo, lại mở ra 30 mệnh huyệt, hiện tại cộng lại chính là 186 mệnh huyệt. Tại Ngân Câu phường hắn lấy được 9 gốc linh thảo, luyện hóa ba gốc, còn thừa 6 gốc, chỉ cần tốn thêm 2 ngày là có thể mở ra 60 mệnh huyệt, đến lúc đó tu vị sẽ tăng lên thật lớn. Thời gian trôi qua, sáng sớm sương mù bao phủ. Thu hồi 6 gốc linh thảo lại, Phong Phi Vân lại ra khỏi quán rượu, vừa đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy ở đối diện có một thân ảnh áo đen đang đứng. Nàng vẫn đứng thẳng ở nơi đó, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng nhúc nhích qua, vẫn đang ôm kiếm, ánh mắt lạnh giá nhưng càng sắc bén hơn. Trên người nàng có kiếm ý, phàm là cách nàng ba bước đã có thể cảm giác được hàn khí đông lạnh huyết dịch người ta. Đêm qua nàng vẫn đứng lẻ loi một mình ở góc đường, kẻ có ý đồ muốn đánh chủ ý lên nàng đã biến thành tử thi. Nàng dung nhan khuynh thành, lãnh diễm tuyệt sát, không ngờ đứng đó một đêm, rất nhiều tu sĩ đi qua lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cô gái này, nhưng lại không người nào dám tiến lên một bước, trên mặt đất có vết máu, làm cho lòng người sợ hãi. Này, ngươi còn chưa đi sao? Phong Phi Vân trêu chọc nói ra. Tô Huyết hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đi đến cửa thành phía bắc, Tô Huyết lại đi theo hắn. Đại sự kiện, đêm mai là nhật thực, Ngân Câu phường sắp sửa cử hành một hồi đấu giá cỡ lớn. Hôm nay đã sớm nghe nói qua, Phong Đại Ngưu bắt Xâm La Điện 7 yêu nữ, sắp sửa tiến hành đấu giá công khai, cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thể tham gia. Không ngờ dám đấu giá 7 yêu nữ, xem ra sắp sửa đắc tội không ít người a. Đắc tội bao nhiêu người, đó là chuyện của Phong Đại Ngưu, không liên quan tới Ngân Câu Phường. Ngân Câu Phường chỉ là nơi cung cấp đấu giá mà thôi, cho dù là người Xâm La Điện cũng phải ra bài theo quy củ, không thể quấy rối Ngân Câu Phường. Đêm mai chính là đại chiến Thánh Hồ, hiện tại Ngân Câu Phường lại cử hành đấu giá liên quan tới Tà Tông, sao ta nghe ra hương vị âm mưu trong đó thế? Đêm mai đại chiến Thánh Hồ là không tránh khỏi, người Xâm La Điện lại tụ tập ở Ngân Câu Phường. Nếu như thật sự để 7 yêu nữ bị người khác mua đi, tương lai Xâm La Điện có thể đứng chân trong tu tiên giới sao? Nói đúng, xem ra đêm mai sẽ có trò hay trình diễn tại Ngân Câu Phường, người Xâm La Điện muốn mua 7 yêu nữ về, chỉ sợ phải xuất huyết nhiều. Tại Thánh Hồ xuất hiện biến hóa, nói không chừng có người sẽ thừa cơ đi lưu danh a. Sau khi tin tức này truyền đi, rất nhanh truyền khắp cả Thiên Hoa Cổ Thành, cơ hồ tất cả tu sĩ đều chấn động. Thậm chí có người dám ngang nhiên mang 7 yêu nữ của Xâm La Điện ra đấu giá, Phong Đại Ngưu đã triệt để đắc tội với một nửa tu tiên giới. Nhưng mà có bao nhiêu người biết được, kỳ thật Phong Đại Ngưu chỉ là một vỏ bọc. Đây là thế giới băng thiên tuyết địa,
ra khỏi Thiên Hoa cổ thành càng có nhiều gió tuyết, 10 vạn non sông đã phủ một màu trắng xóa. Phong Phi Vân, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Tô Huyết đi theo Phong Phi Vân ra khỏi Thiên Hoa cổ thành, hơn nữa còn đi về hướng bắc, càng đi càng xa. Ta thích đi đâu thì đi, ngươi quản được ta sao? Phong Phi Vân cười cười, bộ pháp càng lúc càng nhanh, trên mặt tuyết không có lưu chút dấu vết nào. Tô Huyết vốn tưởng rằng Phong Phi Vân sẽ không rời khỏi Thiên Hoa cổ thành, cho dù muốn rời khỏi cũng phải sau đấu giá hội đêm mai, nhưng mà Phong Phi Vân bây giờ đã rời khỏi Thiên Hoa cổ thành mấy trăm dặm, dọc theo cổ đạo mờ mịt, tiếp tục đi thẳng về hướng bắc. Lần này đi một ngày, tốc độ của Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh, có khi vừa bước ra cũng đã đến vài trăm mét, thân ảnh nhanh tới tận cùng. Tô Huyết theo sát phía sau hắn, cũng càng ngày càng cố hết sức, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng mà nàng vẫn đi theo Phong Phi Vân, Phong Phi Vân đi tứ ước nàng bộ dáng thong dong nhàn nhã, nhìn qua rất đáng giận. Trên đường đi, bọn họ gặp nhiều tu sĩ, nhưng mà bọn họ cũng chỉ nhìn thấy hai thân ảnh xẹt qua mà thôi, trong lòng đang suy đoán mình gặp được hai tiền bối cao nhân. Ngày hôm nay Phong Phi Vân lại luyện hóa 3 gốc linh thảo, trong thân thể đã mở 216 mệnh huyệt như thần kiều, kết nối đan điền và thiên địa, thân thể câu thông với thiên địa càng ngày càng tự nhiên. Thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau, sương mù màu tím hiện ra ở chân trời, khí tiếp vân hà, Phong Phi Vân xuyên qua rừng hoang, rốt cục đi tới bờ Thánh Hồ. Trong vùng đất bằng phẳng này, hai ngọn núi đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, nguy nga mà đại khí. Hai ngọn núi này trường tồn từ xưa tới giờ, một ngọn ở phía đông Thánh Hồ, một ngọn ở phía tây Thánh Hồ, giống như hai cự nhân chống trời bảo hộ thánh bia vào giữa. Trên đỉnh núi phía đông tên là Chiêu Mộ Phong. Đỉnh núi có một tòa chiêu mộ quan. Trên đỉnh núi phía tây có tên là Tịch Thần Phong, trên đỉnh núi có Tịch Thần Miếu. Một quan một miếu này nổi tiếng cả quận Tam Thánh, có rất nhiều người nổi danh cổ xưa tá túc trên hai nơi này, trên đỉnh núi có rất nhiều di tích cổ, những đại hiền lưu danh trên thánh bia cũng đã lưu lại nhiều dấu chân tại đây. Đêm nay chính là nhật thực, tuy tại Thiên Hoa cổ thành đấu giá hội hấp dẫn vô số tu sĩ, nhưng mà nơi này vẫn có nhiều tu sĩ ẩn hiện. Bá. Phong Phi Vân thân như chim én, mỗi một bước đạp lên vách đá đi rất xa, tiến lên Tịch Thần Phong. Tịch Thần Phong cao 8 vạn mét, bị băng tuyết bao trùm, đã có một ít thực vật đặc thù, cũng không sợ giá lạnh, sinh trưởng trên vách đá hiếm trở, cây cối ở đây có lá màu tím, còn có dây leo màu đỏ. Trên đỉnh núi có một gốc cổ mộc ngàn năm, gió mạnh thổi tới, thổi tuyết đọng trên cổ mộc rơi xuống, lộ ra nhiều lá xanh, trong nơi giá lạnh này vẫn không diệt tuyệt sinh cơ. Trong rừng có rất nhiều tượng Phật, đều là kim loại cứng rắn mài thành tượng Phật, sợ rằng có mấy trăm pho tượng đã chôn sâu ở trong đất bùn, không sợ gió lạnh thổi qua. Phong Phi Vân mang theo thần sắc thành kính đi lên núi, hắn nhìn thấy cổ miếu trong rừng tượng Phật, cảm giác tang thương chạy thẳng lên đầu. Những thiên kiêu của Xâm La Thập Điện bị chuyện ở Thiên Hoa cổ thành cuốn thân, đêm nay không thể tham gia cuộc chiến vạn tượng tháp cùng Xâm La Điện tại Thánh Hồ, chỉ sợ sắp sửa kéo dài thời hạn. Trong mơ hồ nghe được tiếng người trong cổ miếu truyền ra. Phong Phi Vân cũng không có tiến vào cổ miếu, mà là vượt qua cổ miếu, đi lên đỉnh Tịch Thần Phong, đứng trên vách đá cao chọc trời, bàn tay đánh ra một trường, biển mây sương khói lượn lờ tản ra, hiển lộ khung cảnh Thánh Hồ bên dưới. Đứng trên đỉnh, nhìn qua thánh bia cao 33 trượng, thật giống như hòn đá nhỏ lóng lánh tỏa sáng nhàn nhạt. Quả nhiên có chút kỳ diệu, cúi xem thánh bia, nó không giống thánh bia. Ngược lại giống cái đĩa hình tròn. Cũng chỉ đứng ở nơi cao mới nhìn thấy toàn cảnh thánh bia. Phong Phi Vân khoa tay múa chân, cảm giác trên đỉnh thánh bia có khắc đường vân, nhưng lại bị lực lượng nào đó ngăn cách, không cách nào xem thấu. Tô Huyết ôm kiếm đứng dưới gốc cây cổ mộc, từ xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, bên tai nghe được Phong Phi Vân nói thầm cái gì đó, nhưng không cách nào nghe rõ. Tên này đang giở trò gì? Đột nhiên một bóng người màu đen bay vút qua trước mặt Tô Huyết, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ ảnh. Cạc cạc, trong nơi băng thiên tuyết địa này đều có thể gặp được người đẹp như thế, thật sự là duyên phận a hát. Một giọng nói vang lên, bóng người hiện ra. Tô Huyết vẫn đứng thẳng nơi đó, tóc dài màu đen, bị gió thổi tung bay như lá liễu, đôi mắt băng hàn không mang theo nửa điểm cảm tình. Ngươi muốn chết sao? Tính tình rất nóng, ta thích. Ta chưa từng thử cảm giác ngủ với nữ nhân trong băng tuyết, cũng không biết tư vị thế nào, ha ha ha. Một đạo âm phong bay qua cổ mộc, bàn tay trắng hiếu duỗi ra khỏi cổ mộc,
chế trụ một cánh tay của Tô Huyết. Bành! Thân cây 2 mét vỡ vụn ra, một thi tà mặc quần áo màu tím hiện ra, làn da thi tà này trắng bệch, lưu động ánh sáng tím nhàn nhạt, giống như tử thiết, trên trán còn mang theo phù lục màu tím. Ngao! Thi tà phát ra tiếng thét dài, trong mắt mang theo hào quang màu xanh. Xoát! Kiếm quang lóe lên, cánh tay trắng hếu của thi tà bay ra ngoài, bị kiếm khí cắn nát thành thịt nát, rơi trên mặt đất. Cánh tay thi tà bị đứt gãy, lại thét dài một tiếng, chỗ đứt gãy có hào quang bao phủ, vô số linh khí hội tụ vào cánh tay cụt, sau đó cánh tay sinh ra. Bắc Cương cản thi thuật. Ánh mắt Tô Huyết khinh thường, không thấy nàng ra tay, nhưng lại có một bóng kiếm bay ra, trực tiếp chém thi tà thành hai nửa, ngay cả phù lục trên trán của hắn cũng bị chém đứt. Lần này thi tà không thể bò dậy, đã chết được không thể chết lại, ngay cả thi cung cũng bị chém nát, tàn thân chìm vào trong tuyết. Dám hủy chiến thi của ta, tiểu tiện nhân, hôm nay nếu không chơi ngươi chết đi sống lại, ngươi không biết lợi hại của tử minh thi động của chúng ta. Thân thể từ đào lao tới, ăn mặc cản thi bào màu tím, trên người có một cổ tử khí bao phủ, sắc mặt tái nhợt dọa người. Chiến thi này sau khi từ đào đi vào Nam Thái Phủ, thật vất vả mới tế luyện ra được, nhưng lại bị Tô Huyết một kiếm miểu sát, hắn làm sao không đau lòng. Không biết sống chết, Tô Huyết tay cầm chuôi kiếm. Thân thể khẽ động, bay ra như thiểm điện, kiếm quang lóe lên, trên cổ từ đào lưu lại vết máu thật sâu, thiếu chút nữa một kiếm chém bay đầu hắn. Thế mạng khôi lỗi, a hát, ngươi thế mạng được mấy lần? Tô Huyết giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ở xa xa có một thi tà té xuống, đầu và cổ ở riêng, chính là từ đào sử dụng thế mạng khôi lỗi, nếu thi tà không chết, kẻ chết chính là hắn. Nữ nhân này ra tay đủ cay và hung ác, từ đào nghĩ tới lại sợ. Sờ lên cổ một cái. Tô Huyết đánh tới, từ đào vội vàng chạy trốn, tay phải cầm cẩn thi linh, trong đống tuyết không ngừng có thi tà bay ra công kích Tô Huyết, nhưng mà những thi tà này không thể ngăn được kiếm của Tô Huyết. Kiếm của Tô Huyết thật sự đáng sợ, một đường đuổi theo, chỉ còn lại tàn thi của thi tà. Nàng quả thật còn đáng sợ hơn cả thi tà. Tiểu nương, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha mạng cho ta. Từ đào nhanh chóng chạy trốn. Cảm giác sau lưng có sát ý bài sơn đảo hải, từng tiếng kiếm ngân khiến hắn sởn tóc gáy. Phong Phi Vân giống như không biết sau lưng xảy ra chuyện gì, chỉ đứng ở vách đá, ánh mắt cẩn thận cúi nhìn thánh bia, đã tìm ra một ít mánh khóe, Khí tức này gần giống tế đàn cổ xưa trên bán đạp sơn, chẳng lẽ thánh bia này có liên hệ với tế đàn kia sao? Thánh bia trong thánh hồ và tế đàn trên bán đạp sơn đều là trên trời rơi xuống. Nhưng mà cũng không có ghi lại chúng đồng thời bay xuống hay không, cho nên cũng không có ai đi khảo cứu chúng có liên quan hay không. Phong Phi Vân nhìn thấy tế đàn vận chuyển, lúc ấy lưu vào trí nhớ quy luật vận chuyển của đám đá kia, cảm giác có đường vân giống như thánh bia, nếu có thể thấy rõ đường vân là gì, có thể hiểu rõ về chúng. Đêm nay có nhật thực là cơ hội hiếm thấy. Phong Phi Vân tiếp tục tâm vô tạp niệm, quan sát thánh bia. Tô Huyết muốn giết một người. Há dễ dàng để người đó trốn đi như thế, đã có hơn 30 bộ thi tà chết dưới kiếm của nàng, đuổi theo từ đào tới gần cổ miếu. Cứu mạng A Hát, cứu mạng A Hát. Từ đào tiến vào trong tịch thần cổ miếu. Trong cổ miếu có âm thanh cá gỗ và Phật đăng lóe lên. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Thân ảnh Tô Huyết lóe lên, liền rút kiếm đuổi vào tịch thần cổ miếu, không tốt, chân còn chưa chạm đất đã vội vàng rút về. Nhưng mà đã chậm. Bành. Cửa miếu đột nhiên đóng lại, cửa sổ khép lại toàn bộ, một đám thi quan màu tím hiện ra, hóa thành một trận bàn to lớn, lơ lửng trên cổ miếu, phong tỏa không gian nơi này. Tiếng cười của từ đào tiếng truyền ra trong cổ miếu. Ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Chỉ muốn dẫn ngươi mắc câu thôi. Trong cổ miếu có âm thanh khác, không chỉ có một mình từ đào, tiếng cười tục tằng vang vọng. Từ đào. Thực sự tại nơi chim không thèm ỉa này có thể tìm ra nữ nhân xinh đẹp như thế, thật sự là phúc của mọi người. Nữ nhân này rất lợi hại, còn phải làm phiền mấy sư huynh chữ địa giúp đỡ. Từ đào cười nói. Không sao, ta ở trong thi động mang theo chiến thi thiên mệnh nhất trọng, đủ để chế phục nữ nhân này. Một tên cản thi nhân chữ địa nói ra. Ta cũng mang theo một xác ướp cổ thiên mệnh nhất trọng, hôm nay chúng ta trong Phật đường này làm một ít chuyện khoái hoạt. Lại có một cản thi nhân chữ địa cười nói. Không nghĩ tới nữ tử ở Nam Thái Phủ đúng là xinh đẹp, Bắc Cương Phủ chúng ta muốn tìm được mỹ nhân như thế, thật sự là khó hơn lên trời,
may mắn Sở Cực Bắc sư huynh chữ Thiên không ở đây, bằng không làm gì có chuyện tốt cho chúng ta. Trong cổ miếu truyền ra tiếng cười dâm đãng, cửa sổ đóng chặt, không biết bên trong tụ tập bao nhiêu đệ tử Tử Minh thi động muốn bắt sống Tô Huyết. Thánh bia trong thánh hồ và tế đàn cổ xưa trên bán đạp sơn có liên hệ kỳ diệu, quan hệ giống như mặt trăng và quần tinh vây quanh. Cũng chỉ có đứng trên đỉnh Tịch Thần Phong mới có thể nhìn thấy tòa cảnh thánh bia, mới nhìn ra mánh khóe. Phong Phi Vân dùng tiểu diễn chi thuật thôi diễn, muốn trước khi trời tối tìm hiểu ra bí ẩn của thánh bia. Mà lúc này trong cổ miếu đã có đại chiến ngập trời. Tòa cổ miếu này đã không có tăng nhân thủ hộ từ lâu, bị đệ tử Tử Minh thi động chiếm lấy, Tô Huyết hiện tại đã chém 3 tên chữ Huyền dưới kiếm, nằm dưới chân tượng Phật. Máu tươi ửng đỏ bao phủ mặt đất, nhuộm đỏ tượng Phật. Tô Huyết một thanh thiết kiếm quét ngang tại chỗ, kiếm khí chém trọng thương mấy tên đệ tử Tử Minh thi động. Kiếm quyết thật lợi hại, Băng Thi, trấn áp nàng cho ta. Một tên chữ địa của Tử Minh thi động quát to một tiếng, trong lòng bàn tay bắn ra ánh sáng màu tím, một cái lục lạc màu tím bay ra. Nghe được cản thi chung, phía sau tượng Phật có quan tài giúp bằng huyền thiết hiện ra, mặt ngoài quan tài có phủ văn bao phủ, một đạo thi khí từ trong quan tài truyền ra. Oanh! Nắm quan tài song song bay ra, đột nhiên bắn thẳng về phía Tô Huyết chém bay nắp quan tài. Trong quan tài này có thi tà đi ra, âm thanh như cười như khóc. Oanh! Một đạo hàn khí ập tới, uy thế quan tài này càng hơn trước, giống như núi cao đè xuống, thân thể Tô Huyết bị lực lượng này trấn áp vỡ vụn, thân thể hóa thành huyết phụ. Bá! Huyết phụ lại ngưng tụ lần nữa, hóa thành nữ tử yểu điệu động lòng người, trở tay một kiếm, kiếm lãng màu đen xuất hiện, bổ quan tài huyền thiết này ra, thi khí bên trong tràn ra ngoài. Mơ hồ trong đó có thể thấy cánh tay hư thối bao phủ trong băng tinh. Đây là tay Băng Thi. Băng Thi này đào ra từ trong hàn đàm ngàn năm, bị trưởng lão Tử Minh thi động tế luyện mấy trăm năm, mới luyện thành một cỗ chiến thi, chiến lực có thể so với tu sĩ thiên mệnh nhất trọng. Cũng chỉ có đệ tử chữ địa của Tử Minh thi động mới có tư cách có được thi nô thiên mệnh nhất trọng. Đệ tử chữ địa trong Tử Minh thi động địa vị tương đối cao, số lượng cực ít, mỗi một người đều là tuấn tài nghịch thiên. Trong Tịch Thần miếu này có 3 tên đệ tử chữ địa, Đàm Thiên, Diêu Kính Việt, La Hoành, 3 người bọn họ đều là thiên kiêu khó lường trong Tử Minh thi động, đã chờ đợi ở đây 2 tháng, chính là vì lưu danh thánh bia đêm nay. Giờ phút này người ra tay là La Hoành, Băng Thi chính là thi nô của hắn. Một xác ướp cổ tóc bạc sơ xác đi ra khỏi quan tài, toàn thân đều là băng tinh, rất nhiều nơi của thân thể đã hư thối, cho dù là nhiệt độ thấp cũng khó bảo tồn thân thể của nó hoàn hảo. Băng Thi há mồm thét dài, trong miệng đầy răng nanh, đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Oanh! Băng Thi đánh ra một chưởng, đập nát kiếm khí của Tô Huyết, một chưởng đánh vào vai phải của nàng, đánh nửa người của nàng thành huyết phụ. Bá, bá, bá! Ánh mắt Tô Huyết bắn ra hàn quang, thiết kiếm dài hơn 10 mét, rộng chừng 2 mét, một kiếm chém vào đỉnh đầu Băng Thi, lột bỏ tầng ngoài cái sọ của nó, nửa đầu bay ra ngoài. Thân thể Băng Thi cứng rắn hạng gì? Tuyệt đối còn cường đại hơn thân thể thiên mệnh nhất trọng, nhưng lại bị một thần cơ đại viên mãn tổn thương, phải phí không biết bao nhiêu tài nguyên mới có thể khôi phục lại. Ngao! Băng Thi trở nên luống cuống, ngón tay điểm ra hàn băng, một tay chém ra biến thành chuôi băng kiếm, tay kia lại điểm ra 5 thanh băng kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, hàn khí bao phủ, kiếm khí giao nhau. Một tu sĩ thần cơ đại viên mãn có thể chiến đấu với Băng Thi thiên mệnh nhất trọng thật lâu. Nàng tu luyện huyết chỉ luyện thể thuật, thân hình bất tử, dùng chấn hồn phù lục có thể phong bế khả năng huyết luyện trọng sinh của nàng. Từ đào trốn đằng sau cây cột, trong lòng đang buồn bực, cô gái này cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Phốc! Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bay ra từ mũi kiếm của Tô Huyết, cắt nát cánh tay phải của hắn, huyết nhục sinh nước mủ, chỉ còn lại xương trắng. Từ đào sững sờ sau nửa ngày, lúc này kêu lên thảm thiết. Thật sự là hung hăng càn quấy, hôm nay nếu không trấn áp ngươi, mặt mũi Tử Minh thi độn ở đâu? 9 tên đệ tử chữ Huyền đồng thời đánh ra một đạo phù lục màu tím, 9 đạo chấn hồn phù lục chia ra 9 phương vị bay tới chỗ Tô Huyết, nhưng lại bị Tô Huyết một kiếm xé rách toàn bộ, 9 đạo kiếm khí bay tới, lưu lại 9 lỗ máu lên người đám đệ tử chữ Huyền, trong đó có 2 người trọng thương, lập tức xếp bằng chữa thương. Đàm Thiên đệ tử chữ Địa hừ một tiếng, ống tay áo vung lên. Một đám hào quang màu tím bay ra ngoài, 80 đạo chấn hồn phù lục đồng thời bay ra,
trong đó hơn phân nửa bị Tô Huyết sử dụng kiếm đâm rách, nhưng mà vẫn có 3 tấm trương trấn hồn phù lục đính vào sau lưng nàng. Tô Huyết biến sắc, cảm thấy lưng như cõng 3 ngọn núi, bộ pháp của nàng hiện tại mất đi linh hoạt. Hừ, thối kỹ nữ, ta xem ngươi hôm nay còn trốn chỗ nào. Đàm Thiên cười rộ lên, lộ ra răng nanh vàng. Ha ha, nghe nói yêu ma chi tử Phong Phi Vân, từng chơi tứ điện hạ đệ nhất mỹ nhân Bạch Như Tuyết, buộc trên tảng cây chơi thật sướng, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nữ nhân này mỹ mạo không kém gì yêu nữ, hôm nay chúng ta dù thế nào cũng phải cột nàng ta lên Phật trụ, từng người chơi nàng, phải chơi tới tận đêm khuya, không khiến nàng kêu cha gọi mẹ, kêu rên không ngừng là không được. Giọng của Diêu Kính Việt tục tằng, cười lớn một tiếng, rear map trên miệng tỏa ra hào quang màu vàng. Các ngươi không có bản lĩnh đo, ét. Tô Huyết ánh mắt lạnh lẽo, thân hình bạo lui, một kiếm chém vào cửa miếu, muốn bỏ chạy. Thiết kiếm của nàng không gì không phá, nhưng mà cánh cửa miếu chẳng khác gì tường đồng vách sắt, một đạo khí lãng màu tím công kích trở về, đánh nàng lui ra sau. Oanh! Trên đỉnh cổ miếu có trận bàn xoay tròn, hào quang màu tím chút xuống vô tận, ngăn cách toàn bộ cổ miếu. Xoẹt xẹt! Băng Thi lại điểm ra 5 thanh băng kiếm, cắt lên người Tô Huyết, tuy nàng nhanh chóng ngăn cản, nhưng ngực vẫn bị cắt qua, lộ ra da thịt trắng tuyết như ngọc, trên da thịt còn có vết máu nhàn nhạt, có thi khí xâm nhập vào máu của nàng. Trong cổ miếu lại có tiếng cười dâm đãng, nhìn thấy dáng người yểu điệu mê người của Tô Huyết, bọn chúng có cảm giác như đàn sói đùa giỡn cừu non. Không được, không được, nữ tử này còn mê người hơn những nữ nhân trong Âm Hư Thi Động, lão tử hôm nay bắt được nàng, phải đại chiến với nàng 300 hiệp. Ha ha, Diêu Kính Việt ngươi không được, yêu ma chi tử Phong Phi Vân chơi 9 ngày 9 đêm, thành tựu danh hiệu đệ nhất của Vạn Tượng Tháp, ngươi mới 300 hiệp, quá ít. Hừ, cho dù yêu ma chi tử thực sự có cửu long bão trụ, cũng không có khả năng ngự nữ 9 ngày 9 đêm, cho dù hắn chịu đựng được, Bạch Như Tuyết cũng sớm chết rồi, trong đó cũng có thành phần nói khoác. Diêu Kính Việt có chút không vui nói ra. Lão tử nửa năm không chạm qua nữ nhân, không nhịn được nữa. Diêu Kính Việt không nhịn được lại ra tay, ống tay áo có linh quang lóe lên, một cái địa võng huyễn quang bay ra khỏi tay, địa võng này cứng cỏi tới cực điểm, tài liệu luyện chế giống như tài liệu luyện linh khí, là chuyên môn dùng bắt thi tà nhị biến. Bá! Tô Huyết đang giao thủ với băng thi, còn có mấy tên đệ tử chữ huyền tập kích quấy rối, địa võng của Diêu Kính Việt bao phủ, lập tức trói lấy nàng, bị thi độc trên địa võng dính vào da, toàn thân càng ngày càng tê dại, một loại cảm giác vô lực xông lên não. Ha ha, tiểu mỹ nhân, đợi tí nữa sẽ khiến ngươi sung sướng. Diêu Kính Việt trực tiếp cầm thiết kiếm trong tay Tô Huyết đi, sau đó trên gương mặt đen nhánh cười dâm tà. Hôm nay trước khoái hoạt, sau đó lại lưu danh thánh bia, thật sự là chuyện vui nhân sinh a. La Hoành thu hồi băng thi, cũng nhếch miệng cười cười. Mọi người đừng nóng vội, mỗi người có phần. Đàm Thiên nhịn không được bóp ngực Tô Huyết vài cái. Thân thể Tô Huyết bị thi độc xâm nhập càng ngày càng mãnh liệt, ngay vào lúc lý trí mơ hồ, lớn tiếng kêu lên. Phong Phi Vân. Đàm Thiên vốn duỗi tay ra, lại rụt về, cười nói. Thời điểm này cô nàng còn kêu tên của yêu ma chi tử, hẳn là nàng bề ngoài lãnh diễm, nội tâm là kỹ nữ, ưa thích cửu long bão trụ của Phong Phi Vân a. Một đám đệ tử Tử Minh Thi Động vây lại, cất tiếng cười to. Tuy chúng ta không có cửu long bão trụ, nhưng mà 9 người cộng lại cũng đã vượt qua cửu long bão trụ, đứa nhỏ phóng đáng đừng gọi Phong Phi Vân, hôm nay sẽ có một người lại một người tiếp ngươi, cũng có thể giúp ngươi thoải mái thăng thiên. Ha ha! Bây giờ là giữa trưa, có ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho thánh bia óng ánh, giống như trăng rằm. Phong Phi Vân đang ở vách núi suy diễn, toàn tâm vùi đầu nghiên cứu thánh bia, rốt cục nhíu mày, khóe miệng mỉm cười. Đột nhiên linh giác Phong Phi Vân chấn động, quay đầu nhìn lại. Ồ, Tô Huyết đâu rồi? Chỉ thấy trên tuyết dày có thi thể thi tà, toàn bộ đều là kiếm khí cắn nát, ra tay thập phần tàn nhẫn, xem ra là kiếm của Tô Huyết. Muội tử này thật không khiến người ta bớt lo. Vì sao có địch nhân là Bắc Cương Cản Thi Nhân? Trong lòng Phong Phi Vân không thể yên tâm, một đường đuổi theo, đi tới bên ngoài cổ miếu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cổ miếu có trận bàn xoay tròn, phong tỏa không gian nơi đây. Đúng lúc này bên trong có giọng nói truyền ra. Đứa nhỏ phóng đáng đừng gọi Phong Phi Vân, hôm nay sẽ có một người lại một người tiếp ngươi, cũng có thể giúp ngươi thoải mái thăng tiên. Ha ha,
trói lại, cô nàng này rất hung hăng, nên trói cả hai tay và hai chân đi. Nghe nói như thế, sắc mặt Phong Phi Vân trầm xuống, Tử Minh thi động quả thực chính là tìm chết, lấy tay hóa đao, một đao bổ ra, một đạo đao khí màu trắng lập tức chém trận bàn trên đỉnh cổ miếu thành hai nửa, phát ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Người nào? Tiếng cười trong cổ miếu dừng lại, trong đó một tên chữ huyền bay ra, áo bào tím ra thân, trên áo bào có hình bàn long, tay cầm cản thi linh sinh ra sóng âm khiếp người. Phốc! Phong Phi Vân điểm một ngón tay ra, cản thi linh màu đen tan nát, một đạo hắc quang bay xuyên qua tên đệ tử chữ huyền này, một đạo huyết kiếm bay xuyên qua ngực của hắn. Qua trong giây lát, thi thể liền té trên mặt đất. Phong Phi Vân đi nhanh về phía trước, trận pháp bên ngoài bị đạp nát, căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Tu sĩ phương nào, xưng tên đi. Dám giết đệ tử Tử Minh thi động, ăn tim hùm gan báo sao. Lại có bốn nam tử áo bào túm bay ra, cả đám sắc mặt trắng bệch, chung quanh thân thể có u hỏa màu lam hiện ra, bọn họ từ trên cao nhìn xuống Phong Phi Vân, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiểu tử xuất hiện ở đâu, dám đối nghịch với Tử Minh thi động. Sau lưng bốn tên đệ tử này đều là chiến thi mạnh mẽ, có chút băng tinh đầy người, có lôi điện ra thân, có lân phiến bao phủ toàn thân, trên mặt có hỏa diễm hừng hực. Phong Phi Vân không nói bất cứ câu nào, trực tiếp vượt qua. Phốc, phốc, phốc. Phong Phi Vân đi qua, bốn nam tử áo tím nằm trong vũng máu, mi tâm bị kiếm chỉ xuyên thủng, những chiến thi này vỡ vụn, huyết nhục bay tứ tung. Chỉ còn có từng tòa thi cung, tự động bay vào giới linh thạch của Phong Phi Vân. Bành! Phong Phi Vân một cước đá văng ra khỏi cổ miếu, hai cánh cửa bay ra ngoài, có kim loại sáng bóng hiển hiện trên cánh cửa, giống như hai khối thiết bản kim loại. Bành! Bành! Toàn thân băng tinh, tóc băng thi tái nhợt bay ra, đánh ra hai quyền, hai cánh cửa tan nát. Diện mục băng thi dữ tợn, mặc chiến bào màu tím, một quyền đánh ra mang theo xu thế mạnh mẽ. Trên tay còn có một cầm quả cầu, đây là một quyền tương đương với tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, có xu thế long hổ khai thiên tích địa. Oanh! Phong Phi Vân duỗi một tay ra, trên bàn tay có ngàn vạn vân hà, ngũ thải quang hoa cùng tồn tại, trực tiếp đánh ra một quyền vào băng thi, cơ hồ tất cả khối băng đều bị bóp nát, thừa nhận mấy trăm ngàn cân lực, thân thể không chút sức mẻ. Răng rắc! Cánh tay băng thi bị Phong Phi Vân bóp nát, xương cốt vỡ vụn, bị Phong Phi Vân đánh bay ra ngoài. Đụng vào cây cột. Hắn đã bước một đi vào trong cổ miếu. Một tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, lập tức kinh động ba tên đệ tử chữ địa, đầu cánh tay của băng thi bị đánh nát, rốt cuộc là nhân vật cấp bậc gì. Trong lòng Đàm Thiên, Diêu Kính Việt, La Hoành hoảng sợ, rất sợ có tiền bối cao nhân xuất hiện ở đây. Trong cổ miếu này đã từ lâu không có người quét dọn qua, năm tháng rằng rặc, thời gian trôi qua, tám tượng Phật bên trong đã đầy cho bụi. Bị gió tuyết ăn mòn nhiều năm nên đã mục nát. Trong cổ miếu có một Phật đăng đang cháy, dầu thắp bên trong mới được rót vào. Ta nói là nhân vật nào, không ngờ là tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đàm Thiên yên lòng, tới đây chỉ là một thiếu niên thần cơ đại viên mãn, căn bản không đủ gây sợ. Mặc nho bào màu trắng, xem ra là đệ tử vạn tượng tháp. La Hoành gọi băng thi trở về, một đạo huyết mạch trên ngón tay chảy ra, rót vào trong người băng thi. Cánh tay bị đứt đã mọc ra. Vạn tượng tháp hiện tại đang giao phong với tà tông, chẳng lẽ còn muốn chọc thêm Tử Minh thi động sao? Đàm Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không có đặt Phong Phi Vân vào mắt, một thần cơ đại viên mãn cũng bỏ đi, bách tháp bảng bài danh phía trên đều là thiên mệnh cảnh cả. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chung quanh, phát hiện Tô Huyết đang bị trói ở góc điện, nàng bị buộc lên trên Phật trụ, đang vận toàn lực chống cự thi độc, chỉ hơi nhìn Phong Phi Vân và nhắm mắt lại. Cũng không biết vì sao nàng mừng rỡ vì nhìn thấy Phong Phi Vân hay là tức giận hắn tới chậm. Đây là Tô Huyết, mặc dù lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, bị người ta trói lại vẫn lãnh khốc vô tình như cũ. Trên người nàng hắc y, có nhiều vết rách, có xuân quang tiết ra, nhưng mà nàng lại không quan tâm, vẫn chống cự thi độc như trước, ý định trong thời gian ngắn nhất khôi phục tu vị đỉnh phong. Đám người Tử Minh thi động tuy không phải người tốt, định ngấp nghé thân thể của nàng, muốn chiếm lấy nàng. Nhưng mà Phong Phi Vân lại là người tốt. Trong mắt của nàng còn tệ hơn thế. Phong Phi Vân đã nhìn thấy bộ dáng lãnh ngạo của nàng, hắn có cảm giác như mình hình như thiếu nợ nàng rất nhiều tiền, nếu không phải nàng là muội muội của Tô Quân, Phong Phi Vân hiện tại đã quay đầu rời đi. Nói nhảm với hắn làm cái gì? Làm thịt tiểu tử này,
sau đó chúng ta tiếp tục khoái hoạt. Diêu Kính Việt đã sớm không nhịn được, tế kiếm gỗ đào ra, kiếm gỗ đào màu trắng đã nhuộm đỏ thi huyết. Hắn tế cản thi thuật ra, kiếm gỗ đào vung lên, một đám thi quang bắn ra, một huyết thi không biết bắn ra từ nơi nào. Huyết thi này cao chừng 3 mét, làn da toàn thân rách nát, huyết nhục mơ hồ, trên đầu lâu huyết nhục đã thối rữa sạch, chỉ hiện ra đầu lâu màu trắng. Đây là lão thi ngàn năm, đào ra từ quốc gia cổ, từng là một cường giả tuyệt đỉnh của một tộc. Thi thể bị trở về Tử Minh thi động, đã bị ngâm trong huyết trì, dùng máu trong huyết trì luyện thành huyết thi, thức tỉnh một tia thần trí của nó, sau đó lại bị luyện hóa thành chiến thi. Chiến lực có thể so với thiên mệnh nhất trọng. Huyết phụ lượn lờ quanh người huyết thi, trong cặp mắt bắn ra hào quang đỏ ửng, hóa thành huyết quang, bổ nhào qua phía Phong Phi Vân. Lực lượng huyết thi vô cùng khủng bố, công kích Phong Phi Vân 8 lần, mỗi một lần khiến mặt đất run lên. 3. Phong Phi Vân hoàn thành thay máu lần thứ tư của bất tử Phượng Hoàng thân, cường độ thân thể đáng sợ bực nào, đã có thể so với Phượng Hoàng con, cho dù huyết thi có được thân thể kim cương bất hoại, cũng bị hắn đánh trúng chín trưởng và xuất hiện 3 vết rách, thi thể sắp vỡ vụn ra. Diêu Kính Việt hoảng sợ không dứt, liền tranh thủ gọi huyết thi trở về, sợ hãi bị tên thanh niên này đánh phế. Một chiến thi thiên mệnh nhất trọng đối với đệ tử chữ địa mà nói, thập phần khó được, còn chân quý hơn tính mạng của bọn họ nhiều. Thiếu niên này là mãnh nhân, không ngờ tay không có thể đả thương huyết thi và băng thi, cường độ thân thể quá biến thái. Đạo hữu, người rốt cuộc là ai? Thái độ của Đàm Thiên không còn cuồng ngạo như trước nữa, bởi vì đối thủ quá cường đại. Phong Phi Vân nói. Nói cho các người biết cũng không sao, ta chính là Phong Phi Vân. Khó trách thân thể cường hoành như vậy, thì ra là danh nhân Vạn Tượng Tháp. Diêu Kính Việt nói thầm một câu. Sẽ không thật có thể ngự nữ 9 ngày 9 đêm à. Vốn Diêu Kính Việt là đánh chết cũng không tin, trên đời này có người mạnh như thế, nhưng mà bây giờ lại hơi tin rồi. Đàm Thiên cùng La Hoành hít một hơi lãnh khí, liếc nhau, Đàm Thiên nói. Thì ra là yêu ma chi tử, khó trách cường đại như thế, chúng ta bội phục. Đã sớm nghe nói yêu ma chi tử là cao nhân đạo này, cô gái này hôm nay tặng cho ngươi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàn, chúng ta sẽ không quấy rầy. La Hoành nói, các ngươi rất thức thời. Phong Phi Vân nói, trước mặt yêu ma chi tử, chúng ta chỉ là hạng vô danh, tự nhiên phải thức thời mới có thể sống lâu. Đàm Thiên, La Hoành, Diêu Kính Việt ba tên đệ tử chữ địa, mặt mỉm cười, lại lui ra tránh xa Phong Phi Vân, đám đệ tử chữ huyền cũng lui theo. Đồ đần, mắc lừa. Trong lòng Tô Huyết cuồng hô, nhưng mà thi độc trong người lại mạnh hơn, căn bản không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, hy vọng có thể khiến cho hắn cảnh giác. Nhưng mà hỗn đản này dường như không biết, đang thờ ơ. Phong Phi Vân tự nhiên nhìn thấy ánh mắt Tô Huyết, nhưng mà hắn vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo nụ cười, bộ dáng bất cần đời. Bộ dáng của hắn như vậy làm cho Tô Huyết có cảm giác tức điên lên. Ngu ngốc a hát, ngu ngốc, oanh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Diêu Kính Việt, Đàm Thiên, La Hoành ba người xuất thủ tước, đồng thời phát động công kích vào Phong Phi Vân. Bọn họ quy cách Phong Phi Vân chưa đủ 3 bước, vốn định chạy ra khỏi miếu mới đột ngột ra tay, quả thật là công kích như sấm sét. Vừa ra tay, qua trong giây lát đã tới trước mặt Phong Phi Vân, công kích như thạch phá thiên kinh. Băng thi cùng huyết thi, còn có Đàm Thiên tế ra lão thi ngàn năm cũng đồng thời công kích Phong Phi Vân, hung mãnh đến cực điểm, muốn đánh cho Phong Phi Vân trở tay không kịp, lập tức chân áp hắn. 17 tên đệ tử chữ huyền đồng thời thúc giục trấn hồn phù lục màu tím, ánh sáng tím đầy trời, cũng không biết đánh ra bao nhiêu đạo phù văn. Phong Phi Vân, ngươi thực nghĩ rằng mạnh hơn chúng ta sẽ sợ ngươi. Ngươi chỉ là quái vật người không ra người, yêu không phải yêu mà thôi, ha ha. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diêu Kính Việt đâm ra một kiếm, kiếm gỗ đào bộc phát, trực tiếp đâm thủng tim Phong Phi Vân, hắn cười như điên, thì ra yêu ma chi tử không gì hơn thế này. Nhưng mà nụ cười của hắn cứng đờ, trong tay có một loại cảm giác không có lực. Một kiếm này chỉ đâm vào cái bóng của Phong Phi Vân mà thôi. Phong Phi Vân lại đi đâu? Tốc độ nhanh như vậy. Thật sự là ngu xuẩn, ngươi cho rằng có thể dễ dàng lừa gạt ta như vậy sao? Giọng của Phong Phi Vân vang lên sau lưng hắn, mang theo giọng mỉa mai, Diêu Kính Việt lưng phát lạnh, cảm giác sát ý xuất hiện sau lưng,
muốn rút kiếm công kích phía sau, nhưng mà thân thể như lâm vào vũng bùn, động tác chậm chạp đến cực điểm. Lực lượng rung trời chuyển đất đánh tới. Bành! Lưng Diêu Kính Việt như tao ngộ thần sơn công kích, thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, đồng thời bay ra ngoài, rơi vào đống tuyết. Nửa thân trên còn chưa chết, con mắt nhìn qua nửa đoạn thân thể khác của mình, hai chân vẫn đang co rúm. Loại cảm giác này làm cho hắn phát điên, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai mắt tối sầm, chết đi. Phốc! Phong Phi Vân điểm ra ba chỉ liên tiếp, ba đạo hào quang bay ra, đánh chết ba tên đệ tử chữ huyền, một chỉ này đâm xuyên qua ngực của đám đệ tử kia. Huyết Thi công kích lần nữa, mặt đất dưới chân của Huyết Thi có máu tươi nhuộm đỏ, đạp lên đá vụn lao thẳng công kích Phong Phi Vân. Diêu Kính Việt đã chết, Huyết Thi cuồng bạo, vô tận thi khí tràn ngập cả cổ miếu. Trong cổ miếu này đã sớm có ấn ký đại hiền lưu lại, bị một lực lượng cổ xưa thủ hộ, vĩnh hằng không phá, tiêu diệt chiến uy này trong vô hình. Nhưng chỉ có một ít cây cột và cửa sổ mục nát hư hỏng, chủ thể chính thức vẫn hoàn hảo không có bị gì. Oanh! Một tiếng đao minh. Phong Phi Vân tế cự đao ra, hoành trước mặt, một đao âm vang, long ảnh trong đao hiện ra, đánh Huyết Thi bay ra ngoài. Một thi cốt máu tươi đầm đìa bay ra, một nửa thân thể Huyết Thi bị chém nát. Tính cả cánh tay phải và bả vai của nó, thân thể bị chia lìa. Răng rắc. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra 40 đạo linh quang, ngưng tụ thành một cây chu thiên hám tiên truy, một lực lượng minh mông cổ lão áp xuống, trực tiếp chân áp rung động trong người Huyết Thi, cuối cùng nó bị phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là chiến thi có tu vị tương đương với thiên mệnh nhất trọng, lại bị người ta làm tổn hại triệt để, một chiến thi cường đại như thế, giá trị còn cao hơn đệ tử chữ địa như Diêu Kính Việt nhiều lắm. Phong Phi Vân, lần này ngươi xông đại họa rồi. Một đều tử áo tím chữ huyền chỉ vào Phong Phi Vân, bờ môi hơi rung rung. Phốc, một ánh đao hình rồng bay qua, kết thúc tính mạng của tên đệ tử này, trên thi thể xuất hiện vết đao to, bị chém thành hai nửa. Toàn trường nghẹn ngào, Phong Phi Vân này khác xa những đối thủ trong dĩ vãng của bọn họ, tên này quả thật là cuồng đồ không sợ trời không sợ đất, nghe qua tục danh của Tử Minh Thi Động lại không sợ chút nào, chiếu giết không tha. Nếu là dĩ vãng, cho dù địch nhân cường đại cỡ nào, chỉ sợ cũng đã bị bốn chữ Tử Minh Thi Động làm sợ hãi. Phong Phi Vân, vì một nữ nhân, chẳng lẽ người muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, người có bản lãnh đó sao? Giọng của La Hoành phát lạnh, Băng Thi đứng sau hắn giống như lão quỷ vậy. Các ngươi động tới nàng, chính là tử tội, đừng nói là Tử Minh Thi Động, cho dù là người Phổ Đà Sơn, âm dương lưỡng giới sơn thì ta cũng giết không tha. Lại điểm ra một chỉ, một đạo hỏa diễm bay ra, xuyên thấu qua thân thể hai chiến thi thể bốc cháy, thi khí tỏa ra ngoài. Đệ tử Tử Minh Thi Động đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời ra tay, thuật pháp và bảo khí như bao phủ bầu trời đập vào Phong Phi Vân. Tô Huyết đã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nàng thật sự không rõ, Phong Phi Vân là gia hỏa tội ác tài trời đang chơi bịp bợm gì, không ngờ vì nàng mà đắc tội cả Tử Minh Thi Động. Hắn có âm mưu gì? Đám đệ tử Tử Minh Thi Động này đều là tinh anh vạn người có một, đồng thời ra tay, những thuật pháp và bảo khí này có thể đánh chết thiên mệnh nhất trọng. Phong Phi Vân duỗi ra một bàn tay, trong bàn tay ngưng tụ 7 bức bản đồ, miểu quỷ ban chỉ xoay tròn thật nhanh, một đạo linh khí bàn bạc tỏa ra ngoài, chấn vỡ hơn 10 kiện bảo khí, những thuật pháp này phai mờ đi. Phốc, phốc, phốc. Có 5 vị đệ tử chữ huyền không ngăn cản nổi hung uy bực này, huyết dịch trong người bành trướng. Thân hình nứt ra, lập tức tan xác. Còn có 7 chiến thi bị lực lượng linh khí nghiền nát, hóa thành thi cốt trên đất. Đám đệ tử Tử Minh Thi Động còn lại huyết khí sôi trào, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Là linh khí. Đàm Thiên nhìn thấy miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay cái của Phong Phi Vân thì kinh hãi. Uy thế của linh khí không thể ngăn cản, đám đệ tử Tử Minh Thi Động đệ tử sinh ra thoái ý, giống nhau chó nhà có tang, định chạy ra ngoài. Phong Phi Vân vận chuyển luân hồi tật tốc, lập tức xoát hiện ở cửa lớn, giống như môn thần, duỗi hai tay ra đè vào vai của hai tên đệ tử áo tím, lực lượng đáng sợ xuất hiện từ tay của hắn. Đều là chín ngưu chi lực, có hư ảnh chín đầu kỳ ngưu hiện ra trên cánh tay của Phong Phi Vân. Bành! Trong đó một đệ tử áo tím không chịu nổi, xương vai nứt vỡ, cánh tay hóa thành cốt phấn, toái cốt, xương sườn, hai chân đều đứt gãy, trực tiếp thất khiếu chảy máu, thi thể té xuống đất. Tên đệ tử áo tím thứ hai không ngăn cản được bao lâu,
lưng gãy nát, máu chảy ra từ làn da. Phong Phi Vân, ngươi khinh người quá đáng, đừng ép ta dốc sức liều mạng. Đàm Thiên cùng La Hoành tu vị cường đại nhất, đồng thời công kích Phong Phi Vân, bên cạnh hai người bọn họ có hai lão thi, một lão thi toàn thân băng tinh rậm rạp, tóc và làn da trắng bệch. Một con khác trên làn da có lân phiến rậm rạp. Ta chỉ sợ các ngươi không liều mạng thôi. Sắc mặt Phong Phi Vân ngưng trọng, đây là thi ta có thể so sánh với thiên mệnh nhất trọng, chiến lực cực kỳ đáng sợ, nhất định phải toàn lực chiến đấu, không được phép có nửa phần chủ quan. Đàm Thiên cùng La Hoành đều là bá chủ trong hàng chữ địa, là thiên kiêu của Tử Minh thi động. Miểu quỷ ban chỉ bị Phong Phi Vân tế ra, linh quang màu đen khiến không gian này biến thành hắc ám, sáu bức thần đồ hiện ra trên vịn chỉ. Long mã hà đồ trong đan điền bay ra, tổng cộng 7 bức thần đồ, uy năng sáng ngời, có linh khí lưu động. Đàm Thiên cùng La Hoành liên thủ, đã vận dụng toàn bộ chiến thi mới miễn cưỡng ngăn cản được miểu quỷ ban chỉ 3 hô hấp. Trong thời gian 3 hô hấp này, có 18 chiến thi phai mờ, đám đệ tử chữ huyền của Tử Minh thi động nằm chết trên đất, không một người sống. Đàm Thiên cùng La Hoành, băng thi cùng lân thi 4 cường giả đồng thời ra tay, trong thời gian 3 hô hấp này giao thủ với Phong Phi Vân 100 lần. Cự đao trong tay Phong Phi Vân chém ra hơn 100 đao lãng hình rồng. Bành! Băng thi cuối cùng bị đao khí chém nát, hóa thành mảnh vỡ băng tinh, vẻn vẹn lưu lại thi cung trên mặt đất. Đây chính là chiến thi có thể so sánh với thiên mệnh nhất trọng. Nhưng mà dưới một lần công kích điên cuồng này, bọn họ cuối cùng bức Phong Phi Vân lùi lại mấy bước, chạy ra khỏi cổ miếu, tiến vào trong rừng. Hai đạo nhân ảnh, một đạo thi ảnh bạo lui, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi Tịch Thần Phong, nhanh chóng chạy thoát. Tên yêu ma chi tử này quả thực thật đáng sợ, không ngờ có thể vượt qua đại cảnh giới giết người, cùng cảnh giới đã vô địch, cao hơn hắn một cảnh giới cũng phải tránh lui. Trốn chỗ nào? Phong Phi Vân đứng trên thềm đá cao, đón gió mà đứng, áo trắng không nhiễm bụi bẩm, điểm một ngón tay, một đạo hao quang như ngón tay cái bắn ra ngoài, hấp tụ khắp núi mộc chi khí trong rừng, bay qua trời cao, đánh trúng một đạo nhân ảnh. Phốc! Tiếng hét thảm truyền tới. Phong Phi Vân, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ hối hận. Đây là âm thanh của La Hoành, đã bị trọng thương, bị lân thi cõng trốn xa. Phong Phi Vân không có lại ra tay, La Hoành cùng Đàm Thiên đều là cường giả tuyệt đỉnh, khoảng cách xa như thế không thể giết bọn chúng. Đương nhiên nếu là Phong Phi Vân đuổi theo, dựa vào luân hồi tật tốc, vẫn có thể đuổi theo như cũ, nhưng mà hắn lại sợ hãi bị người ta dùng kế điệu hổ ly sơn, dù sao trong cổ miếu còn có Tô Huyết bị trói trên cây cột. Nếu như Tô Huyết lại có sơ suất gì, hắn thật không thể bàn giao với Tô Quân, hắn cảm giác mình nợ bằng hữu này quá nhiều. Đát đát! Phong Phi Vân đi vào trong cổ miếu, trên mặt tươi cười, sờ cằm, từng bước đi tới gần Tô Huyết. Ngũ điện hạ xâm La điện Tô Huyết người gặp người sợ, lại bị người ta trói lại, người này lá gan quá lớn rồi. Ngươi ít châm chọc đi. Tô Huyết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đi tới từng bước, trên mặt vẫn tươi cười như cũ. Tô đại mỹ nhân, đúng là tuyệt sắc nhân gian. Nhưng mà ta không biết bộ dáng của ngươi hiện tại có phải bộ dáng chân chính hay không. Hiện tại vừa vặn, có thể kiểm nghiệm một chút. Tô Huyết tu luyện huyết chỉ luyện thể thuật, dung mạo tùy thời tùy khắc đều có thể thay đổi, ai cũng không biết bộ dáng chính thức của nàng. Phong Phi Vân, ngươi dám? Tô Huyết lạnh lùng nói. Ta có gì không dám? Phong Phi Vân nói. Bành! Một tia máu nổ trên người Tô Huyết, làn da trắng như tuyết của nàng như ngâm vào trong huyết chỉ. Thân thể bị nổ thành mảnh nhỏ. Nàng vung tay lên, thiết kiếm trên mặt đất chợt bay vào trong tay của nàng, thân ảnh hơi biến hóa, kiếm quang lóe lên, thiết kiếm đâm vào cổ Phong Phi Vân. Thiết kiếm này dài 3 mét, thẳng như ruột cá. Phong Phi Vân lập tức dừng bước lại, cách nàng 3 bước. Nói, vì sao ngươi phải giết đám người Tử Minh thi động kia? Tô Huyết trầm giọng nói. Cái này, nguyên nhân còn không phải rõ ràng sao? Phong Phi Vân cười nói. Nói, thiết kiếm của Tô Huyết bắn ra hàn khí bức người. Đương nhiên ta vì cứu ngươi. Phong Phi Vân im lặng. Hừ, ngươi có hảo tâm như vậy sao? Lại nói ngươi lấy tu vị thần cơ đại viên mãn có thể ngăn cản mấy cường giả thiên mệnh nhất trọng công kích sao? Nếu ngươi đánh chủ ý quỷ quái lên người của ta, ngươi chết rất thảm. Tô Huyết cảm thấy Phong Phi Vân có đại âm mưu. Rất có thể chuyện vừa rồi chính là Phong Phi Vân cùng Tử Minh thi động diễn một tuồng kịch,
giống như tại Thiên Hoa Cổ Thành đối phó Lục Ly Vi. Mà thi thể của đám đệ tử Tử Minh Thi Động chỉ là tưởng tượng. Nàng không tin Phong Phi Vân thật sự có thể vượt đại cảnh giới chém giết thiên mệnh nhất trọng. Rời khỏi trước rồi nói sau. Phong Phi Vân nói. Nếu ngươi không nói, hôm nay không đi được. Tô Huyết rất cố chấp. Ngươi. Phong Phi Vân đau đầu. Bên ngoài cổ miếu có vô số tiếng xé gió truyền ra, có vài đạo khí tức khủng bố lao tới. Yêu ma chi tử đang ở bên trong, hắn làm tổn hại hai chiến thi thiên mệnh nhất trọng, ngay cả Diêu Kính Việt cũng chết trong tay của hắn. Giọng của Đàm Thiên vang lên. Hắn không ngờ đi rồi quay lại, có rất nhiều cường giả đi theo phía sau hắn, bao quanh cổ miếu này. Vô số chiến thi gào rú ở bên ngoài, thi khí trùng thiên, có âm thanh mạnh mẽ chấn sụp vách đá. Mây đen áp núi, khí thế mạnh mẽ. Âm thanh cản thi linh vang vọng trên núi, trên thánh hồ, ngay cả ngọn núi bên cạnh cũng nghe thấy, có đại lượng thi tà tụ tập, vây quanh cổ miếu, có thi tà mặc áo bào rách nát, có mặc thiết khải, có chút nửa người đã mục nát. Chiến thi không ngừng theo chân đám người mặc áo tím, nam tuấn giật, nữ xinh đẹp, trên người bọn họ ẩn chứa sát khí cường đại, cũng có hàn khí âm tầm khiếp người. Tuyết rơi nhiều, còn không có dính vào áo tím của bọn họ, đã bị một tầng hào quang màu tím ngăn cản, trượt ra ngoài. Đàm Thiên cùng La Hoành cũng ở trong đó, đứng ở mặt sau cùng. Tuy bọn họ là đệ tử hàng chữ địa, nhưng mà tu vị kế cuối, cho nên đứng sau cùng là đương nhiên. La Hoành bị thương nặng, sau khi nuốt một viên đan dược nhị phẩm, ngoại thương đã khỏi hẳn, ánh mắt vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm vào cổ miếu. Ngao! Một tiếng thú gào vang lên. Một con cọp toàn thân có lân giáp bao phủ, lớn có cánh dài ba trượng, từ trời cao bay xuống, tuyết bay tứ tung. Một nam tử mặc áo tím đứng trên người con cọp này, nửa bên trái tóc bạc, nửa bên phải chính là tóc đen, mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, nhảy xuống đất, thân thể phiêu giật giống như lá cây trong tuyết. Hắn chính là đệ tử chữ thiên của Tử Minh Thi Động, Sở Cực Bắc. Sở Cực Bắc vừa đến, đám đệ tử áo bào tím bái hắn, đặc biệt cung kính, tránh ra một con đường cho hắn đi qua. Xảy ra chuyện gì? Sở Cực Bắc nhíu mày, ánh mắt nhìn qua cổ miếu. Trước cổ miếu có hai thi thể ngang dọc, chính là thân hình Diêu Kính Việt, hắn bị chém thành hai đoạn, bị băng tuyết đông cứng. La Hoành tiến lên, nói. Là yêu ma chi tử Phong Phi Vân, hắn ăn gan hùm mật gấu, giết Diêu sư huynh, còn có gần 20 đệ tử chữ huyền bị hắn đổ sát, chết không toàn thây. Ánh mắt đám đệ tử chữ địa trở nên băng lãnh, cũng dám giết đệ tử Tử Minh Thi Động, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Hắn còn làm tổn hại huyết thi và băng thi. Đàm Thiên mở miệng nói. Cái gì, yêu ma chi tử cũng dám tổn hại chiến thi thiên mệnh cảnh của Tử Minh Thi Động. Một đệ tử chữ địa đằng đằng sát khí, trong mắt hung quang tỏa ra. La Hoành, Đàm Thiên, hai người các ngươi cũng quá vô dụng, thậm chí ngay cả một thần cơ đại viên mãn Phong Phi Vân cũng không thu thập được, quả thực làm mất mặt Tử Minh Thi Động của chúng ta. Lần này quá mất mặt, Tử Minh Thi Động chúng ta vừa đi vào tu tiên giới, không ngờ bị yêu ma chi tử áp mặt mũi. Hừ, xem ra chỉ có thể làm thịt yêu ma chi tử, sau đó tế luyện hắn thành thi nô, mới có thể giết một người răn trăm người, răn đe. Đám đệ tử chữ địa đều mang tuyệt học, là bốn người cường đại nhất dưới đệ tử chữ thiên, còn cường đại hơn La Hoành cùng Đàm Thiên là hai tên đệ tử lót đáy trong hàng chữ địa. Sở Cực Bắc mặc áo tím, eo quấn kim mang, thân cao tám thước, khí độ bất phàm, nhìn vào trong cổ miếu, nói. Phong Phi Vân. Người giết đệ tử Tử Minh Thi Động của ta, lại tổn hại chiến thi, trốn ở trong miếu, định làm hòa thượng sao? Giọng nói của hắn mang theo sóng âm cường thế, mang theo khí lãng hóa thành thực chất, rót vào trong cổ miếu, âm thanh này bành trướng muốn nghiền nát cổ miếu. Cho dù ta làm hòa thượng, cũng tốt hơn đám Tử Minh Thi Động làm tặc. Giọng của Phong Phi Vân truyền ra. Một đạo khí lãng cường đại từ trong bắn ra ngoài, cuồng phong quét qua tất cả. Vô số chiến thi ngã xuống đất. Sở Cực Bắc và sáu tên đệ tử hàng chữ địa không chút sức mẻ đứng đó, trong đó một đệ tử áo tím phẫn nộ quát. Phong Phi Vân, người mắng ai là tặc? Đệ tử Tử Minh Thi Động các người ban ngày ban mặt, ức hiếp phụ nữ, còn nói không phải tặc. Người giẫm chân ta làm gì vậy? Trong cổ miếu có tiếng trưởng phong và kiếm khí va chạm, sau nửa ngày mới dừng lại, yên lặng xuống. Trong cổ miếu trừ Phong Phi Vân, còn có người khác. Hơn nữa người này rất bất mãn với lời của Phong Phi Vân.
Sở Cực Bắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đàm Thiên cùng La Hoành, hai người này lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng mà trong mắt bọn họ sát ý càng đậm. Xa xa, trên tầng mây có một cổ mộ khổng lồ, dùng thiên cân thạch xây thành, hình dạng như núi nhỏ lơ lửng giữa không trung. Trong cổ mộ này có vô số thi tà xinh đẹp, đều là thi tà tuyệt sắc, trong đó có không ít những mỹ nhân tuyệt diễm mấy trăm năm trước, các nàng đều là hồng nhan bị cắn xé, bị người ta ám sát, thi thể cũng bị trộm đi, bị tế luyện thành diễm thi. Các nàng sắc mặt tái nhợt, ăn mặc cung trang, cứng ngắt đứng trên cổ mộ, có hơn 70 thi tà. Trên cổ mộ có một khối mộ bia, trên bia mộ có khắc bốn chữ lớn âm hư thi động. Diêu Cát Tư Thái Khuynh Thành đứng trên đỉnh cổ mộ, mặc cản thi bào, tay vuốt lọn tóc, tươi cười nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, đang xem trò hay. Tử Minh thi động lần này xem như ném mặt mũi, tại Bắc Cương phủ hoành hành không sợ, một bộ dáng thiên hạ vô đối, nhưng mà vừa tới quận Tam Thánh lại té ngã hai lần. Thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa cười nói. Sở Cực Bắc mang theo 6 đệ tử chữ địa đi tới đây, chỉ sợ yêu ma chi tử hôm nay khó tránh khỏi tai nạn. Một nữ cản thi nhân cười như chuông bạc. Sở Cực Bắc tu vị xưng vương trong thế hệ trẻ ở Bắc Cương, từng tuyên bố muốn khiêu chiến thiên tài cấp sử thi uy tín lâu năm, lần này cũng không biết hắn có thể tự mình ra tay hay không. Diêu sư tỷ, lúc trọng yếu chúng ta có nên trộn lẫn vào không? Một thiếu nữ cản thi nhân ít tuổi nhất cười nói. Gấp cái gì, trước xem kịch vui. Diêu Cát đứng ở vị trí cao nhất, da thịt trắng nõn, thân thể thon dài, giống như tiên hạc giữa bầy gà. Bên kia thánh hồ chính là triều mộ phong, trong đạo quan ngói đỏ trên đỉnh núi. Phong Phi Vân này đúng là kẻ gây chuyện, vừa đắc tội Xâm La Điện, hiện tại lại xung đột với Tử Minh thi động, chẳng lẽ tên này không học yên tĩnh được hay sao? Mộc Đàm Thiên đứng ở cửa lớn đạo quan, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn về phương xa. Công chúa Điện Hạ, lần này tốt rồi, có người Tử Minh thi động ra tay hả giận cho ngươi, Phong Phi Vân hôm nay rất khó còn sống đi ra khỏi Tịch Thần Phong. Một thân mặc đồ trắng sắc nho y thiếu nữ đứng tại Bát Bộ Long Liễn đằng sau cười nói. La Phù công chúa ở trong Bát Bộ Long Liễn nói vọng ra, nói. Hắn đang gieo gió gặt bão, đối nghịch với bổn cung chỉ có đường chết. La Phù công chúa vốn hết sức coi trọng Phong Phi Vân, rất muốn mời chào hắn dưới trướng mình, nhưng mà Phong Phi Vân rõ ràng dám động đao với nàng, thiên nữ hoàng gia cao ngạo đã tức giận thật sự. Bên ngoài cổ miếu Tịch Thần Phong đã tụ tập hơn 1.000 thi tà, trong đó tuyệt đại đa số đều là đệ tử Tử Minh thi động dùng bí pháp gọi tới, chỉ có số ít là chiến thi mang tới từ Bắc Cương. Điểm khác nhau lớn nhất giữa chiến thi và thi tà, chiến thi chiến lực càng thêm đáng sợ, thi thể càng mạnh hơn nữa, khống chế càng tự nhiên. Sở Cực Bắc tự nhiên biết rõ Đàm Thiên cùng La Hoành là mặt hàng gì, cũng không có ở ngay lúc này xử phạt bọn họ, dù sao đêm nay chính là nhật thực, chung quanh tụ tập rất nhiều tu sĩ, tất cả thế lực lớn đều có. Trong đó có người tới từ Bắc Cương, những người này hiện tại khẳng định đang ở xa nhìn qua nơi này, đang xem kịch vui. Làm không tốt uy danh của Tử Minh thi động sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Chuyện của Tử Minh thi động ta há để người ngoài xen vào. Phong Phi Vân, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, người muốn tự mình động thủ hay ta tới giúp ngươi? Sở Cực Bắc cường thế nói ra. Người quấn đai lưng vàng kim, ngươi là người nào? Phong Phi Vân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài, đúng là khiến người ta sợ hãi, thi vân đầy trời bao phủ tầm mắt, đại kỳ phần phật, có cảm giác áp bách binh lâm thành hạ. Sở Cực Bắc. Sở Cực Bắc thong dong nói. Danh tự này tại Bắc Cương phủ tuyệt đối có uy danh chấn thế, khiến vô số người run rẩy. Chưa nghe nói qua. Phong Phi Vân nói. Ngươi. Sở Cực Bắc nói. Phong Phi Vân tiến vào tu tiên giới thời gian ngắn ngủi. Ngay cả Nam Thái Phủ cũng chưa bước ra ngoài, đúng là chưa nghe qua tục danh của Sở Cực Bắc. Ngươi biết chỗ dựa sau lưng ta là ai không? Phong Phi Vân đáp lại một câu. Bên ngoài cửa gió lạnh thổi vào, ngọn lửa trong Phật đăng sắp tắt. Thần Vương. Sở Cực Bắc nói. Đúng vậy chính là Thần Vương. Phong Phi Vân cười nói. Sở Cực Bắc giọng mỉa mai cười cười. Nếu như Thần Vương đại nhân đích thân tới. Sở Cực Bắc ta tự nhiên không dám làm cản trước mặt lão nhân ra, một chữ cũng sẽ không nói, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng mà Thần Vương đại nhân không có ở đây. Lại nói một đời trẻ tuổi, chết sống có số, Thần Vương đại nhân đức cao vọng trọng, sẽ không làm ra chuyện lấy lớn hiếp nhỏ. Phong Phi Vân vẫn ngồi trước Phật đăng trong nội đường, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên,
Sở Cực Bắc đúng là một nhân vật, thậm chí ngay cả thần vương cũng không thể dọa hắn. Một bóng dáng màu đen đứng trước cửa miếu, nhìn qua đại quan thi tà và đệ tử Tử Minh thi động, nói. Việc này vốn không có nửa điểm quan hệ tới Phong Phi Vân, các ngươi không tìm địch nhân chính thức, tìm một kẻ chết thay có ý gì? Thật cho rằng có thể bóp quả hồng mềm sao? Đã đến giờ này khắc này, Tô Huyết làm sao không rõ tình huống hôm nay? Nàng hiếu thắng cỡ nào, làm gì có chuyện đứng sau lưng Phong Phi Vân, việc này vốn là chuyện của nàng, không dính nửa điểm quan hệ với Phong Phi Vân. Tử Minh thi động một đời cao thủ trẻ tuổi đã tới đây, bên ngoài hung hiểm thế nào, cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh mấy trăm năm, gặp được tư thế này cũng phải tránh lui. Phong Phi Vân vốn định ngăn nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, nàng đã đứng trước cửa. Ngươi nói ai là kẻ chết thay? Sở Cực Bắc nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đen kia. Tự nhiên là Phong Phi Vân. Tô Huyết khinh thường nói. Ngươi nói ai là quả hồng mềm? Sở Cực Bắc lại nói. Tự nhiên cũng là Phong Phi Vân, so sánh ra, hắn chính là quả hồng mềm. Tô Huyết nói. Sở Cực Bắc cảm giác có chút buồn cười, nói. Nói như vậy ngươi mới là địch nhân chính thức của chúng ta. Sai, các ngươi là địch nhân của ta. Thân thể Tô Huyết như kiếm, oán khí thật lớn với đệ tử Tử Minh thi động, đặc biệt là với Đàm Thiên cùng La Hoành, hận không thể cắt từng miếng thịt trên người hai kẻ này ra. Nàng không phải đang giúp Phong Phi Vân thoát thân, mà là nàng quả thật cho rằng, chuyện này vốn là của nàng, Phong Phi Vân chỉ là kẻ xen vào chuyện của người khác, hơn nữa khẳng định có mục đích không ai biết, bằng không thì sao hắn hảo tâm như vậy. Nhà đầu cuồng vọng tới từ nơi nào, đối thủ chính của Tử Minh thi động chính là Phong Phi Vân, người tốt nhất nên tránh qua một bên. Tử Khuê đi ra khỏi đám người, sắc mặt tức giận, ngón tay điểm ra, thi hỏa từ trên trời giáng xuống, giống như một cơn mưa lửa bay thấp. Cản thi nhân, cũng không phải chỉ tu luyện cản thi thuật, như Tử Minh thi động là thi động truyền thừa cổ xưa, có rất nhiều bí điển có thể tu luyện, có điển tịch khống chế thi hỏa, như điển tịch luyện chế thi độc, còn có một chút điển tịch, sau khi tu luyện thì cản thi nhân có thể dung hợp với chiến thi. Tử Khuê đánh ra một đạo thi hỏa, chính là tinh luyện trong nội cung chín tôn thi tài nhị biến mà thành, một đóa hỏa diễm hạ xuống, có thể nấu sôi một dòng sông. Tử Khuê không hổ là một trong những người cầm đầu trong chữ địa ở Tử Minh thi động, không ngờ tu luyện thi hỏa tới mức này rồi. Trong lòng La Hoành hoảng sợ, cảm giác chênh lệch giữa mình và Tử Khuê càng lúc càng lớn. Tuy hắn cũng là đệ tử chữ địa, nhưng mà tu vị còn kém hơn Tử Khuê gấp 3 lần. Lão tử trước đốt luyện nha đầu kia, lại đi thu thập Phong Phi Vân. Tử Khuê dù biết Tô Huyết chính là một tiểu mỹ nhân nũng nịu, vẫn là thủ tồi hoa, không chút nào nương tay. Thi hỏa này hóa thành mây lửa, tuyết động dày đặc bốc hơi, những cổ mộc ngàn năm dẫn lửa, chúng bốc cháy như đèn cầy. Cho dù là tu sĩ thiên mệnh cảnh tới, cũng sẽ bị đốt cháy, Tô Huyết tự nhiên không thể đỡ nổi. Bá! Bỗng nhiên Phong Phi Vân bay ra khỏi cổ miếu. Đứng trước mặt Tô Huyết, điểm một ngón tay, điều động hơi nước trên tịch thần phong, ngưng tụ thành băng thuẫn dày hơn 10 trượng, ngăn cản thi hỏa ngắn ngủi. Sau đó kéo hắc y Tô Huyết lôi nàng vào trong cổ miếu. Trong cổ miếu có tiên hiền lưu lại ấn ký, cho dù nửa bước cự kình cũng không thể công phá, đã trở thành công sự che chắn tự nhiên, giống như tòa thành vững chắc, dễ thủ khó công. Ngươi muốn tìm cái chết, đám người bên ngoài không kẻ nào không phải cường giả tuyệt đỉnh đương thời. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước nhìn thấy bọn họ đều phải tránh lui, người còn dám lao ra sâu lâu với bọn chúng. Phong Phi Vân răn dậy một phen. Tô Huyết chém ra một kiếm, thiếu chút nữa chặt cánh tay của Phong Phi Vân xuống, nàng giãy ra khỏi tay Phong Phi Vân, kiếm chỉ yết hầu của Phong Phi Vân. Ta cảnh cáo ngươi, chớ tiến gần ta 3 bước, càng không nên đụng vào ta. Phong Phi Vân có cảm giác như chó cắn Lữ Động Tân, nói. Ngươi sợ người ta tiến tới gần ngươi 3 bước, chẳng lẽ ngươi bị hôi nách? Ngươi muốn chết? Tô Huyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngự kiếm bay ra, kiếm quang đâm thủng cổ áo của Phong Phi Vân, cách cổ của hắn chỉ một đường. Giống như tình thế nghiêm trọng ở bên ngoài là hư ảo, hai người lại đánh nhau, kiếm của Tô Huyết vừa nhanh lại hung ác, Phong Phi Vân nếu không luyện thành luân hồi tật tốc, chỉ sợ cũng đã bị nàng đâm 10 lỗ thủng. Phong Phi Vân rốt cục hiện thân. Tử Khuê một kích không trúng, ra chiêu thứ hai, thi hỏa tràn ngập bàn tay, ngưng tụ thành tiểu nhân đỏ thẫm, hóa thành một đạo hào quang chói mắt. Tiểu nhân đỏ thẫm này chính là dùng thi hỏa ngưng tụ, bên trong dung hợp một đầu thi hồn,
uy lực còn lớn hơn vừa rồi. Nhưng mà tiểu nhân này vừa bay vào trong cổ miếu, lại như đá chìm đáy biển, không có chút tiếng động nào cả. Tử Khuê nhíu mày nghi hoặc, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Phong Phi Vân lợi hại tới mức cắn nuốt thi hỏa hay sao? Tuy Tử Khuê tứ chi phát triển, nhưng mà ý nghĩ không đơn giản, chính là nhân vật hung danh hiển hách, có mấy tu sĩ thế hệ trước chết trong tay của hắn, toàn bộ bị hắn tế luyện thành thi nô. Trong mấy trăm vạn đệ tử Tử Minh thi động, đã tính là nhân vật có số má. Phong Phi Vân nắm giữ một kiện linh khí, có lẽ hắn đã sử dụng linh khí mới chấn áp được thi hỏa. La Hoành mở miệng nhắc nhở. Thì ra là thế, khó trách Phong Phi Vân có thể tổn hại băng thi cùng huyết thi. Tử Khuê giật mình, lạnh lùng nói. Nắm di một kiện linh khí thì như thế nào, Phong Phi Vân không có đạt tới thiên mệnh cảnh, căn bản không thể xuất ra một phần ngàn uy lực của linh khí, không đủ gây sợ. Tử Khuê lấy một sấp giấy ra, chính là phù văn màu vàng, phía trên có đầy đường vân khô nứt. Xé phù văn này, một thi quang hiện ra, thi thể thi tà chung quanh run lên, nhao nhao lui ra phía sau, chỉ có một ít chiến thi cường đại vẫn đứng vững. Hí! Có âm thanh cổ quái sinh ra, làm cho người ta nghe sợ nổi da gà. Một cánh tay nhân loại đầm đìa máu tươi duỗi ra, trên da thịt có điện quang màu đen chạy quanh. Tử Khuê muốn thử thứ kia ra ngoài. Trên cổ mộ xa xa, một nữ cản thi nhân đống tử phóng đại. Danh khí Tử Khuê tại Bắc Cương Phủ tuy không bằng Sở Cực Bắc, nhưng lại là hung nhân, phàm là cản thi nhân đều cố kỵ hắn ba phần. Bá! Một đạo bóng đen hiện ra, nó có ba cặp mắt, quay đầu lại chằm chằm vào tu sĩ trong hư không, linh hồn bọn họ hoảng loạn, trực tiếp té xuống đất, phân thân nát cốt. Đây là Tử Khuê đào được thi thể ở phần đuôi âm dương lưỡng giới sơn, nhưng mà thi thể này có rất nhiều điểm khác nhân loại, rất có thể chính là thi thể dị hình. Tử Khuê mang thi thể này trở về Tử Minh thi động, thỉnh cầu cao nhân trong thi động tế luyện thành chiến thi, nhưng mà chiến thi này khác với các chiến thi khác, vô cùng hung lệ, thậm chí còn lấy chiến thi khác làm thức ăn. Nó căn bản không bị khống chế, chỉ có thể bị phong ấn trong lá bùa. Tử Khuê giờ phút này thả nó ra, muốn dùng nó đối phó Phong Phi Vân. Cạc cạc, thi tà sáu mắt này tươi cười âm trầm, không ngờ phát động công kích vào Tử Khuê, một chảo lưu lại vết máu trên vai Tử Khuê, máu đen chảy ra ngoài. Súc sinh, Tử Khuê nổi giận gầm lên, lập tức thúc giục ấn ký âm dương xoay tròn. Thi tà sáu mắt này sợ hãi ấn ký âm dương, vội vàng thối lui bay vút vào trong cổ miếu, trong lúc nhất thời thi khí tràn ngập cả miếu thờ, vùng đất Phật môn thanh tịnh tràn ngập thi khí. Lần này xong rồi, thi tà sáu mắt này cực kỳ hung lệ, gặp người sống thì công kích, nhìn thấy thi tà sẽ muốn ăn sống, Phong Phi Vân sợ rằng ngay cả bột phấn cũng không thừa. Kỷ Phong mặc đạo bào trắng, kéo đạo kỵ, tay cầm phất trần thanh đồng, hắn đứng trên bờ hồ nhìn qua đỉnh núi, hắn rất không hy vọng Phong Phi Vân chết trong tay người khác. Nhưng mà hắn cũng biết Tử Minh thi động cường đại, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ có hắn, ngay cả tu sĩ trên triều mộ phong nhiều không kể xiết, nhưng mà không ai dám bước tới Tịch Thần Phong một bước, bởi vì, Tử Minh thi động quá cường đại, là một đời trẻ tuổi đáng sợ của cản thi nhân, không người nào dám đắc tội. Đây là một hồi khốn thú đấu vây khốn con thú và giết nó, dùng lực lượng của Phong Phi Vân, căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi mấy cường giả của Tử Minh thi động vây giết. Tử vong chỉ là chuyện sớm muộn. Vạn Tượng Tháp cũng có rất nhiều đệ tử ở gần đó, trong đó còn có Đại Thực Quốc Tam Vương Tử và con trai trưởng Hổ Thiên Hầu có giao tình với Phong Phi Vân, nhưng mà bọn họ cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, căn bản không dám viện thủ. Sau nửa ngày đi qua, trong cổ miếu trở nên yên tĩnh tới mức nghe được tiếng gió gào thét. Một chiếc Phật đèn tắt ngấm, hào quang từ khe cửa truyền ra. Chẳng lẽ yêu ma chi tử đã bị thi tà ăn sạch? Một nữ cản thi nhân của âm hư thi động nháy mắt mấy cái, trong mắt linh quang ứa ra, muốn nhìn rõ tình hình bên trong miếu. Nhưng mà trên vách tường cổ miếu có ấn ký cổ xưa, ngăn cản ánh mắt và thần thức của nàng. Nếu như yêu ma chi tử thật sự bị thi tà ăn, như vậy thi tà sáu mắt rất mạnh, có ý tứ, có ý tứ. Ánh mắt Diêu Cát mang theo vài phần cơ trí, tươi cười gợi cảm. Chẳng lẽ yêu ma chi tử và thi tà sáu mắt cùng chết sao? Nữ cản thi nhân ít tuổi nhất nói ra. Ngươi nghĩ không đúng. Diêu Cát thản nhiên cười cười, lắc đầu. Tình hình hiện tại quái dị, không chỉ đám tu sĩ ở xa xa khó hiểu, ngay cả Tử Khuê cũng nhíu mày, vì sao xuất hiện tình huống này.
ta đúng là muốn nhìn rõ mê hoặc trên đỉnh núi. Tử Khuê Tài cao gan lớn, một bước tiến vào miếu lớn, vừa mới bước vào đã lui nhanh ra sau, hơn nữa lui còn nhanh hơn đi vào, thật giống như gặp quỷ. Khi hắn lui nhanh, thì tà sáu mắt nhanh chóng lao ra, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất, mở miệng lớn dính máu cắn huyết nhục trên cổ của hắn, máu tươi tuôn ra ngoài như suối. Nhưng mà Tử Khuê không hổ là người cầm đầu đệ tử chữ địa, tu vị rất tốt, đánh ra một quyền, đánh bay thi tả sáu mắt. Vô liêm sỉ, xúc sinh. Tử Khuê lại sử dụng ấn ký âm dương, thu hồi thi tả sáu mắt vào ấn ký, vết thương trên cổ của hắn đã biến thành màu đen, có thi độc xâm nhập thân thể của hắn. May mắn hắn từ nhỏ đã ngâm trong thi độc, cho nên trong thời gian ngắn có thể bức thi độc ra khỏi người, máu đen tiêu tán trong gió. Phong Phi Vân, ta lần này tự mình đến bắt ngươi, ta xem ngươi còn trò bịp bợm gì. Tử Khuê tự nhiên không phải đồ đần, biết rõ lần này là bị Phong Phi Vân tính toán, trong lòng càng tức giận hơn. Tử Khuê muốn xông vào cổ miếu, lại bị Sở Cực Bắc ngăn lại, nói. Phong Phi Vân nổi danh quỷ kế đa đoan, cần gì phải một mình mạo hiểm, ba tôn chiến thi thiên mệnh nhất trọng đủ trấn áp hắn rồi. Tử Khuê suy nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Vì vậy trong ống tay bắn ra ba tấm phù lục màu tím rơi vào đỉnh đầu ba chiến thi vốn trầm lắng mở mắt ra, chúng sống lại. Tử Khuê cảm thấy lo lắng, vì vậy đánh ra 10 tấm phù lục màu tím, dán lên trán 10 thiết thi. 13 tôn chiến thi đồng thời xông vào cổ miếu, sát khí trùng thiên, có khí thế âm thi phạt thiên. Phật đăng lờ mờ, có âm thanh sát phạt kinh thiên động địa từ trong cổ miếu truyền ra. Ba tôn chiến thi thiên mệnh cảnh tay nâng chiến thương, 10 lão thi mặt thiết khải xông vào, cho dù là tu sĩ đứng ở xa xa đều có thể cảm nhận được sát khí cực kỳ đáng sợ. Bành! Có chiến thi đầu tiên bị ném ra ngoài, thi cung trong người bị móc ra, thi thể mục nát cực kỳ nhanh chóng, hóa thành máu đen. Bành! 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 Lại có 9 âm thanh phá không vang lên liên tục. 9 thi thể bị ném ra, trên người đều có lỗ thủng máu, hóa thành khói đen. Tiêu tán trong thiên địa. 10 chiến thi nhanh chóng bị tiêu diệt. Sắc mặt đệ tử Tử Minh thi động rất khó coi, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trong miếu còn có 3 chiến thi thiên mệnh nhất trọng, đây mới là lực lượng chủ yếu nhất, lực lượng chân áp Phong Phi Vân. Oanh! Cửa sổ cổ miếu nứt vỡ, một đạo thân ảnh bay ra từ bên trong, phía trên có dấu vết chém giết, óng ánh chói mắt, giống như lôi cầu màu tím. Tử Khuê thò tay ra, cầm đạo ánh sáng màu tím này vào trong tay, thượng diện lực lượng bị đâm cho hắn cánh tay run lên, ánh sáng tím tán đi, cái này. Đúng là một khỏa thi đầu. Đây là đầu lâu của chiến thi thiên mệnh nhất trọng, bị người ta chặt xuống. Đáng giận. Tử Khuê ném cái đầu lâu này xuống đất, nện nát cái đầu, sau đó lại bóng dáng bay ra. Bá! 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 Ba đạo ánh sáng tím bay ra ngoài, hợp thành một chuỗi rơi xuống đất. Thi cốt tứ tán vỡ ra. Đúng là ba bộ chiến thi lúc nãy, trong đó có một chiến thi không đầu. Ba bộ chiến thi có 2 bộ bị thương thảm trọng, thi khí sói mòn hơn phân nửa, biến thành tàn thi, còn có một chiến thi trực tiếp biến thành thi thể, triệt để mất đi năng lực chiến đấu, tinh khí sói mòn hầu như không còn. Phong Phi Vân, lão tử sẽ tự mình tìm ngươi. Tử Khuê tiến vào cổ miếu lần nữa, lần này cẩn thận không ít, sợ bị Phong Phi Vân tính toán lần nữa. Trong hai tay nhưng tụ long hổ khổng lồ, đánh vào trong cổ miếu, mở đường cho hắn. Không có bất kỳ hung hiểm nào, Tử Khuê đã đi vào cổ miếu. Phong Phi Vân đang ngồi ghế bên dưới tượng Phật, bên cạnh có Phật đăng đang cháy, cười nói. Vừa rồi chính các hạ đang giao thủ với ta, lợi hại, người tên là gì? Tử Khuê. Tử Khuê thập phần trầm ổn, tuy tu vị cao hơn Phong Phi Vân một mảng lớn, nhưng mà hắn không có xem thường địch nhân. Tô Huyết cách Phong Phi Vân rất xa, đứng trong góc, trước người có thiết kiếm lơ lửng, thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có tròng mắt có thể chuyển động. Nàng đã bị Phong Phi Vân chế trụ. Không thể ngờ Tử Minh thi động lại có nhiều cường giả trẻ tuổi như thế, lợi hại, lợi hại. Phong Phi Vân nói. Tử Khuê âm thanh lạnh lùng nói. Ghét nhất là khi ta đứng mà người khác lại ngồi. Một đạo phù lục màu tím hiện ra, dài 1 mét, rộng nửa mét. Toàn thân có hào quang màu tím chói mắt, trên phù lục còn có thi văn cổ xưa. Thi phù lực lượng nặng như núi, tử khí mê mang, giống như là mây. Phong Phi Vân ngồi ở chỗ kia, trực tiếp ném miểu quỷ ban chỉ ra ngoài, bàn tay vươn về phía trước, ống tay áo như lưu vân,
lưu động linh hoạt. Bảy bức thần đồ hiện ra va chạm với thi phù màu tím, khí lãng sinh ra giữa vị trí hai bên trùng kích, cái ghế dưới chân Phong Phi Vân lui ra sau 7 mét. Tử Khuê lui ra sau 5 bước, mang theo nét kinh dị, nói. Yêu ma chi tử, đúng là có tài. Trong đan điền Tử Khuê có điện quang bắn ra, một cái điện thoi như khóa sắt màu tím bay ra, một tiểu kiếm giấu bên trong điện quang, mang theo sát khí lợi hại. Chuôi tiểu kiếm này chính là bổn mạng pháp khí của Tử Khuê, uy lực không phải chuyện đùa. Bành! Phong Phi Vân vận dụng thần vương lệnh, dùng lệnh bài này ngăn cản tiểu kiếm, hỏa tinh bắn ra, lực lượng bị áp chế. Tiểu kiếm vô kiên bất tồi, tự nhiên không thể phá được thần vương lệnh. Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra 40 điện quang, ngưng tụ thành chu thiên hám tiên truy, thể tích của cự truy như muốn phá tan cổ miếu, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu Tử Khuê, đánh thân thể của hắn lui ra sau. Oanh! Lại đánh ra kích thứ hai, chu thiên hám tiên truy lại đánh lui Tử Khuê ra sau. Oanh! Lúc đánh ra kích thứ ba, Tử Khuê cũng đã lui ra ngoài miếu, hai tay bị chu thiên hám tiên truy chấn gãy. Kích thứ tư đánh vào tiểu kiếm màu tím và cả Tử Khuê, cả hai bay ra ngoài, bay tới chỗ đám đệ tử Tử Minh thi độc, thi bào mất trật tự, bộ dáng chật vật. Vì sao không giết hắn? Nếu ngươi không chế trụ ta, vừa rồi chúng ta liên thủ đủ để giết hắn. Tô Huyết rất giận dữ, lãnh diễm và sát khí. Tuy Phong Phi Vân vẫn thong dong lạnh nhạt ngồi ở chỗ cũ, nhưng lại che ngực, khục khục, cảm giác đau đớn, đánh bại Tử Khuê nói dễ vậy sao? Nếu không phải Tử Khuê đoán không ra hư thật của Phong Phi Vân, không dám toàn lực chiến một trận, tỷ lệ thắng bại đúng là khó nói. Giết hắn làm gì vậy? Phong Phi Vân nói. Giết hắn sẽ ít đi địch nhân. Tô Huyết khinh bỉ Phong Phi Vân. Tu vị giống như ngươi, nhưng lại sợ đầu sợ đuôi, quả thực là còn không bằng nữ nhân. Phong Phi Vân nói. Ngươi nói có ý nghĩa hay sao? Bên ngoài chiến thi và cường giả Tử Minh thi động nhiều không kể xiết, giết được hết sao? Nếu giết Tử Khuê, như vậy hiện tại những người này sẽ xông lên hết, chúng ta không phải đi tìm chết sao? Ngươi có ý gì? Tô Huyết khó hiểu hỏi. Phong Phi Vân tự tin nói. Bọn chúng muốn chơi mèo vờn chuột, như vậy chúng ta hãy chơi với chúng, chơi thật chậm. Đợi đến lúc cứu binh của chúng ta tới, chúng ta sẽ chơi lại. Còn có người cứu chúng ta? Tô Huyết không tin, dù sao người dám đắc tội Tử Minh thi động cũng không nhiều. Nhất định phải có. Phong Phi Vân nói. Tử Khuê là người thế nào, trong đệ tử chữ địa hắn là tồn tại đứng đầu, nhưng lại bị một yêu ma chi tử đánh hoa rơi nước chảy. Thanh danh hao tổn. Ha ha, yêu ma chi tử đúng là hung hãn, đánh bại Tử Khuê ngươi sao? Ta thấy là tu vị Tử Khuê lui bước, bằng không vì sao còn không địch lại tiểu tử thần cơ đại viên mãn. Đám đệ tử chữ địa khác trên mặt vui vẻ, trêu chọc Tử Khuê. Phong Phi Vân cũng tuyệt đối không dễ chịu, ta đi lấy mạng của hắn. Tử Khuê hừ lạnh một tiếng, muốn lại xông vào cổ miếu. Nên để ta đi vào, Tử Khuê huynh. Ngươi nên nghỉ ngơi một chút, Phong Phi Vân loại tiểu nhân vật này cần gì ngươi ra tay, ta sẽ đi thu thập hắn. Đàm Thiên xông vào trong cổ miếu. Đàm Thiên cho rằng Phong Phi Vân giao thủ với Tử Khuê đã bị trọng thương, giờ phút này giết vào cổ miếu, chính là thời điểm chiến lực Phong Phi Vân yếu nhất, không những báo thù, còn có thể giết yêu ma chi tử, dương danh thiên hạ. Tử Khuê cũng không muốn tranh chấp với Đàm Thiên, vì vậy lui ra sau. Đàm Thiên vừa xông vào cổ miếu liền hét thảm thiết, ôm bụng máu tươi chạy ra khỏi cổ miếu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, vừa trốn về đã té xuống đất. Đệ tử chữ địa tiến lên kiểm tra một phen, nói. Đan điền Đàm Thiên bị một đao chém nát, kiếp này vô vọng đạp vào tiên đạo. Sắc mặt Sở Cực Bắc trở nên âm trầm, không muốn rông dài với Phong Phi Vân, muốn dùng đại thần thông vận dụng toàn bộ chiến thi, toàn bộ xông vào cổ miếu, đánh chết Phong Phi Vân. Tránh tổn thất không cần thiết. Lão đại, ta đi chiến hắn, nhất định lấy mạng của Phong Phi Vân. Lý Hoàn Sinh áo tím tung bay, chủ động xin đi giết giặc. Lý Hoàn Sinh cũng là người cầm đầu trong đám đệ tử chữ địa, tu vị cường hãn, hơn nữa cản thi thuật đặc biệt thành thạo, là kẻ cầm đầu trong bốn tên cầm đầu. Vậy ngươi đi đi, mang hỏa thi cùng âm thi theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Cực Bắc nói. Vậy thì thật quá tốt. Lý Hoàn Sinh đại hỉ, ống tay phất lên, hai thi tà cổ lão trong chiến thi đi ra. Hỏa thi mặc một bộ áo giáp,
Tầng ngoài có lửa cháy bừng bừng, đôi mắt như lửa, răng nanh trong miệng dài như tay người, giống như rễ cây màu đỏ. Âm thi chính là cô gái áo tím, khuôn mặt mỹ lệ, trên trán có ấn ký nhật nguyệt, làn da bị tế luyện như đá hoa cương. Có hỏa thi cùng âm thi tương trợ, Lý Hoàn Sinh tin tưởng 10 phần, đừng nói một yêu ma chi tử, cho dù 10 yêu ma chi tử vẫn giết được. Oanh! Lý Hoàn Sinh vừa bước vào trong cổ miếu, lòng bàn chân có một đám khí lãng màu tím đẩy ra, nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, trong cổ miếu chỉ có tượng Phật và cô gái áo đen, căn bản không có bóng dáng của Phong Phi Vân. Hô! Một cơn gió lạnh ập tới. Lý Hoàn Sinh trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, trên bàn tay ngưng tụ long hổ chi khí, không suy nghĩ chút nào, đánh lên trên đỉnh đầu của mình. Bành! Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống. Trên bàn tay cũng có long hổ chi khí, một chưởng đánh vào lòng bàn tay của Lý Hoàn Sinh, trực tiếp đánh thân thể Lý Hoàn Sinh lún vào mặt đất. Bành, bành. Mặt đất vỡ vụn ra, nửa người của Lý Hoàn Sinh lún vào đất. Phong Phi Vân không muốn cho hắn cơ hội hoàn thủ, tế miểu quỷ ban chỉ ra, linh khí uy áp sáng bóng huy hoàng, 7 tấm thần đồ biến lớn, ẩn chứa khí tức hủy diệt cường hãn. Ngao, ngao. Hỏa thi cùng âm thi nhào lên. Đồng thời tấn công Phong Phi Vân, làm cho hắn không thể không đánh miểu quỷ ban chỉ ra ngoài, trấn áp hai chiến thi này. Lý Hoàn Sinh lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, vận chuyển toàn lực tránh né Phong Phi Vân. Nguy hiểm thật, vừa rồi suýt nữa mất mạng trong tay yêu ma chi tử, trong lòng Lý Hoàn Sinh sợ hãi, không muốn cho Phong Phi Vân cơ hội ra tay nào nữa, dẫn đầu xuất một cái cản thi linh ra, tiếng chuông vang lên, lập tức chấn vỡ ba cây cột trong cổ miếu. Cái chuông đỏ thẫm vẫn còn bốc hỏa diễm, không ngừng chuyển động trong không trung. Tiểu diễn thuật thiên đấu linh đài. 40 đạo thần thức hóa thành 40 tòa cổ đài, lơ lửng chung quanh thân thể, thủ hộ thân hình, ngăn cản lực lượng cản thi linh. Tiếng long ngâm vang vọng. Một thanh đao màu trắng ngang trời, nó hóa thành long khí đánh xuống. Đao lãng một trọng lại một trọng, 9 đạo đao lãng khí thế mạnh mẽ, thiên địa bị đao khí bao phủ. Lý Hoàn Sinh ngăn cản tất cả đao khí. Cười lạnh một tiếng. Long Hoàng Đao Quyết, cũng không gì hơn cái này. Bành! Một thanh đồng linh thuyền khổng lồ hiện ra, bay ra khỏi đao lãng nện vào đỉnh đầu Lý Hoàn Sinh, đập nát cản thi linh, đánh vào xương trán của hắn, xương trán vỡ vụn, xương cốt tan vỡ lan ra khắp đầu. Đây là vật gì? Lý Hoàn Sinh hoảng sợ biến sắc, vội vàng chạy ra khỏi cổ miếu. Bành! Bành! Hỏa thi cùng âm thi bị thanh đồng linh thuyền nện bay, có tổn thương. Có xương cốt bị chấn đoạn, thi thể không thể hoàn hảo. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, áo trắng bồng bềnh, đứng trước cửa chính cổ miếu, khinh thường tất cả mọi người, nói. Tử Minh thi động hư danh nói chơi, không thể chiến với địch nhân. Mấy đệ tử chữ địa của Tử Minh thi động tức giận xì khói. Những tên đệ tử chữ huyền đứng xa xa càng mắng chửi, yêu ma chi tử thật sự quá cuồng vọng, nếu không ngăn cản hung uy của hắn, uy nghiêm Tử Minh thi động sẽ tổn hao nhiều. Ha ha, yêu ma chi tử thật đúng là lợi hại, không ngờ có thể đánh bại Tử Khuê cùng Lý Hoàn Sinh hai người cầm đầu đệ tử chữ địa của Tử Minh thi động té ngã. Một nữ cản thi nhân của âm hư thi động cười nói, nhìn thấy Tử Minh thi động ăn thiệt thòi thì có cảm giác hưng phấn. Yêu ma chi tử đúng là kỳ tài, có thể ở thần cơ đại viên mãn đánh hai người hung danh hiển hách thế hệ này của Tử Minh thi động té ngã, đánh răng rơi đầy đất. Tin tức này mà truyền về Bắc Cương Phủ. Đệ tử Tử Minh thi động tương lai sẽ không dám ngẩng đầu nhìn người. Siêu Cát cười đẹp như hoa, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng đứng trước cổ miếu, bộ áng rất hưng phấn. Công chúa, Phong Phi Vân vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế, ta cảm giác hắn có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh nhất trọng. Một đệ tử Vạn Tượng Tháp nói, lúc này mới qua bao lâu, hắn từ một đệ tử chán nản của Phong gia biến thành người đánh bại các lộ hào kiệt của Tử Minh thi động. Kẻ này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ngọc Công Công cung kính đứng sau bát bộ long liễn, hắn quen biết bao người, nhìn người rất chuẩn. La Phù công chúa khinh thường nói. Đối nghịch với bổn công chúa, cho dù hắn thiên tư vô song, ta cũng muốn hắn chết trong trứng nước. Thế nhưng mà hắn là truyền nhân của thần vương, tương lai nói không chừng chính là hoàng thất. Phò mã! Ngọc Công Công nhắc nhở một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ để hắn còn sống quay về thần đô sao? Một truyền nhân thần vương không nghe lời của ta, còn muốn làm phò mã. Ta sẽ khiến hắn phải chết không chỗ chôn.
Trong bát bộ long liễn hàn khí bức người, long hoàng chi khí tỏa ra ngoài, giống như hoàng khí chiếm cứ thiên địa. Kể cả Ngọc Công Công, không ít tu sĩ quỳ chung quanh bát bộ long liễn. Sắc trời dần dần tối lại, sương chiều nặng nề. Tuyết rơi nhiều dần dần chậm lại, ánh trăng sáng ngời xuất hiện trên cao, ánh mặt trăng vô cùng chói mắt, chiếu vào bông tuyết, làm cho bông tuyết mang theo hào quang như ngọc. Mặt khác hai người cầm đầu chữ địa khác muốn thỉnh chiến, nhưng lại bị Sở Cực Bắc ngăn cản. Ngay cả Tử Khuê cùng Lý Hoàn Sinh cũng lần lượt bại trận, Tử Minh Thi Động không thể bại nữa, nếu như bốn người đứng đầu chữ địa đều bại, mất mặt lớn lắm. Phong Phi Vân, thừa nhận ngươi đúng là rất mạnh, cùng cảnh giới đã không người nào là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng của ngươi thì có thể chống lại thế hệ trẻ cả Tử Minh Thi Động sao? Sở Cực Bắc nói. Phong Phi Vân nói. Tự nhiên không thể. Vậy ngươi còn muốn chống cự sao? Sở Cực Bắc giọng mỉa mai cười cười. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi có thể giết được ta. Nếu ta ra tay, trong một hô hấp có thể lấy tính mệnh của ngươi. Sở Cực Bắc nói. Phong Phi Vân cười nói. Vậy sao ngươi còn đứng bên ngoài, lại phái một đám ô hợp đến mất mặt? Đó là bởi vì ngươi còn không xứng để ta ra tay. Cho dù ngươi tu vị cao hơn gấp 5 lần, cũng còn chưa đủ tư cách. Sở Cực Bắc nói. Ha ha, nếu ngươi có tự tin như thế, còn không thử xem. Phong Phi Vân cười nói. Ánh mắt Sở Cực Bắc lập tức ngưng tụ, trong đôi mắt bắn ra một đạo tử sắc quang hoa, hình dáng như hai hình thoi xuyên phá hư không, có thể chấn vỡ linh hồn người khác. Không khí như nước sôi, phát ra âm thanh sôi sục. Thân thể Phong Phi Vân không chút sứt mẻ. Trong đôi mắt tinh mang mạnh hơn, hoàn toàn không sợ tà mục của Sở Cực Bắc công phạt. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, yêu ma chi tử quả nhiên cũng không phải là kẻ yếu, Sở Cực Bắc nhân vật bậc nào, có thể bảo trì đứng thẳng trước mặt của hắn cũng là bổn sự. Hừ, Sở Cực Bắc chân đạp khí lãng, thân hình khẽ động, hóa thành bóng người liên tiếp đuổi theo Phong Phi Vân. Xíu, yêu yêu, tốc độ của hắn không chậm, cũng chỉ có cường giả cao cấp nhất mới có thể nhìn thấy bóng dáng. Người khác chỉ thấy hắn biến mất, còn lại không có gì cả. Loại tốc độ này, trong thế hệ trẻ quá khó gặp. Phong Phi Vân hiện tại khẽ động, biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh hơn, trực tiếp nhảy lên trời cao, sau một khắc lại xuất hiện trên đỉnh cổ miếu, tiếp theo lại biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ Sở Cực Bắc cũng cực kỳ rất nhanh, lại đuổi theo Phong Phi Vân, vốn bay lên trời cao, sau đó lại đuổi theo dưới đất, vây quanh cổ miếu ba vòng. Cuối cùng lại nhớ tới cái gì đó, đứng lại. Cùng lúc đó Phong Phi Vân cũng trở về chỗ cũ, đứng ở cửa lớn cổ miếu. Từ đầu đến cuối, rất nhiều tu sĩ không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chỉ nhìn thấy hai người biến mất. Những tu sĩ tu vị cao, giờ phút này cũng bị kinh sợ, tốc độ hai người vừa rồi như tia chớp, hoặc như là sét đánh lôi đình, quá nhanh. Người bây giờ còn cảm thấy giết được ta. Phong Phi Vân cười nói. Sở Cực Bắc nói. Cho dù tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng mà ngươi mang theo một nữ nhân, tuyệt đối không thể thoát khỏi Tử Minh Thi Động vây khốn. Sở Cực Bắc nhìn rất chuẩn, nếu Phong Phi Vân muốn đi, bọn họ căn bản không ngăn được, nhưng mà Phong Phi Vân muốn mang theo Tô Huyết cùng đi, tuyệt đối không làm được. Tất cả chiến thi luống cuống, những đệ tử Tử Minh Thi Động chiến ý sôi trào, tất cả mọi người đằng đằng sát khí, nhất trí xông vào cổ miếu. Nếu như Tử Minh Thi Động đồng thời tấn công cổ miếu, cho dù Phong Phi Vân có luân hồi tật tốc, hắn cũng bị đánh thành cặn bã, dù sao đối phương dùng lực lượng biến người, căn bản không phải sức người có thể chống lại. Trong không khí xuất hiện hương hoa thơm ngát lòng người. Gió mát thổi, tiếng xe vang lên, chỉ thấy tiếng xe từ trong mây truyền tới. Một chiếc xe lao ra khỏi tầng mây, nghiền nát bông tuyết, bay dưới ánh trăng, đánh vỡ phong thiên kết giới do đệ tử Tử Minh Thi Động bố trí. Đánh 10 tên đệ tử chữ huyền thổ huyết. Có đệ tử chữ địa tế hỏa thi, muốn chém giết người tới, nhưng mà hỏa thi cũng đã bị đánh bay, chia năm xẻ bảy, giống như bị dã thú phanh thây. Chiếc xe đáp xuống đỉnh Tịch Thần Phong. Cứu binh đến. Phong Phi Vân mỉm cười. Tử Minh Thi Động làm việc, người rảnh rỗi tránh lui. Tử Khuê bay qua, đứng trước chiếc xe, trên bàn tay bắt đầu ngưng tụ long hổ chi khí. Người rảnh rỗi. Ta không phải người rảnh rỗi. Giọng nói nam tử 10 phần vang lên. Giọng của nam nhân này còn hay hơn cả nữ nhân, nhưng lại mang theo khí chất dương cương, không có âm nhu.
Nghe giọng nam nhân này, rất nhiều nữ tu sĩ ánh mắt gợn sóng, trong lòng hiếu kỳ nam nhân trong xe là người thế nào. Nam tử trong xe đương nhiên không làm cho bọn họ thất vọng. Kỷ Vân Vân cuốn rèm xe lên, chiếc xe này rộng rãi, treo cổ họa, bày biện đồng lô đỏ lửa, phủ một tấm nhung đỏ tươi, giống như cung điện di động, cực kỳ xa hoa. Một nam tử cực kỳ tuấn tú đang ngồi trong xe, tóc tai chỉnh tề, quần áo cũng nghiêm túc, nhưng mà đôi mắt của hắn trống rỗng, mê mang. Nhìn thấy nam tử này, cơ hồ tất cả nữ tu sĩ đều si mê, trong khoảng khắc sinh lòng ái mộ. Ngay cả những nữ cản thi nhân của âm hư thi động đều trợn mắt há hốc mồm, bàn tay như ngọc không ngừng đặt lên ngực, tâm hồn thiếu nữ chạy loạn như con nai tơ. Thì ra là Tiểu Bạch Kiểm. Tử Khuê không quen nhìn dung mạo không tì vết của Vô Hà công tử, hắn phun nước bọt trên mặt đất. Hắn nói những lời này đã đắc tội không ít nữ tử, cả đám như gà mái xù lông bảo vệ gà con, giống như muốn hả giận cho nam tử kia. Không phải Tiểu Bạch Kiểm, là Tô Quân.